uổng phí khí lực, ta sẽ đưa hai người cùng ra đi. Hàn lập thân hình chậm rãi ổn định, ngẩng đầu nhìn về phía nhị yêu, khuôn mặt âm trầm nói. Hắn vừa rồi tuy rằng kịp thời phóng ra ngân sắc tiểu thuẫn, đỡ được vụ nổ của hắc quang, nhưng trên mặt lại dính một chút cho bụi, bộ dạng như là chịu một chút thiệt thòi không nhỏ. Rốt cuộc cũng làm cho hắn nổi lên sát khí, vừa dứt lời, thì phía sau tên yêu thú tai dài mắt xanh, ngân quang chấp động, một thanh ảnh nhàn nhạt chợt hiện ra, tiếp theo một cái cánh tay từ phía sau đánh thẳng tới lưng yêu thú. Nhưng vào đúng lúc này, con mắt thứ ba của tên tam nhãn yêu thú chợt lóe lên dị quang, dường như nó cảm ứng được cái gì, liền quay đầu lại hét lên một tiếng, đồng thời cánh tay vung lên, một cái hoàng sắc viên hoàn từ trong tay bắn nhanh ra, đánh thẳng vào cái thanh ảnh nhàn nhạt, nhạt kia. Hàn lập một tiếng hử lạnh, hai tay đồng thời vung lên, một tay vung ra 36 thanh kim sắc tiểu kiếm, khi mới xuất hiện khẽ phát ra một âm thanh rồi ngự không bay đi. Hóa thành mấy chục đạo kim quang dài khoảng 10 thước hướng tam nhãn yêu thú đánh tới. Tay kia thì nhoáng lên một cái, một cái hoàng sắc hàng ma trượng liền rời tay lao ra, rồi nghênh phong nhất trướng, hóa thành một cây hàng ma trượng dài khoảng mấy trượng, phát ra những tiếng gào thét quái dị, rồi vọt tới. Ngay khi phi kiếm cùng hàng ma trượng đồng thời lao đi, Hàn Lập còn há miệng phun ra một đoàn tử sắc hỏa diễm to bằng nắm tay. Đứng ở trên đầu vai hắn con thái âm hỏa nha cũng mặc không thèm lên tiếng, hai cánh liền mở ra hóa thành một đoàn hỏa quang bắn đi. Mà sau khi phun ra hắc quang, hai tên yêu thú vẫn còn đang phiêu phù nhẹ nhàng phía sau, bộ dạng vô cùng thông thả, tốc độ còn xa mới bằng được phi kiếm cùng hàng ma trượng từ phía trước lao tới. Với độn tốc cực nhanh, thanh thế kinh người, Hàn Lập vừa ra tay, mục tiêu lại tập trung chủ yếu vào tên tam nhãn yêu thú. Con thú này sau khi quay đầu lại, nhìn thấy cảnh này, nhất thời trong lòng kinh hãi. Con yêu thú này xuất thân từ vạn yêu cốc, tự nhiên cũng hay thường xuyên ở trong cốc cùng các yêu thú khác tranh đấu, vô luận về lịch duyệt hay là kinh nghiệm đấu pháp. Đều vượt xa so với các nhân loại tu sĩ cung cấp. Mặc dù vẫn chưa động thủ với Hàn Lập, nhưng chỉ bằng 36 thanh phi kiếm cùng hàng ma trượng hóa thành linh quang kinh người, thì có thể đoán ra hai thứ pháp bảo của người này uy lực cũng không phải là nhỏ. Lúc này nó cũng bất chấp sự an toàn của con bát cấp yêu thú, một tay vỗ lên hông, bỗng nhiên từ trên người bay vụt ra một đạo hoàng sắc kinh hồng xuất hiện, lớn khoảng hơn 10 trượng, rồi lóe lên hướng đối diện mấy chục thanh kim sắc phi kiếm nghênh đón. Nhất thời một trận bạo liệt mang theo những tiếng xé gió, tại hai hai người trong lúc đó bạo phát ra. Mà kinh hồng chói mắt, thế nhưng lực lượng so với tất cả kim sắc phi kiếm, lại không hề rơi xuống hạ phong. Điều này khiến cho cho Hàn Lập thấy nao nao, nhưng ngay trong nháy mắt, cây cự đại hàng ma trường lại lướt qua màn kiếm quang, lao tới trước đỉnh đầu của tam nhãn yêu thú, tựa như một hòn núi nhỏ hung hăng nện xuống. Tam nhãn yêu thú mặt trầm như nước, trong miệng phát ra một tiếng giống to quần áo trên người tất tắc, tắc bị vỡ vụn ra lộ ra một thân hình lóa thể với làn da mang màu xanh đen thân thể trông tựa như một loại tinh cương tạo thành lúc này song trưởng khẽ nhoáng lên một cái liền hóa thành một đôi cự đại cương kìm lớn khoảng hơn trượng song trưởng giao vào nhau rốt cuộc hướng hàng ma trượng kẹp tới uyên một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới hắc mang cùng hoàng quang đan sen vào nhau lóe lên thật sự không ngờ chỉ bằng lực lượng của thân thể mà con yêu thú này có thể kẹp lấy hàng ma trượng làm cho nó không thể hạ xuống được. Nhưng bảo vật này chính là một trong những pháp bảo thành danh của côn ngô tam lão năm đó. Mặc dù hàn lập bởi vì công pháp duyên cớ, không thể phát huy toàn bộ uy lực. Nhưng cũng làm cho yêu thú này sau khi va chạm, thân hình cường đại to lớn của nó bỗng nhiên nhỏ đi ba phần. Yêu thú này trong lòng âm thầm hoảng sợ, bản thể của hắn chính là thế gian hãn hiếu, mọi người chỉ biết nó là hậu duệ của một loại dị thú trong hoang dã, chẳng những trời sinh trên đầu có ba con mắt, hơn nữa nó được sinh ra từ trứng, sức lực của hắn có thể bắt voi xé hổ, mà theo tu hành tăng lên, loại thiên phú cự lực này cũng càng ngày càng sâu sắc, hiện giờ tới một trình độ, có thể chống đỡ hàng ngàn cân cự lực cũng không có việc gì, nhưng hiện giờ chỉ một kích của hàng ma trược, làm cho song trưởng của hắn tê dại, cảm giác không chịu được. Điều này sao không thể làm cho trong lòng của nó không khiếp sợ cho được. Nhưng vào lúc này một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ một bên truyền lại, làm cho trong lòng yêu thú trầm xuống vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy con yêu thú tai dài mắt xanh không biết từ khi nào mà chiếc đầu to lớn của nó đã bị rơi xuống đất mà bên cạnh thân hình không đầu của nó lại xuất hiện một thanh đoàn nhận đen thui trong suốt đang lượn lờ ở phía trên hắc quanh nhàn nhạt chớp động không ngừng mà thanh ảnh lại hoàn toàn không thấy tung tích đâu cả nguyên lai like, trải qua con yêu thú này nhắc nhở cộng thêm một cái ngân hoàn ngăn cản con bắt cấp yêu thú tai dài mắt xanh này tránh thoát được một kích của nhân hình khôi lỗi nhưng không chờ hắn từ trong kinh hãi tỉnh lại lại bị ma tủy phi đao âm thầm lần tới bên người xuất kỳ bất ý một đao chém xuống cắt dụng chiếc đầu trên cổ mặc dù con yêu thú này có chút thần thông nhưng vô luận là tu vi hay bảo vật thì so với nhân hình khôi lỗi còn kém xa vì vậy làm sao có thể ngăn cản được một kích toàn lực của nhân hình khôi lỗi sau khi thân thể không đầu vừa đổ xuống thì một đoàn lục hỏa từ trong thân thể nó bắn ra nhắm thẳng mặt đất mà chạy nhưng lúc này ngân quang chợt lóe lên thanh ảnh từ phía dưới hư không hiện ra chặn ngay đường đi của đoàn lục hỏa làm cho yêu thú tinh hồn cả kinh lúc này muốn quay đầu mà chạy nhưng đã muộn chỉ thấy thanh ảnh chậm rãi đưa tay xuất ra một chảo không biết làm thế liền bắt lấy lục hỏa vào trong tay sau đó không một chút do so dự hai tay liền trà sát vào nhau ngân quang chấp động đã đem yêu thú tinh hồn biến thành một luồng khói nhẹ hết thảy chỉ xảy ra trong nháy mắt công phu đúng lúc đều bị tam nhãn yêu thú thu vào trong mắt mà vào thời khắc này Thanh Ảnh liền quay đầu liếc nhìn một cái vào tam nhãn yêu thú. Toàn thân ngân quang chợt lóe lên, thân hình cùng thanh ma tủy phi đao đang huyền phù trên không, đồng thời biến mất không thấy. Lúc này sắc mặt con yêu thú này liền đại biến, rốt cuộc trong mắt của nó hiện ra vẻ kinh hoàng. Với nhãn lực của con yêu thú này, tự nhiên nó chỉ cần liếc mắt một cái, có thể nhìn thấu được nhân hình khôi lối cùng hắc sắc phi đao kia rất đáng sợ. Mặc dù nó không biết thanh ảnh kia chỉ là một con rối mà thôi, nhưng nó cũng tự hỏi bản thân cũng không phải là đối thủ của hai người hàn lập. Lúc này nó vô cùng hối hận, tự nhiên nảy sinh ý định thối lui. Chỉ có điều giờ phút này, con mắt thứ ba của yêu thú hiện ra quang mang kỳ lạ chấp động không ngừng, muốn lập tức tìm ra vị trí của nhân hình khôi lỗi. Đúng lúc này hỏa cầu do tử la cực hỏa biến thành cùng đoàn hỏa quang do thái âm hỏa nha biến thành. Từ hai bên tả hữu của yêu thú nhẹ nhàng bay vụt tới lúc này con cửu cấp yêu thú này đang tập trung toàn bộ tinh thần để thi pháp nên nó chỉ liếc mắt nhìn hai khỏa hỏa cầu một cái mặc dù cảm thấy có chút cổ quái nhưng hắn cũng không bận tâm tùy ý miệng giống há ra liền phun ra cỗ hoàng sắc yêu khí trực tiếp đánh về phía hai khỏa hỏa cầu đang khi trên khuôn mặt nó hiện lên sắc mặt vui mừng cả ba con mắt đều hướng về một phía trong hư không thì hai khỏa hỏa cầu đồng thời bạo liệt văng ra ầm 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 tử diễm giống như lửa cháy trên một cánh đồng cỏ khô quang diễm bung ra biến thành một cái hỏa trụ cao hơn 10 trường. Đem hai cỗ hoàng sắc yêu khí cuốn vào trong, tiếp theo hướng tam nhãn yêu thú mãnh liệt phun tới. Ngay khi chưa đến gần yêu thú này, từ hỏa trụ này đã truyền tới cực hàn chi khí, khiến cho phụ cận không gian nổi lên những thanh âm crack. Crack vang lên, một tầng băng trong suốt dị thường nhanh chóng từ trên hư không xuất hiện, cũng hướng đối diện yêu thú nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Giống như tất cả không gian phụ cận xung quanh toàn bộ đều bị đóng băng mà hỏa quang còn lại sau khi đồng dạng bạo liệt liền hóa thành hình thái hỏa nha tại trong tầng xích diễm hình thể lúc này lại lớn hơn một thước miệng liền há ra đem yêu khí trước người một ngụm nuốt vào sau đó hai cánh mở ra rồi dùng hỏa độn thuật không một chút do dự lao vào bên trong tử sắc hỏa trụ thân hình liền biến mất không thấy bóng dáng tam nhãn yêu thú vừa thấy cực hàn chi diễm do tử la cực hỏa gây ra sắc mặt thoáng chốc tái nhợt cực kỳ dưới tình thế cấp bách không một chút nghĩ ngợi miếng liền hé ra từ trong miệng thoáng chốc phun ra vô số hoàng sắc quang điểm, dày đặc lao ra, tựa như vô cùng bất tận. Những quang điểm này sau khi lao ra liền cuộn vào nhau, rồi biến thành một con tiểu trùng to bằng ngón chân cái trông rất kỳ dị, nửa thân trên giống rết, nửa thân dưới lại giống bò cạp, toàn thân mang màu vàng nhạt, nhìn trông cực kỳ dữ tợn. Sau khi hung trùng này hiện ra, liền phun ra một đoàn hoàng sắc quái vụ, mang theo một mùi tanh nồng nặc trực tiếp nghênh tiếp hỏa trụ, bộ dạng như muốn ngăn cản hỏa diễm một thời gian. Đột nhiên, còn cửu cấp yêu thú toàn thân hắc sắc yêu quang chấp độc, song trưởng lớn lên một vòng chậm rãi nâng lên, muốn đẩy hàng ma trượng phía trên đỉnh đầu vang ra, sau đó vội vàng thoát thân mà chạy. Giờ phút này tam nhãn yêu thú hoàn toàn dập tắt tâm tư muốn cùng hàn lập đối kháng, thầm nghĩ cách chạy trốn để bảo mệnh. Vừa lúc hoàng sắc quái vụ cùng với tử diễm vừa tiếp xúc, lập tức nhìn thấy hoàng vụ không thể chống đỡ nổi hỏa diễm. Ngay tức khắc một bộ phận hoàng vụ liền hóa thành những viên khỏa lạp trọng suốt dị thường từ trên không rơi xuống, nhưng quái trùng vẫn liên tục phun ra hoàng vụ không ngừng, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản hỏa trụ tới gần. Từ trong hỏa trụ truyền ra một tiếng the thế, lập tức hỏa diễm trên hỏa trụ liền quay cuồng ngưng tụ thay đổi hình dạng. Liền biến thành một một con hỏa nha lớn hơn 10 trượng, tử sắc hỏa vũ, hai mắt đỏ đậm. Chương 1113, yêu khí trùng thiên. Hai cánh hỏa nha khẽ vùng nhẹ một cái, tử diễm từ hỏa trụ liền ùn ùn tuôn ra so với lúc đầu còn cường đại hơn mấy lần, chẳng những đem hoàng vụ trước mắt quét sạch, mà ngay cả quái trùng cũng bị đóng băng thành một khối băng nhỏ, không thể động đậy được chút nào. Hỏa nha hai mắt đỏ ngầu chấp động, âm thầm điều khiển cực hàn chi diễm, liền đánh về phía tam nhãn yêu thú. Yêu thú đang bị cự lực của hàng ma trượng gắt gao ép xuống, căn bản không thể nào nhúc nhích được, chỉ kịp từ con mắt thứ ba phóng ra một đạo hắc mang đánh ra. Nhưng mà khi hắc mang đánh lên trên người hỏa nha, tựa như trâu đất xuống biển, căn bản không có một chút tác dụng nào. Mà trong miệng tử sắc hỏa nha lúc này thét lên một tiếng dài, liền chấp động lao tới thân hình của con cửu cấp yêu thú. Chỉ thấy thân thể của con yêu thú này bị vô tận hỏa diễm bao bọc vào trong. Sau khi thét lên một tiếng thảm thiết, liền biến thành tử sắc cự băng, trên mặt vẫn mang một vẻ mặt đầy kinh hoàng. Hộ thể yêu khí của nó lại không có một chút tác dụng nào để ngăn cản tử la cực hỏa. Ngay sau đó bên cạnh cự băng liền hiện ra một nhân ảnh chấp động, nhân hình khôi lỗi trong một đoàn ngân quang xuất hiện. Nhất thời hai tay liền trà sát vào nhau, đồng thời nâng lên, hai đạo kim hồ quang phát ra một tiếng lôi minh liền kích vào phía trên cự băng. Một tiếng gầm rú vang lên, bề mặt tử sắc cự băng tắc tắc vỡ vun ra, bên trong thân thể của cửu cấp yêu thú đã biến thành một đống thịt vụn. Khi cự băng vỡ ra thì một đoàn lục quang chợt lóe lên, một đoàn lục hỏa so với con yêu thú tai dài mắt xanh lớn hơn rất nhiều từ trong băng vụn nhanh chóng bắn đi. Sau vài cái chấp động, thoáng cái đã thuấn di ra xa hơn 20 trường. Bây giờ muốn chạy, thì đã chậm rồi. Một thanh âm chậm rãi truyền tới, lập tức một tiếng lôi minh vang lên một đạo ngân hồ đột nhiên xuất hiện phía trước lục hỏa tiếp theo hàn lập hai tay chắp sau lưng hiện ra ở trong ngân quang nhếch mép nhìn yêu thú tinh hồn trước mắt lúc này tinh hồn của con cửu cấp yêu thú đương nhiên biết là không tốt liền nhoáng lên một cái đổi hướng bỏ chạy hàn lập đơn trưởng liền vung lên trong tay lục quang chợt lóe một cái lục sắc mộc thước liền xuất hiện ở trong tay sau đó hướng về yêu hồn nhẹ nhàng đánh ra một cái nhất thời linh quang chấp động trong nháy mắt phía trên yêu hồn liền hiện ra một đóa ngân liên to khoảng hơn một thước. Ngân liên đang từ phía trên dần dần hạ xuống, làm cho yêu hồn có cảm giác linh khí xung quanh ngưng trọng, nhất thời lại không thể thi triển thuấn di chạy đi. Lúc này trong lòng của yêu hồn liền trầm xuống, linh quang của ngân liên liền đại phóng, ở giữa đóa ngân liên liền bắn ra một luồng thất sắc Phật quang, thoáng chốc đem yêu hồn cuốn vào bên trong, sau đó nhanh như chớp mạnh mẽ lôi vào bên trong ngân liên. Sau một tiếng kêu đầy kinh sợ truyền ra, ngân liên liền chớp động vài cái, tiếp đó tiêu tán biến mất. Mà bên trong ngân liên yêu hồn cũng theo đó biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Hàn lập khẽ than nhẹ một cái, trong tay một thước nhoáng lên một cái liền quỷ dị biến mất. Mà lúc này hình người khôi lỗi ở bên kia liền nhẹ nhàng hướng hàn lập bay tới. Khi tới trước người hàn lập liền hướng hàn lập đưa tới những vật đang cầm trong tay. Chính là hai thứ mà hắn thu nhặt lại, đó là một cái ngân hoàn cổ bảo cùng một cái hắc sắc viên cầu to bằng ngón tay cái trong đó viên cầu chính là con mắt thứ ba của con tam nhãn yêu thú chỉ thấy toàn thân nó mang màu đen ngoài ra vẫn chưa thấy có cái gì khác lạ tuy nhiên sau khi hàn lập đem khỏa yêu nhãn này đưa lên mắt nhìn kỹ tự nhiên thần sắc khẽ động liền đem nó cùng với cái ngân hoàn kia thu vào trong chữ vật túi đối với cái ngân hoàn tuy rằng là một kiện cổ bảo không tồi nhưng đối với nhãn lực của hàn lập bây giờ thì chỉ có thể miễn cưỡng xem vừa mắt mà thôi còn về phần hoàng sắc kinh hồng có thể ngăn cản được chúng phi kiếm của hàn lập sau khi mất đi sự khống chế của chủ nhân, thì biến thành một thanh cổ nhận nhìn tựa giống như phi đao lại không phải phi đao, tựa giống phi kiếm lại không phải phi kiếm. Cũng bị Hàn Lập dễ dàng thu vào trong chữ vật túi. Sau khi Hàn Lập đem đám phi kiếm cùng hàng ma trượng thu lại, vốn không muốn lưu lại lâu ở chỗ này, liền đem nhân hình khôi lối cùng hỏa nha thu vào, hóa thành một đạo thanh hồng thẳng tới phía cuối hành lang vọt đi. Rõ ràng nhận thấy ở gần phụ cận đại điện, yêu thú cùng các tu sĩ của tiểu cực cung số lượng ngày càng ít, nhưng xuất hiện ở chỗ này thì không phải là cao giai tu sĩ pháp lực cao thâm thì cũng là cao giai yêu thú trong đó có không ít nguyên anh tu sĩ cùng hóa hình yêu thú nhưng bởi vì những người này đánh nhau tại các khu vực lối ra làm cho hàn lập chỉ xa xa liếc mắt một cái cũng không tự đi tìm phiền toái sau khi đi qua một cái sân sau rồi xuyên qua một cái quảng trường hàn lập rốt cuộc cũng đi tới được đại điện của hư linh điện ở đây xung quanh đại điện được bao quanh bởi những bức tường bằng bạch ngọc liếc mắt nhìn một cái thì không thấy điểm cuối cũng không biết nó rộng lớn đến mức độ nào, nhưng trước mặt hắn là một cái cửa điện cũng không quá rộng lớn, chỉ có cao khoảng hơn 10 trượng mà thôi, chắc chỉ là một cái cửa vào mà thôi. Mà lúc này ở trước cửa lối vào có hai người cùng một yêu đang thi triển đại thần thông, đánh nhau bất phân thắng bại. Hai gã bạch sam tu sĩ chính là một nam một nữ, nam đó là tên giám sát trưởng lão mà ngày đó đã gặp qua một lần ở tiểu cực cung, chính là hôi phát lão giả họ Diệp, mà nữ tu sĩ còn lại thì có sắc đẹp tuyệt trần, một thân mặc bạch sắc cung trang, y sam đang nhẹ nhàng tung bay, đúng là bạch giao di. Đối thủ của hai người này là một tạo bào lão giả nhìn giống như nhân loại, đầu để tóc dài, trên đó thỉnh thoảng có thanh quang chấp động, hai mắt lóe lên hàn quang, làm cho người ta có một cảm giác không giận mà uy. Bạch giao di cùng lão giả họ diệp khu động hai cái ngân sắc phi kiếm cùng một chiếc bình ngọc đang phun ra hắc bạch chi khí trông rất quỷ dị, cùng tạo bào lão giả đánh nhau bất phân thắng bại. Còn tạo bào lão giả một tay khống chế một cái thanh sắc tì võng lấp lánh, võng này vừa triển khai liền hóa thành một đám thanh vân rộng hơn 10 trượng, bên trong nổi lên từng trận lôi quang, thanh thế rất kinh người, tay kia thì thao túng một chiếc hắc sắc thiết sử bàn pháp bảo, bảo vật này mỗi một lần đánh ra, đều huyễn hóa ra hơn 10 cái ảo ảnh hướng đối thủ đánh xuống, mà ảo ảnh này lại như hư hư thật thật. Quả thực được điều khiển đến mức xuất thần nhập hóa, tạo bao lão giả này chỉ bằng sức một người, lại đem hai người bạch giao di ép xuống hạ phong, ngược lại bộ dạng lại trông như rất nhàn nhã giống như vẫn chưa có dùng hết sức. Tuy nhiên chiếc bình ngọc trong tay của giám sát trưởng lão Hạo Diệp, tựa hồ uy lực vô cùng lớn, sau khi phun ra hắc bạch nhị khí thì không có gì là không có thể hút vào trong bình. Vô luận là thanh sắc lôi quang hay là vô số ảo ảnh đều bị bảo vật này tiếp nhận hơn phân nữa, còn một nửa do bạch giao di đem hai cái ngân sắc phi kiếm với uy lực không nhỏ tiếp đón, dưới sự liên thủ của hai người nhất thời cũng không đáng bại. Hàn lập trong mắt lam quang chợt lóe, hướng về tạo bào lão giả đảo qua, đồng tử không khỏi co rút lại một chút, sắc mặt hơi đổi nay lão giả đúng là do một con thập cấp yêu thú biến hóa. Lấy minh thanh linh mục thần thông của hắn, cũng vô pháp nhìn thấu đối phương là loại yêu thú nào. Trong lòng cảm thấy dùng mình, trong nháy mắt hàn lập liền biến thành một đạo thanh quang nhanh chóng thoát ly khỏi chỗ ba người tranh đấu, độn tốc không một chút nào dừng lại, tốc độ chợt tăng lên gấp đôi. Thanh quang liền lóe lên hào quang trói mắt từ phía dưới ba người đang tranh đấu nhất lượt lao qua, muốn xông vào bên trong đại điện. Muốn chết, tên tạo bào lão giả thân là thập cấp yêu thú, lại như thế nào để cho người khác coi thường tùy tiện trốn qua. Tuy rằng hắn liếc mắt nhìn một cái liền biết Hàn Lập ở trong độn quang có tu vi là nguyên anh trung kỳ, tuy vậy hắn cũng không thèm để trong lòng, trong tay thanh sắc phóng ti liền tùy ý đánh ra. Lưới này biến thành một đám thanh vân từ phía trên trùng xuống, ngay sau đó những tiếng ầm ầm vang lên, đột nhiên từ trong lưới bắn ra vô số viên lôi hỏa, từ phía trên hướng Hàn Lập đánh xuống. Lôi hỏa to bằng nắm tay, nhất thời đều bắn ra, liền ào ào lao tới biến thành một tấm lưới lớn thoáng chốc liền bao trùm trong phạm vi hơn 10 trượng, làm cho độn quang phía dưới không thể tránh né. Ở trong độn quang Hàn Lập khẽ nhíu mày, nhưng độn quang một chút cũng không có đình trệ, bỗng nhiên sau lưng hắn hình người khôi lỗi ở trong độn quang hiện ra, tiếp theo tay nó vung lên, một chiếc tiểu cung được bao bọc bởi hỏa diễm xuất hiện trong tay. Lập tức tay kia liền nhẹ nhàng lôi kéo đầy cung, đồng dạng một tiếng oanh minh phát ra, vô số hỏa tiến từ trong độn quang bắn nhanh ra hướng thanh sắc lôi quang nghênh tiếp, kết quả hỏa tiến cũng thanh sắc lôi quang va chạm với nhau ở giữa không trung, nhất thời bạo liệt ra một đoàn quang diễm với thanh sắc, hồng diễm đan xen vào nhau, trông diễm lệ vô cùng. Hỏa tiến uy lực so với thanh sắc lôi quang còn kém một bậc, nhưng một một kích đón đầu này cũng làm cho lôi quang bị trì hoãn một chút. Tận dụng cơ hội này thanh quang liền trong nháy mắt từ phía dưới xẹt qua phạm vị bao trùm của lôi quang, trực tiếp từ cửa điện lao vào trong đại điện. A, à, từ trong miệng tạo bào lão giả liền truyền ra một âm thanh đầy kinh ngạc lấy tu vi kinh người của tên thập cấp yêu thú này, mặc dù trong độn quang được ngăn cách bởi hào quang, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng thấy được sau lưng Hàn Lập xuất hiện một nhân hình khôi lỗi, trong lòng một trận kinh ngạc. Tuy nhiên khi hắn thấy Hàn Lập bay vào trong đại điện, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng không tiếp tục thi pháp đuổi theo, mà ánh mắt liền rời đi, vẫn đem lực chú ý đặt ở trên người định nhân trước mắt, nhưng lần này thế công đánh ra so với lúc trước gia tăng thêm ba phần. Bạch Giao Di trong lòng cũng đồng dạng cực kỳ giật mình. Mặc dù thanh hồng độn quang quá nhanh, nàng cũng không thể nhìn rõ được Hàn Lập ở trong độn quang, nhưng khi thanh hồng lóe lên làm cho nàng cảm thấy quen thuộc vô cùng, nàng hơi suy nghĩ một chút, liền nhận ra chủ nhân ở trong độn quang chính là Hàn Lập chắc chắn không có sai. Chẳng lẽ nhóm người của đại trưởng lão đã từ trong Huyền Ngọc động đi ra rồi? Nàng tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng đại địch trước mắt đột nhiên sử dụng pháp bảo uy thế tăng lên, liền không thể suy nghĩ tiếp, chỉ có thể vội vàng tập trung linh lực vào hai thanh phi kiếm đem hai thanh phi kiếm khu sử tựa như giao long xuất hải, trợ giúp lão giả họ Diệp miễn cưỡng ngăn cản thế công uy mãnh của đối phương. Đồng dạng hồi phát lão giả cũng cảm thấy giật mình, khi đạo thanh quang kia có thể ngăn cản được một kích lôi hỏa của lão yêu, nhảy vào trong đại điện. Mặc dù hắn cảm giác độn quang có chút xa lạ, nhưng nếu lão yêu trước mặt ra tay ngăn cản, hơn nữa trong độn quang không mang một chút yêu khí nào, thì cũng biết người trong độn quang chỉ là bạn không phải là địch. Vì vậy lại càng không suy nghĩ nhiều chính là đem hắc bạch linh quang trong bình ngọc thúc dục. Mặc dù trong tay hắn có lưỡng khí bình một cái phỏng chế phẩm linh bảo, nhưng lấy hắn cùng bạch giao di hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ đối kháng với một gã thập cấp yêu thú cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự một chút mà thôi. Mà lúc này, hàn lập hào quang thu liếm lại, thân hình liền xuất hiện ở một bên sườn cửa điện, cách cửa điện khoảng hơn 10 trường. Sau khi hiện ra ánh mắt của hắn liền đảo qua, liền nhận rõ tình hình trong đại điện, nhưng ngay khi hắn chưa kịp xem xét kỹ lưỡng thì chợt nghe một trận cuồng tiếu mang theo một thanh âm giả nua truyền ra. Lại tới thêm một gã tự tìm cái chết, cũng tốt. Nhiều thì cũng không nhiều lắm, nhưng thêm một tên cũng không ít, người cũng theo bản tôn vào đi. Hàn lập ngẩn ra, chưa kịp phát hiện ra cái gì, bỗng nhiên cảm thấy không bốn phía chợt lóe lên hắc sắc Hà quang, tiếp theo bốn phía cảnh vật liền biến đổi. Cả người đột nhiên xuất hiện tại một không gian tối om đầy quỷ dị mà bốn phía hắc hồ yêu khí cuồn cuộn tỏa ra hắn tự nhiên biết mình đang bị vây khốn trong một cái bảo vật nào đó. Hàn lập không khỏi thất kinh, bốn phía yêu khí một trận quay cuồng dữ dội, liền hùng hổ hướng hắn cuốn tới, giống như muốn cường ngạnh ép chết hắn. Hàn lập hít sâu một hơi, rút tay vào trong áo bào, hai tay đột nhiên nắm chặt. Nhất thời trên người một tiếng lôi minh vang lên, một tầng kim sắc điện hồ liền phun ra, trong nháy mắt liền bao bọc quanh thân hắn. Tiếp theo, hai tay áo liền vung lên, hơn 10 khải kim sắc tiểu kiếm bắn ra, xoay xung quanh hàn lập, hóa thành một vùng đầy kim quang, tại đó điện hồ bắn ra xung quanh đem bảo vệ xung quanh hắn. Lúc này hắc hồ yêu khí cũng từ bốn phương tám hướng lao tới trước người hàn lập, thoáng cái đã đánh tới phía trên kim quang. chương 1114, xa lão cùng vạn yêu phiên. Thanh trúc phong vân kiếm biến thành kim thước bay lượn, giống như những cánh quạt gió thổi yêu khí bốn phía bay tán loạn, làm yêu khí không thể tiến lại gần. Thấy yêu khí này cũng không khó đối phó như mình tưởng trong lòng hàn lập liền thả lỏng nhưng sắc mặt vẫn âm trầm dị thường, ánh mắt không ngừng quét khắp mọi nơi. Đáng tiếc bốn phía ngoại trừ bóng tối đen như mực thì không còn nơi nào khiến Hàn Lập phải chú ý. Những thanh phi kiếm của người luyện chế cũng không tệ, để bổn tôn lấy về thưởng thức một chút. Không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh kinh ngạc, lộ ra ý đồ tham lam muốn chiếm lấy các thanh phi kiếm của Hàn Lập. Hàn Lập nghe được những lời này liền ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ vẻ cười lạnh, một tay áo bảo chợt rung lên, lập tức một dòng tam sắc quang mang từ trong bay ra, Linh quang chợt tắt, trong tay Hàn Lập hiện ra thanh Tam Diễm Phiến. Nghe khẩu khí đối phương lớn như thế, Hàn Lập cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi đối phương. Vừa mới làm xong động tác trên thì trên đỉnh đầu yêu khí chợt biến hóa kịch liệt, đồng thời phát ra âm thanh gào thét chói tai, yêu khí như kinh đào hải lãng quay cuồng, rồi đột nhiên hiện ra một cơn lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy này toàn thân là một màu đen âm u, đường kính hơn 10 trượng, khi vừa xuất hiện liền chuyển động thẳng lên đồng thời phát ra những tiếng rít quái dị một luồng lớn ánh sáng mở màu đen từ trung tâm lốc xoáy bay vụt ra khí thế hung hăng từ trên bay vụt xuống. Hàn lập trong lòng cả kinh, biết là không hay liền không kịp suy nghĩ nhiều liền một tay vội vàng khắp động kiếm quyết. Kim quang bốn phía phát ra những tiếng giải thanh minh, vốn đang mở rộng ra bốn phía thì vầng kiếm quang màu vàng chợt thu nhỏ lại, ở trong trung tâm hào quang lưu chuyển không ngừng rồi biến ảo thành một đóa kim liên, rồi từ từ bay lên. Lúc này thì luồng ánh sáng màu đen như một cái lồng từ trên trục xuống, đem đóa kim liên nhốt vào trong. Hai bên vừa tiếp xúc nhau liền phát ra vô số tiếng va chạm như đao kiếm chém vào nhau làm cho lỗ tai vô cùng khó chịu, tâm thần không yên. Tâm thần Hàn Lập chợt cảm thấy bị chấn động, những thanh phi kiếm hóa thành đóa sen vàng bị một lực hút cường đại kéo lên, sắp thoát khỏi sự khống chế của Hàn Lập mà bay lên trên. Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, pháp lực trong cơ thể toàn bộ đều được vận dụng. Nếu là tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường đối mặt với lực hút cường đại như vậy thì có thể sẽ không khống chế được bổn mạng pháp bảo của mình nhưng Hàn Lập lại tu luyện thanh nguyên kiếm quyết, tu vi hơn hẳn tu sĩ đồng cấp, hơn nữa thanh trúc phong vân kiếm lại được tế luyện lại bằng những tài liệu chân quý hi hữu, cho nên uy lực vượt xa các pháp bảo bình thường. Do vậy đóa kim liên sau khi được Hàn Lập sử dụng toàn bộ pháp lực trấn áp lại, rốt cuộc cũng toàn thân dung rẩy miễn cường chống lại cỗ lực hút cường đại kia, tiếp tục xoay quanh Hàn Lập chống lại ánh sáng màu đen mờ ảo mà cơn lốc xoáy phun ra. Mà lúc này, Hàn Lập cũng không chút do dự tam diễm phiến trong tay chợt phát sáng ngời, hướng vào trung tâm lốc xoáy quạt ra một cái. Phốc suy một cỗ tam sắc hỏa trụ theo phía trên quạt tuôn ra, từ bên trên đánh vào luồng ánh sáng mờ màu đen. Một âm thanh bạo liệt vang lên, không khí xung quanh trở nên cuồng bạo kịch liệt, cỗ tam sắc hỏa và luồng ánh sáng mờ màu đen vừa tiếp xúc với nhau, liền giống như dầu loang trên mặt nước liền lan tỏa ra xung quanh. Hiển nhiên tam sắc hỏa diễm cường đại hơn luồng ánh sáng mờ màu đen, nên chỉ dừng lại một chút liền tăng cường lực công kích liền đánh tan luồng ánh sáng mờ màu đen, vừa phá xong luồng ánh sáng mở màu đem tam sắc hỏa diễm liền bay thẳng vào lốc xoáy trên không trung, sau đó chợt lóe lên một cái liền biến mất vào trong cơn lốc xoáy. Hàn lập ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên không trung. Một lát sau, phía bên trong lốc xoáy truyền ra những tiếng động ong ong, mà xung quanh lốc xoáy hắc mang chợt co rút lại, sau đó liền phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trên không trung 10 triệu yêu khí bị bắn ra cuồng loạn, tại không trung xoay hắc mang bắn mạnh ra xung quanh sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Hàn lập sắc mặt âm trầm, một tay chợt nhoáng lên tam diễm phiến liền biến mất, trên mặt không lộ bất cứ vẻ đắc ý nào. Dù sao một quạt của tam diễm phiến tiêu hao của Hàn lập gần hai thành pháp lực mà lại không làm tổn thương được địch thủ một chút nào. Phỏng chế linh bảo, thì ra ngươi là tiểu tử họ Hàn sao, âm thanh già nua chợt truyền đến, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ngươi biết ta, Hàn lập thần sắc trở động, trong lòng chợt đoán ra được cái gì đó, nhưng thần sắc lại không thay đổi nói hắc hắc, người có thể xử quát chiếc quạt thông linh phát ra tam sắc hỏa diễm, thì sao ta lại không biết cho được. Nghe nói người tại Côn Ngô Sơn phá hư của bản phó cốc chủ một chuyện tốt, hiện tại lại ở trong tiểu cực cung ngươi lại gây ra chuyện gì. Âm thanh già nua kia phát ra một tiếng cười nhạt, không giải thích. Phó cốc chủ, ngươi chính là vạn yêu cốc xa đạo hiếu. Hàn lập trong lòng chợt run sợ, thần sắc liền biến đổi. Hàn lập tuy rằng đối với vạn yêu cốc hiểu biết không nhiều lắm, nhưng đối với vị vạn yêu cốc cốc chủ tự nhiên cũng có nghe nói qua, Tuy có rất nhiều người nói không biết tu vi chân chính của hắn như thế nào nhưng theo phỏng đoán của dịch giả 4VN thì vạn niên thất hùng đều có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Người này hơn phân nửa là ở nhân giới còn sót lại vài người chính là lão yêu có tu vi hóa thần kỳ. Nếu không thì tại sao vạn yêu cốc có thể ngông nghênh đứng vững trong đất đại tấn, sớm đã bị tránh ma thập đại tông môn quét sạch không biết bao nhiêu lần rồi. Không tôi, đúng là lão phu, nghe hùng xưa nói, người cùng với người quen cũ củ của bản tôn là lung linh tiên tử có chút liên hệ, Mặc dù tạm thời nàng ấy vẫn còn ở tầng thứ 9 của chấn ma tháp mà tầng thứ 9 chấn ma pháp đã bị chân ma khí một lần nữa phong ấn lại, nhưng ngươi lại bình yên vô sự xuất hiện tại nơi này. Xem ra lung linh tiên tử đã bình yên trở về linh giới rồi, âm thanh già nua khi nói đến hai chữ linh giới âm thanh không khỏi có chút biến đổi, phảng phất như có chút kích động, lại có chút sợ hãi. Lung linh đúng là đã thông qua nghịch tinh bàn trở về 4 VN. Ngươi và nàng có biết nhau? Hàn lập thần sắc âm trầm bất định chậm rãi hỏi nhưng một tay áo bảo chật sung lên trên bàn tay linh quang chập động liền hiện ra một chiếc thước gỗ màu xanh biếc tay còn lại cũng xuất hiện một cái hỏa đỉnh nhỏ chỉ có vài tấc ta ở linh giới chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thì làm sao có thể quen biết với yêu vương phi chẳng qua linh lung tiên tử đã đưa ngươi đi ra chắc là người cũng có lưu lại cho ngươi cái gì đó mà khác chiếc bát linh thước kia dùng để chấn áp cổ ma nay có phải đang ở trong tay ngươi ngươi đừng nói là linh lung tiên tử đem theo bát linh thước về linh giới vì thông thiên linh bảo cần phải có thời gian luyện hóa thì mới có thông qua thế giới lực để đưa sang thế giới khác. Âm thanh già nua chợt biến đổi trở nên băng hàn, hàn lập nheo mắt lại, trầm mặc không nói gì, nhưng bất giác bàn tay nắm nắm một thước chợt siết chắt lại. Như thế nào, vấn đề lão phu hỏi sao ngươi không trả lời? Hay là hàn đạo hữu căn bản không muốn trả lời? Âm thanh già nua càng ngày càng trở nên âm lệ, đồng thời một cỗ linh khí cường đại từ bốn hướng bắn ra, ép tới khu vực hàn lập đang đứng. Tuy rằng cổ khí thế này hàng thật giá thật, chỉ có ở Tu Vi đáng sợ của thập cấp yêu thú, nhưng thần niệm của Hàn Lập cũng không yếu hơn tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, cho nên thân hình Hàn Lập hơi nhoáng lên một cái sau đó thì vẫn an nhiên đứng bất động ở chỗ cũng như không có việc gì xảy ra. "Di, ngươi." Âm thanh già nua kia phát ra một âm kinh ngạc ngoài ý muốn. Hàn Lập cảm ứng được luồng khí thế cường đại, hai mắt chợt nhíu lại, một luồng tinh quang từ trong mắt bắn ra. Nghe Thiên Hạ nói thì Sa Đạo Hiếu đã bế quan ở sâu trong vạn yêu cốc không biết bao nhiêu năm tháng, không rõ sống chết. Bình thường sẽ không bao giờ đi ra khỏi cốc, hiện tại Đạo Hiếu xuất hiện tại nơi này, đây chắc chỉ là hóa thân của Đạo Hiếu. Nếu không với uy danh của Sa Đạo Hiếu, thì tại Hạ không thể đối kháng được với linh lực của Đạo Hiếu. Hàn lập chợt thở nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cho dù là thế, thì đã sao? Âm thanh già nua phát ra không mang theo một chút tình cảm nào hàn mỗ đối với người cùng chuyện của tiểu cực cung không cảm thấy hứng thú cũng không có ý định nhúng tay vào chỉ muốn dựa vào nơi này làm truyền tống trận để đi ra ngoài thôi nếu đạo hữu không muốn tại hạ cùng tiểu cực cung liên thủ thì hãy buông tay để tại hạ đi ra ngoài thì hơn âm thanh hàn lập lạnh lùng không khách khí nói chỉ cần không phải cấp bậc hóa thần kỳ chân chính thì hàn lập không gì phải sợ cả ha ha với lời nói uy hiếp như vậy thì lão phu thật sự là nhiều năm qua chưa được nghe qua nghe hùng sư nói qua Người thân mang ích tà thần lôi và thần thông không phải nhỏ, chẳng qua ích tà thần lôi thì chỉ hữu dụng đối với ma khí thôi. Hiện tại người bị vậy trong vạn yêu phiên của ta, người nghĩ người có thể chống lại sao? Nếu không muốn bị hình thần câu diệt, thì hãy giao ra bảo vật mà linh lung tiên tử đã lưu lại cho người cùng bắt linh thước. Khi đó nếu tâm tình ta tốt hơn sẽ tha cho người một mạng, cũng không phải là không được. Sa lão yêu cuồng tiếu một trận âm thanh trầm trầm uy hiếp nói. Hàn lập thầm thở dài một cái, Nghe khẩu khí thì xa lão yêu không chừa cho mình một đường lui nào, cho dù nói sao thì cũng không dễ dàng rời khỏi nơi này. Chẳng qua đại danh của vạn yêu phiên như sấm rền bên tai, không ít tu sĩ nói đến nó như một kiện pháp bảo đã gần tiếp cận uy lực với thông thiên linh bảo, khó trách lão yêu này tự đại không muốn dừng tay. Nếu dùng lời nói không thể nào lay chuyển được đối phương thì Hàn Lập cũng không muốn nhiều lời nữa, liền dương tay ra một luồng hồng quang bắn ra, xoay tròn trên không, sau đó huyền phù trên đỉnh đầu Hàn Lập cách vài trường đó đúng là kiện hỏa đỉnh vô danh, hàn lập hai tay bắt quyết, miệng thì niệm pháp quyết. Liền đó hỏa quang chợt hiện ra, nghênh phong bành trướng ra, trong nháy mắt thổi bùng lớn ra vài trường. Tiếp theo hàn lập thúc giục pháp quyết bắn vào kiện hỏa đỉnh. Bên trong đỉnh truyền ra âm thanh vù vù, chợt bắn ra vô số hỏa nha lớn nhỏ, trong nháy mắt bay ra trải rộng khắp bốn phía, làm cho khung cảnh xung quanh trở thành một mảng màu hồng. Xem ra hàn lập cũng không dám coi thường uy lực của vạn yêu phiên, nên một lần nữa kích phát uy lực của hỏa đỉnh. Không chỉ như vậy, nguyên bản thái âm hỏa nha yên lặng đứng trên đầu vai Hàn Lập không biết đã biến mất lúc nào, lẫn vào trong đàn hỏa nha trên không trung, đồng dạng cả người hồng quang lập lè, nhưng người khác không thể nhận ra điểm dị thường của nó so với những con hỏa nha khác. Đúng lúc này chú ngữ trên miệng Hàn Lập chợt dừng lại, liền quát khẽ một tiếng, liền đó tất cả hỏa nha đều há miệng phu ra xích diễm bắn ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, xung quanh hàn lập liền xuất hiện những đợt sóng lửa cao ba bốn trượng không ngừng công kích vào yêu khí xung quanh toàn bộ không gian bên trong trở nên nóng bức hoàn toàn biến thành một biển lửa yêu khí cùng biển lửa vừa tiếp xúc liền phát ra một âm thanh như sấm rền bên tai hai người nổ vang không ngừng sóng lửa đem yêu khí bốn phía không ngừng bước lui về phía sau chỉ là một chút tài mọn mà muốn phá hủy vạn yêu phiến của bản tôn sao đừng có mơ mộng hảo huyền sa lão yêu cười lạnh một tiếng lập tức thét lớn một tiếng phảng phất như xuyên kim phá thạch. Chương 1115, thể hiện thần thông. Yêu khí vốn đang lui về phía sau bỗng phát ra một tiếng huyết gió, nhất thời liền tụ lại cùng nhau, khối hắc khí bắt đầu ngưng kết biến hình. Từ trong hắc khí hiện ra từng con từng con một yêu thú, yêu cầu, tất cả toàn thân đều đen thui thủi. Đám yêu vật này gầm lên không ngừng, hình thể chúng cũng không đồng nhất, con lớn nhất chừng hơn 30 trượng, con nhỏ chỉ khoảng vài thước, nhưng con nào cũng mắt lộ hung quang nhìn hàn lập đứng phía trong hỏa hải. Hàn Lập thấy vậy không khỏi dùng mình, bởi mới chỉ liếc mắt nhìn một cái, hắn đã thấy cả đám yêu thú đông đúc, yêu khí bốc lên ngùn ngụt, quay cuồng trên không trung, cả một đám đông nghìn nghịt, ùn ra như vô cùng vô tận vậy. Một tiếng giống to truyền đến, đám yêu thú khôi lỗi này từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa, cuồng bạo tràn đến. Khóe mắt Hàn Lập không khỏi máy động, nhưng hắn không nói tiếng nào, mặc nhiên khoát tay, hướng về hỏa đỉnh trên đỉnh đầu, đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết. Đỉnh bỗng run lên, lập tức hồng quang đại phóng, một ngọn xích hồng hỏa diễm bao toàn bộ cự đỉnh, biến cự đỉnh thành một hỏa cầu cực lớn. Vô số đạo hỏa diễm cực nóng từ đỉnh bắn ra, gia nhập vào hỏa hải. Nhiệt độ của toàn bộ không gian tựa như tăng lên phân nửa, thanh thế hỏa hải đại chấn. Ngay lập tức từ trong hỏa hải bán ra từng khỏa hỏa đoàn lớn nhỏ. Mỗi hỏa đoàn đều bao bọc bên trong một con hỏa nha hình thể đang dần to lớn lên. Dựa vào uy của hỏa hải, chúng trực tiếp vọt vào trong đám khôi lỗi yêu thú ở bốn phía. Từng đạo đạo xích hồng hỏa quang lớn nhỏ không đồng nhất, ở trong đám khôi lỗi yêu thú dày đặc bạo liệt, hơn ngàn con hỏa nha cuồng phi loạn vũ sáo trộn đội hình của yêu thú. Hỏa diễm phi vũ, yêu khí tung hoành, hỏa quang, hắc khí lúc thì đan lại lúc thì tách ra, tình thế cực kỳ rằng co. Mà cũng thật quỷ dị, dù cho yêu thú bị hỏa nha đánh tan xác hay hỏa nha bị yêu thú diệt sát. Một bên thì từ trong yêu khí ngưng tụ khôi phục lại như ban đầu. Bên kia thì quay cuồng trong hỏa diễm một lúc sẽ lại dục hỏa trùng sinh cả hai phương cứ như vô cùng vô tận vậy, từ trong yêu khí vang ra một tiếng hử lạnh băng hàn. Lập tức từ bốn phương tám hướng chuyển đến thanh âm chú ngữ trầm thấp. Chính là thanh âm của xa lão yêu, ánh mắt hàn lập lóe lên, hốt nhiên ngẩng đầu nhìn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy tại vị trí lốc xoáy trên không, yêu khí trở nên quay cuồng kịch liệt, một cự trảo từ trong yêu khí từ từ vươn ra. Cự trảo này đen thui, sáng bóng, lớn chừng ba bốn mươi trượng. Ngũ chỉ giống như tiêm giáp dài mấy trượng, hàn quang âm trầm chấp động, có vẻ sắc bén vô cùng. Cự trào này quá khổng lồ đến mức, trào chưa hạ xuống mà đã khiến cho người ta có cảm giác như thái sơn áp đỉnh, cảm giác như thể muốn tránh cũng không thể tránh được. Tiếng chú ngữ vừa dừng lại, cự trào bèn lao thẳng xuống phía dưới. Nhất thời một cỗ yêu phong gào thét, giống như cơn lốc quét qua làm cho phụ cận hỏa hải của hàn lập rối loạn, tan tác. Hàng ma trưởng vốn coi là khá to lớn, vậy mà đứng kế cự trào này còn kém xa. Hàng ma trưởng và cự trào va vào nhau, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, hàng ma trượng rắn như tinh cương chỉ có thể làm cự trảo thoáng dừng lại một chút rồi bị văng bắn ngược lại. Cự trảo không chút thay đổi phương hướng, tiếp tục chộp tới Hàn Lập. Hàn Lập mím môi, tâm niệm trở động, 36 khẩu kim sắc phi kiếm đang xoay quanh tứ phía đồng thời phát ra tiếng vù vù, sau đó tụ lại phía đỉnh đầu. Kim quang đại phóng, trong chớp mắt phi kiếm hợp lại thành một thể, hình thành một kim sắc cự kiếm lớn cỡ chừng 5 sáu trượng. Lập tức một tiếng sấm thanh thoát vang lên, trên bề mặt cự kiếm bộc phát từng đạo kim hồ thô to, chợt hóa thành một đạo kim hồng chói mắt, chém thẳng về phía cự trảo. Vù, một tiếng, cự kiếm do 36 khẩu thanh trúc phong vân kiếm ngưng tụ hình thành, dưới sự thúc dục pháp lực toàn lực của Hàn Lập, tựa như không gì không phá được, cường ngạnh chém cự trảo thành hai mảnh. Từ trong yêu khí truyền ra tiếng rên rỉ, tựa hồ xa lão yêu đã ăn phải quả đắng, hai mảnh cự trảo theo gió tán loạn, hóa thành đoàn đoàn yêu khí, trong nháy mắt liền tiêu thất. Nghe được tiếng này của Sa lão yêu, hai mắt hàn lập lóe lên lam mang, đạo kim hồng trên không trung liền xoay quanh một cái, hóa thành một con kim mãng hướng vào hư không táp tới. Một tiếng phanh, vang lên, từ hư không đột nhiên bộc phát ra một đoàn hắc mang chói mắt, phù hiện ra một cái hắc thuẫn bài, mà kim mãng đang cắn vào phía trên bề mặt, lại không thể phá vỡ thuẫn bài này. Mà đúng lúc này, phía sau thuẫn bài lóe lên hắc mang. Một thân ảnh thấp bé hiện ra, chính là hóa thân của xa lão yêu ở bên ngoài băng thành năm xưa. Đó là một ấu đồng, đầu ba trỏm, trước ngặt đeo một cái ngân tỏa vô danh. Giờ phút này nó đứng phía sau thuẫn bài, nhìn kim mãng đang không ngừng cắn xé, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Canh tinh, phi kiếm của ngươi được khảm loại tài liệu quý hiếm bậc này, không trách có thể phá vỡ ma thiên trảo của ta. Thân sắc của ấu đồng lại khôi phục như thường, ánh mắt tập tung vào hàn lập trong hỏa hải. Ta cũng đoán không lầm, quả nhiên ngươi chỉ là một hóa thân hàn lập tựa như không nghe ấu đồng nói mà ngược lại thì thảo tự nói. Thấy thái độ hàn lập như vậy, Ấu đồng vô cùng giận dữ, cười rộ lên. Nó không nói hai lời, đột nhiên đánh một chảo vào hư không. Trong tay bỗng nhiên chấp động hắc quang, một cây tiểu phiến màu xám mờ ảo xuất hiện trong tay. Hắc, hắc, uy lực vừa rồi của vạn yêu phiên, chẳng qua chỉ thể hiện hai thành mà thôi. Ngươi đừng có tự đại. Tiếp theo, lão phu sẽ cho ngươi nếm thử uy lực đích thực của vạn yêu phiên, khiến ngươi hình thần câu diệt. Sa lão yêu nói xong, liền tung tiểu phiến trong tay ra, tính thi triển đại thần thông của cây phiến này thần sắc hàn lập đột nhiên ngưng trọng, vội điểm vào hỏa hải một cái. Nhất thời từ bên trong hỏa hải bắn nhanh ra hơn 10 con hỏa nha, nhắm ấu đồng đánh tới. Còn khẩu kim sắc cửa kiếm kia, dưới sự thúc dục pháp quyết, bộc phát ra một tiếng kêu dài, khẽ rung lên, lại hóa thành 36 khẩu phi kiếm. Mỗi khẩu dài một thước, kim quang trói mắt, trong tiếng vù vù, huyễn hóa thành hơn trăm đạo kiếm quang, vây quanh ấu đồng, nhắm đầu của nó điên cuồng chém xuống. Ấu đồng nhếch miệng khinh miệt, tạm thời dừng tiểu phiến trong tay một chút, tay kia điểm vào hắc sắc thuẫn bài. Thuẫn bài liền run lên, hóa thành một tầng quang cháo mênh mông mơ hồ bảo vệ ấu đồng bên trong. Linh quang hai màu vàng đen nhất thời liền cuồng bạo, chớp lóe bất định. Vô số đạo kiếm quang chảm lên màn quang cháo chỉ làm cho hắc quang nhộn nhạo chút đỉnh, nhưng không có vẻ gì là tổn hao. Cái hắc sắc quang cháo này quả thật cứng rắn, về phần hơn 10 con hỏa nha đang bay vụt đến, ấu đồng không thèm để ý, mà chỉ lo thúc giục tiểu phiến trong tay. Mặc dù hỏa nha là do tinh thuần hỏa diễm biến thành, nhưng trong mắt của ấu đồng, sự phòng ngự của thuẫn bài là đủ. Chỉ thấy cây hôi sắc tiểu phiến nhoáng lên, toàn bộ không gian đột nhiên run lên, rồi lại ngừng lại rồi lại run lên. Yêu khí ở phụ cận bốn phía hỏa hải đột nhiên toát ra một cỗ xương mù mở ảo minh mông. Trong không gian liền ba động một trận dị thường, bỗng nhiên hiện ra bốn cái lỗ đen khổng lồ, đường kính mỗi lỗ hơn trượng, ở bên trong ẩn ẩn hiện hiện vật gì đó. Đối với tình hình này, Hàn Lập tựa như không nhìn thấy mắt thấy hỏa nha đã vào tới trước hắc sắc quang cháo, sau lưng vang lên tiếng sấm thanh, một đôi ngân bạch sắc vũ xí hiện ra, cả người phát ra ngân quang, lập tức nhoáng lên một cái, đã biến mất ở tại chỗ. Cơ hồ cùng lúc này, các con hỏa nha miệng phun xích diễm đã đụng vào hắc sắc quang cháo, nhất thời hóa thành từng đoàn hỏa cầu chói mắt, đều bạo liệt bùng nổ. Mà hơn trăm đạo kim sắc kiếm quang dưới sự thúc dục pháp lực không ngừng, vẫn tiếp tục điên cuồng chém vào màn quang cháo. Nhưng vẫn như dự liệu của ấu đồng, hắc sắc quang tráo vẫn bình yên vô sự chống đỡ tất cả công kích. Ấu đồng thấy Hàn Lập sử dụng lôi độn thuật biến mất trong hỏa hải, thần sắc chợt động nhưng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếng chú ngữ trong miệng liền nhanh hơn một chút. Bàn tay nhỏ bé lật lên, tế ra một sợi dây đen. Dây này run lên không ngừng, giống như linh xà, bắn nhanh ra, huyễn hóa thành 7M8 cái vòng, chụp xuống khoảng không cách Ấu đồng năm sáu trượng. Ngay sau đó, ngân hồ lóe lên, cùng tiếng sâm, thân hình Hàn Lập hiện ra, nhưng vừa đúng vào vị trí của hắc thằng. Hắn không kịp phản ứng đã bị hắc thằng vây chung quanh. Lập tức quang mang lóe lên, hắc thằng liền co rút lại, hoàn toàn vây khốn hàn lập. Ấu đồng nhe răng cười, miệng hé ra, ô mang chấp động bên trong, tựa hồ chờ hàn lập bị chế trụ sẽ phun ra một bảo vật lợi hại. Sự tình lần này thật ngoài ý liệu của hàn lập. Hắn không ngờ có loại bảo vật thần diệu có thể dự đoán được chuẩn xác vị trí xuất hiện lôi độn thuật của hắn. Lúc này sắc mặt Hàn Lập đại biến, miệng quát khẽ một tiếng, Hai tay khắp quyết, thúy lục sắc quang mang trên người đại phóng, đánh thẳng vào hắc thăng mà thân hình Hàn Lập đang bị vây bên trong đột nhiên biến mất. Trong hắc thăng chỉ còn một đạo thanh sắc phù lục, mà thân hình của Hàn Lập liền quỷ dị hiện lên tại cách đó 10 trượng, nhưng sắc mặt tái nhợt dị thường. Chính là trong lúc thập phần nguy cấp này, Hàn Lập không tiếc pháp lực vận dụng hóa linh phù chưa luyện hóa hoàn toàn, thế thân cho mình thoát khỏi một kiếp nạn. Mà đạo thanh sắc phù lục ở bên trong hắc thằn liền nhoáng lên, hóa thành nhiều điểm thúy quang, tán loạn sau đó hướng Hàn Lập bắn nhanh đến, trong nháy mắt đã nhập toàn bộ vào cơ thể Hàn Lập. Ấu đồng chứng kiến cảnh này, sắc mặt trở nên khó coi, hắc mang trong miệng chớp động hai cái, nhưng cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, chậm rãi khép miệng lại. Đúng lúc này, cách hắc sắc quang cháo mấy trượng, ngân quang lóe lên, một đạo thanh sắc nhân ảnh hiện ra, chính là khôi lỗi hình người, thần không biết, quỷ không hay đã tiến đến phụ cận của Ấu đồng. Hai tay khôi lỗi lóe lên, một cây hồng sắc tiểu cung hiện ra trong tay. Không quang chói mắt, lập tức vô số tiếng phá không truyền đến, vô số hỏa tiễn dày đặc bùng nổ bắn ra trong khoảng cách cực gần. Cùng thời gian này, trên đỉnh đầu ấu đồng, một khẩu ô hắc OH đoàn đao lóe lên, bên trong đoàn đao ẩn chứa kim quang xích diễm, Lặng Yên chém xuống. Tuy ấu đồng chỉ là hóa thân của Sa lão yêu, nhưng lấy cường độ tu vi thần niệm mà nói, nó còn hơn lão ông do thanh bối thương lang hóa thành một bậc. Dị biến phát sinh, làm trong lòng nó cả kinh nhưng lập tức đoán ngay được mối nguy ở trên đầu mới là uy hiếp chí mạng, một tay nhanh như điện đánh một trường vào hắc thuẫn bài ở phía trước. Tiếp theo nó dương cổ lên, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, một phát bảo giống như mũi tên mang theo một cỗ hắc khí phún nhanh ra. Trường 1116, lực lượng tương đương. Các hỏa tiến tụ lại hóa thành một đạo hỏa trụ thô to đánh lên bề mặt của hắc sắc quang cháo cùng lúc với ấu đồng vỗ vào thuẫn bài, hào quang đại phóng, trong nháy mắt quang cháo nồng đậm lên thêm mấy lần. Nhất thời một tiếng oanh vang lớn, trên bề mặt quang cháo tóe ra một cỗ hỏa diễm trùng thiên. Không gian quay cuồng, mà khẩu ma tủy phi đao không một tiếng động lóe lên chạm vào đỉnh chóp của quang cháo. Một tiếng xoẹt, ma tủy phi đao đã chạm ra một cái khe, liền lóe lên lướt qua, hiện ra phía trong quang cháo. Mà đúng lúc này, khẩu pháp bảo giống như tiễn bao đầy hắc khí vừa vặn bắn nhanh tới đón đầu ma tủy phi đao, thanh âm thanh thúy vang vang lên. U mang lóe lên, hai kiện bảo vật nhoáng lên một cái đều biến mất không thấy đâu. Trong lòng Hàn Lập cả kinh nhưng thần niệm của khôi lỗi truyền đến báo ma tủy phi đao không mất đi chỉ là tựa hồ bị nhốt ở một địa phương nào khác. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, hắn không trần chờ thúc sục tiếc một chiêu đã chuẩn bị sẵn. Trong hơn 10 con hỏa nha bên ngoài hắc sắc quang cháo, đột nhiên có một con xòe cánh ra, kêu lớn, thân hình cuồng trướng mấy lần, sau đó hé miệng phún ra một cỗ hàn khí tựa như sương mù mơ hồ. Con này chính là linh nha do thái âm chân hỏa biến thành, đã từng hấp thụ huyền ngọc hàn khí ở huyền ngọc động năm xưa. Huyền Ngọc Hàn khí tuy đã được hấp thụ phần lớn, nhưng nếu không có một thời gian luyện hóa nhất định, tự nhiên không dễ dàng hóa thành bản nguyên của Thái Âm chân hỏa. Nhưng hiện giờ Hàn Lập lại thúc dục sử dụng phóng xuất ra không ít. Bạch sắc hàn khí đánh lên bề mặt của hắc sắc quang cháo. Nhất thời hắc bạch hai màu hết sức rõ rệt, một tầng băng trong suốt lan tràn trên bề mặt quang cháo, chỉ trong một lần hít thở đã biến thành một băng cầu cực lớn vừa vặn bao cả hắc sắc quang cháo vào bên trong. Hàn Lập nhướng mắt, lộ ra một tia hỉ sắc. Bất quá tự nhiên hắn biết nếu chỉ dựa vào băng phong quyết không thể giam cầm một gã thập cấp yêu thú. Nhưng lợi dụng giây phút trì hoãn này, hai tay hắn lại khắc quyết. Một tay điểm chỉ vào hơn trăm đạo kiếm quang ở phụ cận, trong miệng vang lên thanh âm chú ngữ, chợt các đạo kim sắc kiếm quang liền phóng lên trời, xoay quanh, phát ra tiếng vù vù. Từng đạo từng đạo dần dần quỷ dị biến mất, hắn thấy hóa thân của xa lão yêu thủ đoạn độc ác như thế bèn tính toán bố trí đại canh kiếm trận để diệt sát yêu vật này nhưng kiếm trận vừa mới bố trí được phân nửa thì cự đại băng cầu run lên vô số ngân ti từ trong cự băng bắn ra trong giây lát đã cắt khối băng cầu thành vô số mảnh tựa như muốn phá vỡ băng cầu nhìn qua băng cầu trong suốt có thể thấy hắc sắc quang cháo bên trong đã biến mất hóa thành một hắc thuẫn bài trước người ấu đồng mà ấu đồng đang dùng một tay nâng một vật chớp động ngân quang chói mắt vô số ngân ti chính từ vật này xuất ra trong ngân quang chấp lóe nếu nhìn rõ thì thấy đó là cái ngân tỏa mà ấu đồng dùng để đeo trước ngực Hàn Lập thầm thở dài biết không thể bố trí hoàn tất kiếm trận được rồi. Hắn trầm mặt, lật tay, một cây thúy lục mục xích hiện ra, hướng về ấu đồng nhoáng lên một cái. Trên đỉnh đầu ấu đồng chợt lóe lên linh quang, một đóa ngân liên lớn hơn một xích hiện ra, phát ra thất sắc Phật quang chụp xuống. Ấu đồng vừa phá xong băng cầu liền rơi vào trong Phật quang, cả thân hình trở nên trì trệ. Đúng lúc này, nhân hình khôi lối lại trà sát hai tay, ngân quang đại phóng, một cây chiếc toa phiêu dài vài thước bóng xuất hiện trong tay ấu đồng thấy cảnh này khóe mắt nhảy dựng hồi sắc tiểu phiến trong tay liền tự bay ra nhẹ nhàng nhoáng lên một cái nó đã bất chấp bị phật quang cấm chế vội thúc giục vạn yêu phiên trong phút chốc lấy ấu đồng làm trung tâm không gian bốn phía liền quỷ dị vặn vẹo biến hình một tầng chướng bích màu xám liền hiện ra vào thời khắc này nhân hình khôi lối cũng đã lạnh lùng dương tay lên ngân sắc toa phiêu hóa thành một đạo ngân mang cấp tốc bắn tới tiếng rít phá không vang lên khoảng cách gần như vậy Toa phiêu cơ hồ vừa rời tay trong nháy mắt đã hiện ra đánh lên trướng bích trước người ấu đồng. Một màn quỷ dị xuất hiện, ngân toa dễ dàng xuyên thủng trướng bích nhưng trượt qua ấu đồng, xuyên qua mặt kia của trướng bích bay vọt ra ngoài, rồi biến mất. Hàn lập không khỏi ngẩn người, qua thần niệm liên lạc với nhân hình khôi lỗi rõ ràng mục tiêu là ấu đồng nhưng làm sao lại trượt được. Bất quá tâm niệm chuyển động, hắn liền hiểu ra, vạn yêu phiên huyễn hóa ra trướng bích nhưng cũng có thần hiệu vạn vẹo không gian. Đây không phải là thần thông bình thường, muốn loại bỏ cũng phải tốn khá nhiều sức lực. Mà ấu đồng đang đứng sau chướng bích, một tay cầm vạn yêu phiên, một tay cầm ngân tỏa, ánh mắt lạnh như băng nhìn hàn lập. Trên người ấu đồng chấp động hắc sắc yêu quang không ngừng, nhưng vừa vận tách thất sắc Phật quang ra, bộ dáng muốn thoát ra ngoài. Trong lòng hàn lập liền trầm xuống, xem ra đối phương thật không phải là loại hậu kỳ tu sĩ bình thường có thể sánh bằng, mà đối phương lại có thêm vạn yêu phiên. Tranh đấu với đối phương thật sự rất bất lợi, nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại hướng về bốn cái lỗ đen ở phía hỏa hải. Tuy ấu động bị hàn lập quấn lấy không thể tiếp tục thi triển nhưng bốn cái lỗ đen này vẫn chậm rãi lớn dần, bên trong ẩn ẩn truyền ra tiếng yêu thú gầm giống, tựa như sẽ có yêu ma lợi hại từ bên trong nhảy sổ ra. Hàn lập nhướng mày hừ lạnh một tiếng, nhất thời trong lòng có tính toán. Chỉ thấy hắn thu bát linh xích lại, hai tay lại kháp quyết. Nhất thời hỏa đỉnh, hỏa nha, nhân hình khôi lỗi, kim sắc phi kiếm. Tất cả đều ngừng chiến, bay nhanh về phía hắn chỉ còn con thái âm hỏa điểu vẫn ở lại, hé miệng phún ra một cỗ cực hàn khí. Tuy rằng quán nửa hàn khí bị trướng bích ngăn cản rồi chuyển đi đâu mất, nhưng hàn khí dư lại vẫn là đem ấu đồng đóng băng bên trong. Chẳng qua ngân ti trong tay ấu đồng cũng không ngừng lại, đã lập tức cắt tinh băng thành từng mảnh làm hiệu quả đóng băng cực kỳ bé nhỏ. Lúc này thái âm hỏa điểu đã muốn bay trở về, hàn lập cũng không để ý, mà liếc mắt, lật tay, hé ra một đạo hoàng sắc phù lục. Trên mặt đạo phù lục này phù văn phiêu động, linh quang chấp lóe Chính là đạo phá giới phù do linh lung tiên tử tặng cho hắn trước khi về linh giới. Đạo phù này có tác dụng bài trừ không gian cấm chế rất hiệu quả nhưng do Hàn Lập chỉ có một cái trong tay, cảm thấy thật đáng tiếc nên không sử dụng ngay từ đầu. Nhưng hiện giờ hắn thấy vạn yêu phiên thần thông biến hóa vô cùng, cũng không biết còn thi triển ra loại thần thông quỷ dị gì nữa, cũng không muốn nếm thử, bèn quyết đoán sử dụng phá giới phù. Bất quá hắn sử dụng phù này không phải để bài trừ tầng không gian trường bích kia mà muốn thoát khỏi nơi này dù sao thì đối phương còn có thể thúc giục vạn yêu phiên. Cho dù bài trừ được tầng không gian chướng bích, thì muốn đánh chết đối phương cũng không phải là việc trong nửa khắc là làm được. Chỉ bằng thoát ly khỏi không gian cấm chế của đối phương rồi tính sau. Hai ngón tay hắn kẹp đạo phù lục này hướng về phía hư không trước người, nhẹ nhàng phất một cái. Trên đạo phù, hoàng quang chợt lóe không gian lập tức dao động, nhưng không vặn vẹo biến hình mà hiện ra một quang đoàn trong suốt phát ra ánh sáng trắng trói mắt. Vừa thấy cảnh này, Hàn Lập mừng rỡ, chiêu hô tất cả bảo vật ở phụ cận. Phi kiếm, hỏa nha, nhân hình khôi lỗi, tất cả đều tập trung đánh vào chỗ này. Nhất thời một tiếng gầm rú vang vọng nghìn trượng, một lỗ thủng mờ mịt hiện ra, thể hiện cảnh sắc bên ngoài chính là hư linh đại điện. Ấu Đồng đang phá cấm chế thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, trong tình thế khẩn cấp này, bất chấp tổn hao chân nguyên, thần niệm nhất động. Hôi quang từ vạn yêu phiên đại phóng, một đạo hôi sắc quang trụ đột nhiên từ tiểu phiến phóng lên cao đánh vào ngân liên ở phía trên thanh âm va chạm vang lên, nhất thời cả quang trụ và ngân liên đều tán loạn tiêu thất. Ấu đồng lập tức phá vây phóng ra nhưng lúc này quanh thân hàn lập đã phát ra thanh quang, hóa thành một đạo thanh hồng lóe lên lướt qua lỗ thùng, biến mất, vô tung vô ảnh. Tất cả bảo vật ở phụ cận đều theo sát hắn, phi độn phóng ra. Ấu đồng tay cầm tiểu phiến, trong mắt chấp động hàn quang, sắc mặt trở nên xanh mét. Thanh sắc độn quang chợt tắt, thân hình hàn lập liền hiện ra huyền phù giữa không trung mà lúc này tiếng bạo liệt ầm ầm gầm rú đột nhiên truyền đến tai. Hàn Lập vội vàng sử phi kiếm hóa thành kim quang bảo vệ toàn thân, rồi mới đảo mắt xem tình hình trong điện. Kết quả khiến hắn hít một hơi lạnh, cái hư linh đại điện này thật sự rộng lớn vô cùng, liếc nhìn cỡ một hai ngàn trượng, mà cách hắn hơn 10 trượng, trên trời cao đang huyền phù một cự vật cao hơn 200 trượng giống như đúc cây tiểu phiến của ấu đồng. Chỉ là thể tích của cây phiến này lớn hơn ngàn vạn lần. Trên mặt phiến yêu khí không ngừng quay cuồng, vô số yêu tộc phù văn lớn nhỏ khác nhau chấp động bao phủ phía cửa vào. Trách không được khi Hàn Lập vừa mới tiến vào đại điện, muốn tránh cũng không được, đã bị hút ngay vào trong cấm chế của cây phiến này. Đây mới chính là bản thể của vạn yêu phiên, còn cây tiểu phiến do hóa thân xa lão yêu cầm chỉ là một tia linh tính của phiến này hóa thành mà thôi. Tim Hàn Lập đập thình thịch nhưng hắn tiếp tục nhìn vào trung tâm đại điện. Tại chỗ này hiện đang có tràng đại chiến kịch liệt dị thường. Hơn phân nửa bên kia đại điện đã trở thành sông băng. Nơi nơi trong không trung đều là hàn khí cực lạnh mờ mịt minh mang không ngừng gào thét. Toàn bộ mặt đất bằng bạch ngọc và các trụ cao lớn trong đại điện đều bị một tầng băng thật dày bao trùm tạo thành nhiều tòa băng sơn trải rộng khắp đại điện. Mà ở trên không trung của sông băng có một con vật, hình thể vượt qua 10 trượng, trắng nõn, cả thân hình được bao phủ một tầng bạch mông hàn diễm, đang phát huy thần thông băng phong. Đối thủ của nó là ba cao giai tu sĩ của tiểu cực cung, một trung niên mỹ phụ và hai lão giả tóc trắng bọn này đang liều mạng sử dụng nhiều loại bảo vật bất đồng ngăn cản công kích của băng phong. Tuy uy lực của các bảo vật này không nhỏ nhưng dưới sự công kích không ngừng của băng phong lợi trảo từ cánh yêu vật nọ, cả bọn đều đang lâm vào thế hạ phong. Hàn Lập vừa thấy tầng bạch sắc hàn diễm trong băng phong, liền cả kinh. Hàn diễm này cùng với phong ly băng diễm do bạch mộng hình sử dụng tựa hồ giống nhau nhưng luận về uy lực thì thật khác quá xa. Dù là phong ly băng diễm tinh luyện đến cực hạn cũng không thể có uy năng đáng sợ đến như vậy chương 1117, oai lực của băng phượng. Tuy trong lòng hắn có chút hoài nghi phong ly băng diễm có quan hệ với con băng phượng này, nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều về việc này nữa mà ngược lại có chút kỳ quái. Hóa thân xa lão yêu đang nắm giữ vạn yêu phiên, vì sao lại không trước hết hiệp trợ con băng phượng kia cùng công kích đối thủ, ngược lại chẳng hiểu lý do gì lại cứ lo chụp bắt mình trước. Mỹ phụ trung niên kia rõ ràng là vị tiểu cực cung cung chủ, cũng là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhưng thoạt nhìn thì thấy thần thông của nàng thấp hơn hàn ly thượng nhân không ít lại không có tu luyện qua bất kỳ loại hàn diếm nào nên khi đối đầu với con thập cấp yêu thú băng phượng nàng phải nhờ thêm sự trợ giúp của hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi dù sao bạch sắc hàn diếm của băng phượng có uy lực quá lớn ba người bị cuốn vào trong đó một thân thần thông đều chỉ đành xếp xó điều này cũng làm cho hàn lập chú ý lần đầu tiên hắn biết cực hàn diếm có thể phát huy uy năng lớn đến như vậy cơ hồ là thần thông pháp tác nghịch chuyển thiên địa trong tình thế này thì chỉ cần xa lão yêu cọ quẹt thêm chút xíu thì ba em này lập tức đại bại ngay chẳng lẽ băng phượng và xa lão yêu có mâu thuẫn nên băng phượng không dám để chính mình nằm trong không gian cấm chế của vạn yêu phiên tâm niệm hàn lập chuyển động trong nháy mắt hắn tự cấp cho một cái giải thích miễn cưỡng này nhưng vào lúc này một sự kiện phát sinh ngoài ý muốn đã xảy ra cự phiên trên không trung bỗng nhiên khởi động quay cuồng một đoạn tàn thi và các bảo vật pháp khí bị hư hỏng từ trên phiên rơi xuống trong đại điện. Hàn lập không kịp đề phòng, phát hoảng, nhưng sau khi định thần nhìn lại mới thấy khối tàn thi này mặc y phục của tiểu cực cung tu sĩ, mà bộ dáng y phục chứng tỏ địa vị cũng không thấp, phải là một vị nguyên anh trưởng lão của tiểu cực cung. Hàn lập chợt ngộ ra trong vạn yêu phiên không chỉ có một mình hắn bị nhốt, mà còn có không ít tu sĩ của tiểu cực cung. Trách không được phiên này được tế ra giữa không trung chính là bảo vệ cho lối vào mà thôi. Chỉ không biết các tu sĩ của tiểu cực cung bị nhốt bao lâu rồi. Nhưng có thể kiên trì đến giờ trong vạn yêu phiên mà chưa bị giết hết toàn bộ, xem ra bọn này cũng đã sử dụng bí thuật thần kỳ tạm thời đối kháng cùng vạn yêu phiên. Nếu không luận tu vi của hóa thân xa lão yêu, cộng thêm thân các tu sĩ này bị vây trong không gian cấm chế của vạn yêu phiên, căn bản không có khả năng kiên trì lâu như thế. Ha, ha, một ngày chưa diệt trừ được toàn bộ các tu sĩ trong phiên, chỉ sợ xa lão yêu cũng chưa thể khu động vạn yêu phiên quay qua diệt sát mình. Trong tâm cân nhắc nhanh như chấp như vậy, Hàn Lập vững tâm bèn đưa mắt cẩn thận quan sát mọi nơi trong đại điện. Kết quả, hắn sáng mắt lên vì đã dễ dàng tìm được một ngọc đài cao lớn, rộng hơn trăm trượng, cao sáu bảy trượng. Đứng ở xa nhìn lại thấy trên ngọc đài đã có ba cái truyền tống trận, một lớn hai nhỏ, nằm xếp hàng song song ở phía trên. Hàn Lập mừng rỡ, đang muốn khắp quyết hành động, bỗng nhiên thần sắc trở động, trên mặt hiện một tia cổ quái nhân hình khôi lỗi đang đứng phía sau lưng liền mặc nhiên chảo một cái vào một nơi nào đó trong hư không. Cách hàn lập người trượng, không gian liền một trận vặn vẹo, một khẩu hắc sắc đoàn đao chợt lóe lên lướt tới, chính là khẩu ma tủy phi đao bị mất tích vừa rồi. Bảo vật này không biết như thế nào lại tự hành thoát ly cấm chế, từ một nơi nào đó phản hồi. Khôi lỗi phất tay áo bảo một cái, ma tủy phi đao chợt lóe lên biến mất, đã được thu vào trong tay áo. Đuôi lông mày của hàn lập động đậy, nhưng không lộ ra quá nhiều cảm xúc, quang thân linh quang chấp động, mang theo hơn một ngàn con hỏa nha và các loại phi kiếm, bảo vật, bắn nhanh đến ngọc đài. Chỉ cần có thể thoát ly khỏi hư linh đại điện, hắn mặc kệ hai phương tiểu cực cung và yêu thú, ai thắng ai bại, ai tổn ai vong. Một lát sau, đạo thanh hồng đã đi đến trung tâm đại điện. Chẳng qua đạo độn quang này không dám nghênh ngang trực tiếp đi thẳng mà đi đường vòng, từ phía rìa dần dần nhẹ nhàng tiến vào trung tâm. Nhưng do hơn nửa đại điện bị ảnh hưởng khí cực lạnh của băng phượng, hàn lập đi đường vòng tự nhiên không khỏi bị ảnh hưởng lập tức trên người hắn lóe lên tử sắc quang diễm toàn thân đã được che kín bởi tử la cực hỏa trong nhất thời bạch mông hàn khí bị tử la cực hỏa bài xích ra ngoài không ảnh hưởng gì được đến hàn lập kiền lam băng diễm ngươi cũng là tu sĩ tiểu cực cung đừng tưởng rằng biến dị băng diễm này chút xíu có thể che mắt được ta tại nơi trung tâm băng phượng đang đánh làm cho bọn ba người tiểu cực cung liên tiếp thối lui về sau thấy Hàn Lập nhảy vào trong đại điện rồi bị hút vào trong vạn yêu phiên, rồi lại thấy hắn phá cấm vọt ra, quá trình đã khiến cho bọn họ kinh ngạc vạn phần. Từ nãy đến một giờ nó vẫn phân thần chú ý đến nhất cử nhất động của Hàn Lập. Khi Hàn Lập độn quang bay vụt đến, trong lòng nó gia tăng sự cảnh giác, nhưng lại thấy Hàn Lập đi vòng, từ một bên mà chạy, nó tính toán sẽ không để ý Hàn Lập nữa. Dù sao gã này có thể đào thoát khỏi vạn yêu phiên, khẳng định không phải tu sĩ bình thường. Nếu đối phương không có ý gây rối, nó cũng không nguyện trêu chọc thêm một cường địch làm phức tạp thêm vấn đề. Nhưng trên người Hàn Lập lại xuất hiện tử diễm, đôi mắt của băng phượng bỗng nhiên phát đỏ, trong miệng phát ra tiếng kêu sắc nhọn, giống như bị tử la cực hỏa kích thích, bộ dáng như hận thù sinh tử với kiền lam băng diễm. Hàn Lập trong độn quang ngẩn ra, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao lại thế này. Trong miệng băng phượng đột nhiên kêu lên một tiếng dài đầy oán độc, cái cánh nhắm ngay Hàn Lập đập một cái. Băng xí vỗ ra, trong phút chốc vô số băng vũ giống như tên phá không bắn ra, sau đó từng cái hóa thành một khẩu tinh oánh phi kiếm dài nửa xích, khoảng chừng 5-600 cây, dày đặc phô thiên cái địa phóng tới Hàn Lập. Đang phi độn trong không trung, Hàn Lập thấy cảnh này, nhất thời tim nhảy thình thịch. Có nhiều kiếm quang đồng thời cuốn đến như vậy, chưa nói đến uy lực, chỉ về số lượng đã khiến cho người kinh tâm động phách, huống chi các phi kiếm này đều là từ băng vũ của một con thập cấp yêu thú biến thành, uy lực tuyệt đối sẽ không nhỏ tí nào. Không kịp nghĩ nhiều, chẳng những hắn không dừng độn quang lại mà còn tăng tốc lên thêm ba phần, nhưng đồng thời từ trong độn quang bay vụt ra hơn trăm đạo kim sắc kiếm quang và vô số hỏa nha trực tiếp nghênh đón tinh oánh phi kiếm. Tiếng động ầm ầm nổi lên, kim quang bạch mang đan vào nhau, lấp lóe. Một đoàn xích hồng quang diễm trong bạch mang hàn khí bạo liệt nổ tung, tạo thành một cây trụ lửa cao mấy trượng. Thanh trúc phong vân kiếm liên thủ với hỏa nha, trong nhất thời đã ngăn cản được công kích của băng vũ phi kiếm. Có được phút giây trì hoãn này, đạo thanh hồng lại tiếp tục chui ra khỏi trung tâm đại điện, bắn nhanh đến một cao thai tại một góc trong đại điện di đầu băng phượng thấy tình cảnh này liền ngẩn ngơ không tưởng được một kích vừa rồi ngay cả nửa khắc cũng không thể làm đối phương trì hoãn chẳng qua con yêu này vô cùng thống hận với người có kiền lam băng diễm trong lòng nó đã sớm quy kết hàn lập chính là người năm xưa hóa thân sát khí trong lòng nó đại thịnh thân hình khổng lồ hơi mơ hồ từ bản thể bỗng hóa thành ba hư ảnh giống nhau như đúc hai hư ảnh vẫn tiếp tục đánh về bọn tiểu cực cung còn hư ảnh còn lại liền vỗ cánh một cái, bạch quang trên cánh phát ra. Một tiếng siêu, phát ra, hư ảnh này ngay tại chỗ đã biến mất. Hàn lập tự nhiên chú ý đến hành động của băng phượng. Vừa thấy cảnh này, hắn dùng mình, trong nháy mắt tắt độn quang, dừng ngay lại tại chỗ. Giờ phút này hắn chỉ cách truyền tống trận cỡ trăm trượng mà thôi. Nhưng hắn cũng không muốn dáng để mà cuối cùng chui đầu vào mồm của con băng phượng kia. Sắc mặt hàn lập âm trầm, hai tay trà sát đồng thời dương lên, Tiếng sấm thanh vang lớn, hơn 10 đạo kim hồ cỡ ngón cái đồng thời trong lòng bàn tay bắn ra, lấy hàn lập làm trung tâm, trải rộng ra phạm vi hai ba mươi trường, tạo thành một kim sắc đại võng, đem toàn bộ khu vực này bao phủ hết vào bên trong. Cơ hồ cùng lúc đó, tại một nơi nào đó cách hàn lập 10 trường, không gian hơi vặn vẹo, trong bạch quang chấp động, đầu băng phượng kia xuất hiện. Gương mặt hàn lập trở nên lãnh khốc, hai tay nhất thời bắt quyết. Tất cả kim hồ run lên, không chút khách khí tạo thành một cái lồng hướng băng phượng chụp xuống. Còn băng phượng này thấy tình hình như vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng không có vẻ gì bối rối. Ngược lại, cái mỏ nhọn hé ra, hướng về phía kim hồ trong không trung. Một cỗ bạch sắc cự phong từ trong mỏ phún ra, cự phong này vừa xuất hiện trong không trung liền phát ra tiếng huyết gió đại chấn, đem kim võng thổi cho siêu giạt ngã trái ngã phải, không thể nào tiếp tục chụp xuống. Rồi trong cuồng phong, kim võng tắc tắc vỡ vụn, một lát sau liền tiêu thất vô tung vô ảnh. Hàn lập kinh hãi, vội vàng tế ra bát linh xích trong tay áo nhưng con băng phượng kia lại nắm tiên cơ, công kích trước. Một đôi băng xí đồng thời hướng về hàn lập, hung hăng đập một phát. Tiếng phong lôi nổ mạnh phát ra, một mảng lớn bạch sắc hàn diễm khí từ trong không trung hiện lên, hơi ngưng trệ một chút, liền cuồn cuộn lên cao hơn 30 trường, kinh đảo hãi lãng, thổi quét đến hàn lập. Mà thân hình băng phượng lại nhoáng lên, chui vào trong bạch mông hàn khí. Lập tức thân thể khổng lồ của yêu vật này lóe lên bạch quang, trong hàn khí đã biến mất, ẩn nấp vô tung ảnh. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng của Hàn Lập run rẩy một chút, trong mắt thoáng hiện lam quang, một tay được bao phủ một đoàn tử diễm, vội vàng nhấc lên, vung lên về phía trước. Phốc suy, một đạo tử mông quang diễm dâng lên, lập tức chắn ngay trước người Hàn Lập. Hàn Lập đã không khách khí đánh ra một tầng tử la cực hỏa chướng bích. Hai loại hàn diễm nhanh sắc hai màu trắng tím khác nhau có một trận va chạm, đan vào nhau. Đều là cùng loại cực hàn diễm nhưng lại như thủy hỏa bất sung, không ngừng quay cuồng, nhưng rõ ràng bạch sắc hàn diễm uy lực hơn sa tử la cực hỏa một lát sau tử diễm trướng bích bắt đầu chấp động run lên có khuynh hướng lui về phía hàn lập sắc mặt hàn lập trầm xuống hắn cắn răng một cái bát linh xích chợt lóe lên biến mất hai bàn tay lặng yên án trên tử sắc quang mạc nhất thời tử diễm như tìm được nguồn phát tiết từ trong hai cánh tay tuôn ảo ạt vào trướng bích nguyên bản tử bích đang bị nghiêng về phía hàn lập liền một lần nữa chậm rãi dựng thẳng lại nhưng vào lúc này trong cự lãng phía đối diện chợt lóe bạch quang. Một đôi lợi chảo lớn cỡ một xích, bỗng nhiên từ trong hàn diễm phóng ra như tia chớp chộp xuống đôi tay hàn lập. Trên chảo không ngừng lấp lóe hàn quang, vẻ vô cùng sắc bén. Cho dù hàn lập đã từng luyện qua bí thuật luyện thể minh vương quyết, nhưng nếu bị cự chảo này chộp chúng, khẳng định đôi tay hắn sẽ bị phế không thể nghi ngờ. Chẳng qua hàn lập đã sớm có dự phòng, một cánh tay phất tay áo một cái, từ trong bắn ra hai luồng thanh thi, nghênh đón lợi chảo đang chụp xuống sau đó thanh quang chấp động, Linh Ti đã trói nghiến lợi trảo lại như đòn bánh tét. chương 1118, không gian thần thông. Một tiếng di, kinh ngạc từ trong hàn diễm truyền tới, nhưng lập tức xuất hiện một màn làm cho người ta giật mình. Trên hư không cao cách hàn lập mấy trượng, đột nhiên lóe lên bạch quang, không gian bị xé rách ra một cái khe, một cây tiêm chủy trong suốt bỗng nhiên xuất hiện nhắm ngay đầu hàn lập chém xuống, tốc độ nhanh như tia chớp. Với khoảng cách gần như vậy, lại xuất kỳ bất ý, cho dù hàn lập có phản ứng dụng lôi độn thuật cũng chẳng còn kịp nữa huống chi hắn vẫn đang tập trung chú ý vào hàn diễm không có chút phòng bị nhưng lại kỳ quái là ở chỗ mắt thấy tiêm chủy sẽ phá vỡ hộ thể tử diễm trên người hàn lập nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thường thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên một tiếng phanh vang lớn chuyển đến một nắm tay ngân sắc quỷ dị từ tong hư không hiện ra nện vào trên tiêm chủy ngân mang nổ tung cây tiêm chủy bị đánh giạt ra vài thước kế bên tiêm chủy linh quang lóe lên, một đạo thân ảnh nhàn nhạt, nhạt hiện ra, thu hồi ngân sắc quyền đầu lại vào trong người. Chính thị là nhân hình khôi lỗi của Hàn Lập, nguyên lai like khi Hàn Lập và băng phượng giao thủ với nhau, hắn đã hạ lệnh cho khôi lỗi nhiệm vụ bảo vệ hắn, hiện tại vừa đúng lúc ngăn cản được một kích nguy hiểm tột cùng này. Một kích không trúng, tiêm chủy liền nhoáng lên biến mất. Hàn Diễm phía đối diện đột nhiên co rụt lại về phía sau, lộ ra thân ảnh của con thập cấp băng phượng. Lúc này thân hình của yêu cầm chỉ còn có hai ba trượng, so với ban đầu đã nhỏ hơn mấy lần. Nó cúi đầu nhìn đôi lợi chảo đang bị thanh ti chói chặt, trong mũi truyền ra một tiếng hử lạnh, hai bỗng nhiên cử động mạnh mấy lần muốn dẫy thoát khỏi chói buộc. Nhưng trên mặt ngoài của thanh ti chấp động thanh quang liên hồi, tùy theo hành động của băng phượng, lại càng co rút chặt hơn, không một chút sức mẻ. Lần này trong mắt băng phượng hiện ra một tia ngạc nhiên, nhưng lập tức hé miệng, hai đạo bạch mang chói mắt xì ra, vây quanh đôi lợi chảo. Thanh ti trong sự chấp động của bạch mang xung quanh, giống như cỏ khô, bị chặt đứt dễ dàng. Lúc này bạch mang mới hiện ra nguyên hình, đó là hai khẩu nhũ bạch sắc tiểu kiếm, cả thân kiếm tản ra hàn quang nhàn nhạt, chính là hàn quang của vạn niên huyền ngọc. Hàn lập liếc mắt một cái đã nhận ra loại tài liệu luyện chế ra phi kiếm này, đồng thời nhướng mày nhìn thanh sắc linh ti, do hà quang từ hư thiên đỉnh huyễn hóa mà ra. Xem ra cho dù là thông thiên linh bảo, nhưng chỉ dựa vào uy năng sơ sài ban đầu của nó thì không thể khiến cho một con thập cấp yêu thú sợ được chẳng qua hắn không muốn tính toán cùng đối thủ trước mắt đại chiến một hồi. Chỉ cần tiến vào tòa truyền tống trận cách trăm trượng kia, liền lập tức rời khỏi chỗ này. Trong lòng hàn lập thầm nghĩ như thế, mắt thấy băng phượng vỗ cánh muốn khởi xướng một phiên công kích khác, sắc mặt hắn trầm xuống, tử diễm trên người chờ tắt, thân hình trở nên mơ hồ từ một hóa thành ba. Ba đạo nhân ảnh giống nhau như đúc chợt lóe hiện lên, mỗi cái đều mờ mờ ảo ảo, căn bản không thể phân biệt cái nào thật cái nào giả, Băng Phượng ở đối diện cả kinh, bạch mang trên song xí dừng lại một chút. Mà đúng lúc này, ba đạo huyễn ảnh bỗng nhiên hóa thành ba đạo thanh hồng theo ba phương hướng khác nhau phi độn đi. Độn tốc cực nhanh, trong phút chốc cả ba đều ở ngoài hơn 10 trường. Mà bên kia các kim sắc phi kiếm và hỏa nha đang tranh đấu cùng với mấy trăm khẩu tinh oánh phi kiếm, cũng đột nhiên gào thét, bắn nhanh bỏ chạy, mục tiêu là truyền tống trận trên cao thai. Băng Phượng sừng sốt nhưng lập tức phát giận, trong miệng truyền ra tiếng tiêm minh, quanh thân chợt lóe bạch quang, thân thể liền kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã hóa thành một nữ tử hai mươi mấy tuổi. Nữ tử này thân vận ngân sam, dung mạo như thiên tiên. Nàng này lập tức vỗ vào túi linh thú bên hông, nhất thời trong túi vang lên tiếng tê minh, từ bên trong bắn ra hai đoàn bạch quang, sau khi xoay quanh một cái, trong hai cỗ hàn phong lạnh thấu xương hiện ra hai con rết trắng nón, có bốn cánh. Mỗi con dài chừng một trượng, vẻ dữ tợn nanh ác dị thường. Hai con này chính là loại lục dược xương công nhưng đã tiến hóa đến giai đoạn bốn cánh. Hàn Lập quay đầu nhìn lại, trông thấy cảnh này, tim liền đập thình thịch. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ, muốn tìm kế sách đối phó. Hai con tư sĩ ngô công đồng thời dương cánh phát ra tiếng xé gió, ngay tại chỗ liền biến mất, rồi lại lập tức hiện ra trước chân thân của Hàn Lập và một đạo hư ảnh khác. Hai con này hé miệng phún ra bạch mông hàn khí đón đầu ngăn chặn. Chân thân của Hàn Lập tự nhiên không ngu ngốc đứng yên để hàn khí này đánh chúng, lập tức độn quang nhoáng lên, liền dễ dàng tránh né được hàn khí nhưng cái hư ảnh kia thì vẫn đờ đẫn hứng chọn hàn khí. Kết quả hư ảnh hóa thành hư vô giống như bọt khí tan trong nước. Ngân Sam nữ tử đang huyền phù ngay tại chỗ, trông thấy cảnh này, mặt không chút thay đổi, em ti tay đưa về phía trước, vẽ một cái. Nhất thời một tiếng tư lạp, nhỏ vang lên, một cái khe bạch khí mênh mông hiện ra trong hư không. Xem ra bộ dáng nữ tử này không cần tốn nhiều sức lực, rất dễ dàng xé rách không gian. Tiếp theo, thân hình nàng nhoáng lên, phi độn vào trong cái khe, rồi cái khe liền lóe lên biến mất. Hiện giờ Hàn Lập đang cố gắng toàn lực thúc dục độn quang, thân hình khinh phiêu lướt tới khoảng không phía trên của cao thai. Mà con tứ sĩ ngô công vẫn nhất quyết không buông tha, hàn khí không ngừng phun ra theo sát phía sau lưng. Hắn lập tức hạ độn quang phóng xuống, nhưng đúng vào thời khắc này, cách Hàn Lập không xa chợt lóe bạch quang, ngân sam nữ tử quỷ dị hiện ra. Tiếp theo thân hình nhoáng lên một cái, đã xuất hiện trên cao thai. Nàng ngẩng đầu, hai con mắt sáng băng hàn như tuyết nhìn về phía không trung trong lòng hàn lập trầm xuống không dám tiếp tục cường hành phi độn vào trong truyền tống trận nếu không chỉ cần đối phương đứng ở bên ngoài tùy ý công kích một chút sẽ không biết ảnh hưởng đến mức nào đối với việc truyền tống ta không phải là tu sĩ của tiểu cực cung cũng vô thủ vô oán với yêu tộc các ngươi ngươi thật muốn cùng hàn mỗ sống chết sao hàn lập nhìn chằm chằm nữ tử hỏi thanh âm đầy vẻ bất thiện hừ mặc kệ ngươi là ai chỉ cần kế thừa kiền lam băng diễm của băng phách tiên tử năm xưa thì chính là đại địch của băng phượng tộc. Ngươi đừng nghĩ có thể dễ dàng trốn thoát trước mặt bổn cung ngọc diện của ngân sam nữ tử hiện lên một tầng sát khí nồng đậm, tiếng nói thanh lãnh dị thường, không hề có ý thoái nhược. Khẩu khí thật lớn, ngươi tưởng không gian thần thông đủ có thể ngăn được ta sao? Ngươi đã như vậy, hàn mỗ bất cần lưu thủ nữa. Hảo hảo lĩnh giáo một chút thần thông của vị băng hải cung chủ hàn lập nghe băng phượng nói như vậy, dẫn đến mức phát cười đồng thời hắn đánh ra một chiêu, các kim kiếm, hỏa nha lập tức vây quanh hàn lập. Trận trận kiếm khí hòa cùng xích hồng hỏa diễm phát ra tiếng gầm rú, thanh thế cực kỳ kinh người. Cùng lúc này, bên cạnh hàn lập chấp động ngân quang. Nhân hình khôi lỗi lạnh lùng xuất hiện, mà hàn lập cũng chưa dừng lại. Hắn lại vỗ một tay vào túi chữ vật bên hông, một cái bình nhỏ đen thui bắn ra xoay tròn, liền có mấy đạo pháp quyết được đánh vào trên bình này. Nhất thời tiểu bình run lên, quay ngược xuống năm cỗ hồi bạch khí từ trong bình phún xuất ra trong bạch khí năm bộ xương hiện hình ra con nào con nấy trong mắt chấp động lục hỏa miệng thì phát ra tiếng ô ô quái dị tất cả đều âm trầm nhìn chừng chừng về phía băng phượng phía đối diện bộ dáng chỉ còn chờ nghe lệnh hàn lập là sẽ nhảy sổ tới xin tí huyết con băng phượng này ngũ tử đồng tâm ma băng phượng thấy vậy thần sắc ngẩn ngơ lập tức ánh mắt đảo qua nhân hình khôi lỗi kế bên hàn lập vẻ mặt lại càng ngưng trọng thật là kỳ quan khôi lỗi khi nào ở nhân giới lại có năng lực luyện chế bực khôi lỗi này. Xem ra chiến đấu một trọi một với ngươi, cho dù ta có kêu hai hóa thân kia về, mà bên này ngươi có sự tương trợ của ngũ ma và khôi lỗi, không có khả năng giết chết ngươi. Chẳng qua tạm thời giam ngươi lại nơi đây, thì ta hoàn toàn tự tin. Nếu ngươi không sợ truyền tống hư hỏng thì cứ hạ xuống thử xem. Băng Phượng bình tĩnh, chậm rãi nói, gọi hóa thân của ngươi về đi, không có người điều khiển, xem ra bọn chúng bảo vệ cho bản thân cũng là khá rồi đó ta cũng không tin chỉ có chân thân ngươi ở đây có thể kiên trì được dưới sự liên thủ của ngũ ma và khôi lỗi. Tuy Hàn Lập không quay đầu lại nhưng bằng thần niệm, hắn đã cảm ứng được rõ ràng tình hình trong đại điện. Hai hóa thân của băng phượng hiện giờ không địch lại bọn ba người tiểu cực cung, đang lâm vào thế hạ phong. Cũng may là các hóa thân này sử dụng ra cực hàn diễm, nếu không chỉ sợ đã bị diệt mất rồi, nhưng tình hình càng lúc càng tràn ngập nguy cơ. Mỹ phụ trung niên đôi lúc nhìn về hướng Hàn Lập, trên mặt không ngừng lộ ra vẻ kinh nghi ẩn hiện ý tứ giống như Hàn Lập là viện thủ của mình vậy. Thậm chí vị tiểu cực cung cung chủ còn ước thầm, mong Hàn Lập và băng phượng sống mái với nhau một trận, giúp cho các nàng đủ thời gian thoải mái tiêu diệt hai hóa thân này. Hàn Lập cũng không có cáu giận, đổi là hắn trong tình thế này, đa phần cũng sẽ làm y như thế. Mà ngân sam nữ tử nghe Hàn Lập nói như vậy, chỉ cười lạnh không thôi, tựa hồ không có ý e ngại gì cả. Hàn Lập thở dài một hơi, tắt đi ý niệm đả kích đối phương. Lúc này hắn bèn khắp quyết, thúc giục ngũ ma và nhân hình khôi lỗi đồng loạt công kích về phía băng phượng. Chỉ còn cách đánh con này bị thương nặng hoặc giết nó thì hắn mới có thể cùng truyền tống trận rời đi. Nhưng lúc này đôi mắt diễm lệ của nữ tử đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị, bộ dáng buông lỏng. Hàn lập cả kinh, tâm niệm quay ngược lại không hiểu tại sao đối phương lại có biểu tình này thì bỗng nhiên cả không trung tối sầm lại. Một thanh âm quen thuộc âm trầm truyền đến, tiểu bối, ngươi lại vào, cho lão phu đi, lời này chưa dứt, linh khí ở phủ cận xung quanh Hàn Lập biến đổi, tầng tầng hôi quang hiện lên, cảnh sắc trở nên mơ hồ. Hàn Lập kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, tay áo bảo rung lên. Nhất thời, đạo phá giới phủ bắn nhanh ra, hoàng quang lóe lên, cảnh sắc bốn phía đang ngưng trọng chợt đình lại. Trong giây lát trì hoãn này, kim sắc kiếm quang và vô số hỏa nha bên người Hàn Lập liền lập tức bay vụt ra ngoài. Tiếng động ầm ầm vang lớn, trong phút chốc hôi quang bị đánh cho tán loạn tiêu thất hàn lập động thủ xong mới nhìn thấy cây cự phiên lúc trước còn đang ở xa hơn trăm bước không biết khi nào đã xuất hiện trên phía đỉnh đầu từ trong phiên xuất ra từng mảng mảng hôi sắc hà quang không ngừng chụp xuống thật là may mắn lúc trước khi bài trừ vạn yêu phiên cấm chế cũng không tiêu hao toàn bộ uy năng của phá giới phù nếu không quyết không thể thoát khỏi kiếp nạn này nhưng sắc mặt hắn hiện giờ vẫn cực kỳ khó coi dị thường lúc này còn muốn dễ dàng thoát thân chỉ sợ sẽ muôn vàn khó khăn gian khổ đây chương 1119, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu. Trong lòng trầm xuống, tự nhiên Hàn Lập không muốn bị vạn yêu phiên giam lại. Lúc này hắn không lưỡng lự, điểm vào ngũ ma một cái, trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ ma pháp quyết thúc dục ngũ ma. Ngũ ma nhất tề phóng vào không trung trong hồi quang chấp động, năm bộ xương ngưng kết dung hợp lại cùng nhau. Một cửa đại khô lâu thân cao hơn 10 trượng hiện ra. Ngay lập tức trong hốc mắt trống giống của cửa đại khô lâu chợt lóe lên lục mang, hai cánh tay xương đập một phát vào trên thân hình, hai cái xương sườn trực tiếp bay ra ngoài cơ thể, trong phút chốc hóa thành hai cây cốt đao dài hơn 10 trượng. Khô lâu ngửa đầu giống lên một tiếng, đột nhiên hướng vào không trung bổ ra một phát. Một đao mang hình chữ thập chấp động hàn mang kinh người chém vào cự phiên trên không trung, đem hôi sắc hà quang đánh cho thất linh bát lạc, rồi kích vào trên mặt vạn yêu phiên. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, yêu khí hàn quang đan vào nhau, lóe ra, trong nhất thời rằng co cùng nhau. Bỗng nhiên cử đại khô lâu bay lên không trung, song đao trong tay loạn vũ, đạo đạo loan nguyệt hàn mang gào thét phóng ra. Non nửa cả không trung đều bị hàn mang bao phủ, bộ dáng muốn phá hủy vạn yêu phiên. Trong vạn yêu phiên truyền ra thanh âm nộ hống của xa lão yêu. Cự phiên trong không trung đột nhiên nhoáng lên một cái, trong phút chốc liền kịch liệt co rút, nháy mắt đã thu nhỏ thành một cây phiên cỡ một xích. Thân hình ấu đồng chợt lóe hiện ra, một tay quơ ra giữ lại cây phiên này, sau đó thân hình nhoáng lên một cái thuấn di ra một chỗ khác cách hơn 10 trường. Xem ra xa lão yêu cũng biết hình thể của vạn yêu phiên quá lớn, tự nhiên hoạt động trở nên chậm chạp, vô tình sẽ trở thành bia ngắm cho song cốt đao của cự đại khô lâu. Tốt hơn hết là hồi phục nguyên hình của vạn yêu phiên rồi tính tiếp. Bạch sắc cự khô lâu nhìn thấy cảnh này, thân hình run lên, trong hôi bạch ma khí đồng dạng thu nhỏ lại, cuối cùng biến hình thể chỉ còn hai trường. Sau đó trong miệng nó phát ra một trận quái khiếu minh minh, phún ra hôi bạch ma khí, vùng cốt đao nhào tới ấu đồng. Ấu đồng nhìn ngũ ma, có chút đau đầu nhức óc. Năm con ma này đã được tế luyện đặc biệt, không bị ảnh hưởng bởi cấm chế của vạn yêu phiên. Hơn nữa, nếu không có bảo vật pháp khí chuyên hàng ma diệt quỷ hoặc giết chết chủ nhân điều khiển thì năm ma đầu này cơ hồ là bất tử chi thân, vô luận đánh nát cỡ nào bao nhiêu lần, cũng thể hồi sinh lại. Tuy vạn yêu phiên vô cùng lợi hại, nhưng chủ yếu là nhắm vào tu sĩ nhân loại. Còn đối với loại ma đầu này thì thật không dễ dàng thu vào trong. Muốn thi triển thần thông khác để giải quyết sức điểm bọn này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Chẳng qua mắt thấy, khô lâu đang điên cuồng sông tới, hóa thân của xa lão yêu cũng chỉ có thể nhướng mày, vất vạn yêu phiên, thả ra cố cố ô hắc yêu khí tạm thời cù cưa với khô lâu một lúc. Mười phần thần niệm, đã có sáu phần bỏ vào hàn lập bên kia. Bốn phần còn lại để tạm thời ứng phó với ngũ tử đồng tâm ma. Nhưng lúc này hàn lập và khôi lỗi sóng vai đứng nhìn, sắc mặt âm trầm bất định, không một chút nhúc nhích mà ngân sam nữ tử đồng dạng đứng ổn định trên cao thai, bộ dáng cũng không muốn động thủ. Có vẻ nàng muốn hai phương kia tiếp tục rằng co hoặc sợ mình vừa động sẽ giúp cho hàn lập nhân cơ hội len qua chỗ trống, cui vào truyền tống trận trốn mất. Về phần hai con tứ xí ngô công kia, lại chia ra huyền phù trên không canh giữ tại hai cái tiểu truyền tống, mắt hổ nhìn đăm đăm hàn lập. Băng Phượng hiểu rất rõ, truyền tống trận mới là nơi duy nhất thoát thân ra khỏi đại điện. Mà hàn lập không hề động thủ tiếp, nguyên nhân cũng hết sức đơn giản, hắn cũng kiêng kỵ thần thông xé rách không gian của băng phượng, tuy có nhiều thủ đoạn, nhưng nhất thời tính tới tính lui cũng không biết bước lui con băng phượng này như thế nào để bình yên đào thoát. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ trung tâm đại điện truyền đến một thanh âm cuồng tiếu. Ha, ha, suốt cuộc đi ra đây thì phải hảo hảo hoạt động một chút. Không tận hứng không về, thanh âm cười này giống như của nữ tử, nhưng rất thô cực kỳ khó nghe. Thần niệm hàn lập đảo qua về phía sau, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc chỉ thấy trung niên Mỹ phụ bỏ qua trận chiến với hai hóa thân của băng phược, đột nhiên bắn nhanh hướng về Hàn Lập. Chỉ còn lại hai bạch phát lão giả tiếp tục ở lại chiến đấu. Mà ở phía sau Mỹ phụ lại có một đoàn lục mông âm khí theo sát. Ẩn ẩn hiện hiện bên trong thân ảnh của một nữ tử không ngừng chấp lên. Tiếng cười to xuất phát từ nơi này mà ra. Đây là, Hàn Lập cảm nhận quỷ khí từ trong cường đại âm lực của nữ tử, không ngờ đây là một nhân vật nguyên anh hậu kỳ. Cả người nàng này, một thân hồn lực, chính là một quỷ tu cực kỳ lợi hại hàn đạo hữu không cần kinh hoàng bồn cung chủ sẽ không để cho bọn chúng hợp lực đối phó đạo hữu ta đến để tiếp trợ một tay cho đạo hữu bỗng nhiên mỹ phụ mở miệng nói với hàn lập nghe lời này hàn lập có chút á khẩu rõ ràng nàng này sợ hắn bị nhị yêu liên thủ giết chết sau đó sẽ quay đầu đối phó với tiểu cực cung nên mở miệng làm trợ thủ cho mình mục đích của bọn thập cấp yêu tu này ngay từ đầu chính là tiểu cực cung chẳng qua mỹ phụ liếc mắt đã nhân ra thân phận của hắn để cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Có thể có hai gã hậu kỳ tu sĩ giúp đỡ, hắn tự nhiên cực kỳ vui mừng. Tuy thần thông của vị cung chủ này thấp hơn nhị yêu nhưng quỷ tu trong lục khí rõ ràng không phải một quỷ tu bình thường. Khi nó chạy đến đã gây ra một áp lực cực lớn hẳn là có tu vi đỉnh của Nguyên Anh hậu kỳ. Hoàng tuyền quỷ mẫu, là ngươi, hẳn là quá nhàn mới dám quản chuyện của lão phu ấu đồng đang đứng bên kia cùng với khô lâu, vừa thấy nữ tử trong lục khí, khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến đổi, quát to một tiếng. Hắc, hắc, nếu là bản thể của đạo hữu đến đây, tự nhiên lão bản không dám nhiều chuyện. Nhưng chỉ là một cái mộc chi hóa thân, chẳng lẽ ta lại sợ. Trong lục khí truyền ra tiếng cười cực kỳ khó nghe của nữ tử, bộ dáng không chút e ngại ấu đồng. Hoàng tuyền quỷ mẫu, chính là quỷ tu năm xưa đã một mình tiêu diệt mấy tu tiên tông môn. Ngân Sam nữ tử nghe tên này khẽ biến sắc, tựa hồ biết được lai lịch của nữ tử trong lục khí. Không dám, nhất đại băng hải chi chủ cũng biết danh tự của lão thân. Nghe nói đạo hiếu từ lúc bản quỷ nữ vừa mới thi giải là có thể tiến giai hóa thần kỳ, nhưng bây giờ còn dừng lại ở tu vi thập cấp, hẳn là sợ hãi thiên địa nguyên khí mất cân bằng, phải tự tán đi tinh nguyên. Nhưng đau khổ áp chế cảnh giới của chính mình, tư vị này chắc cũng không dễ chịu. Băng phượng tộc các người dù có thọ nguyên lâu dài, nếu không tiến giai cũng không còn duy trì được nữa đâu nữ tử trong quỷ khí dường như nắm rõ băng phượng trong lòng bàn tay, vừa mở miệng đã huyệt vẹt ra bí mật lớn nhất trong lòng của ngân sam nữ tử. Ngọc Dung của ngân sam nữ tử bỗng nhiên âm trầm, còn Hàn Lập thì hít một hơi lạnh, thế mới biết vì sao con băng phượng này lại khó chơi đến vậy. Ta thả ngươi đi ra cũng không phải để cho ngươi Hàn Huyên tâm sự vào lúc này Mỹ Phụ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Yên tâm, chỉ cần không có hóa thần tu sĩ ở đây, ta bảo vệ tánh mạng ngươi dễ như trở bàn tay. Chẳng qua lúc trước ngươi đáp ứng chuyện của ta thì cũng đừng có quên. Hơn nữa không có hồn thạch, Người dám cường hành thôi xử ta, về sau âm khí nhập thể, khó tránh được một chàng đại bệnh đấy nhé. Hoàng tuyền quỷ mẫu cười lạnh, Mỹ phụ ngơ vậy, sắc mặt trầm xuống, nhưng không nói tiếp nữa. Mà chỉ trong giây lát trao đổi mấy câu này, Mỹ phụ và quỷ mẫu cũng đã tới phụ cận của cao thai, độn quang dừng lại đứng một bên, ẩn ẩn cùng hàn lập và nhị yêu tạo thành xu thế chân vạc. Hàn huynh, chúng ta trước hết hợp lực tiêu diệt vị băng hải chi chủ này, người thấy thế nào? Mỹ phụ quay đầu nhìn hàn lập, ôn hòa nói tốt, hàn mỗ không có ý kiến hàn lập sờ cầm thần sắc bất động, gật đầu. Mỹ phụ nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, đang muốn chiêu hô hoàng tuyển quỷ mẫu động thủ thì ngân sam nữ tử đang đứng dưới bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, khoát tay, một đạo bạch hồng trói mắt bắn nhanh ra. Một tiếng oanh, vang thật lớn, một tòa tiểu truyền tống trận bị chảm làm đôi. Sắc mặt của hàn lập và Mỹ phụ đại biến, các ngươi muốn vây công đừng trách ta phá hủy toàn bộ truyền tống trận. Ngân Sam nữ tử nhìn hai người trên không trung, thản nhiên cười, nói. Ngươi làm như vậy là ý gì? Truyền tống trận bị phá hủy, các ngươi cũng có nghĩ rời khỏi đây thần sắc của Mỹ phụ đột biến mấy cái, rồi cố gắng chấn định nói. Đạo hữu chóng quên ta đã lẻn vào trong hư linh điện như thế nào ngân sam nữ tử cười khanh khách, thanh âm trong trẻo vang khắp đại điện, nhưng hai mắt thanh lãnh dị thường. Vẻ mặt hàn lập có chút khó coi, hàn đạo hữu không cần phải kiêng kỵ việc này, cho dù truyền tống trận bị yêu nghiệt phá hủy, chỉ cần bổn cung và đạo hữu liên thủ còn dư thời gian để phá vỡ cấm chế dùng cửa chính đi ra ngoài Mỹ phụ trầm ngâm trong chốc lát, nói như vậy với Hàn Lập. Hàn Lập nhướng mày, sắc mặt âm tình bất định, nếu hắn chưa từng giết chết tam đại tu sĩ của tiểu cực cung trong huyền ngọc động, tự nhiên có thể vui vẻ cùng Mỹ phụ liên thủ diệt sát nhị yêu, sau đó chậm rãi tìm cách phá cấm đi ra ngoài. Nhưng hiện tại thời gian trôi qua đã khá lâu, chắc chắn đã có tu sĩ của tiểu cực cung phát hiện điều bất thường trong huyền ngọc động. Hắn sao dám chỉ hoãn thời gian dài như thế? Mà Mỹ Phụ nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Hàn Lập, trong đầu chợt nhớ ra điều gì, trong lòng chợt động. Hàn Lập đang ở trước mắt trong khi các nguyên anh tu sĩ cùng vào với hắn lại không thấy. Kỳ thật vị tiểu cực cung chủ này cũng đã mơ hồ đoán được sự tình. Chẳng qua bây giờ đại địch đang ở trước mặt, nàng ra vẻ giả ngơ không biết mà thôi. Đang đứng chờ mắt như vậy, đột nhiên sắc mặt Mỹ Phụ trầm xuống. Đôi mắt đẹp lóe lên tia tàn khốc, môi khẽ nhúc nhích hai cái, tựa hồ đang truyền âm, Hoàng tuyền quỷ mẫu đang đứng sau lưng, trong vũ khí chợt lóe lên lục sắc, thân hình trở nên mơ hồ. Lập tức một đạo lục ti tinh tế theo vũ khí vô thanh vô tức bắn ra, chợt lóe lên biến mất không thấy tăm hơi. Ngay khi lục ti biến mất, nhưng băng phượng ở phía dưới tựa hồ phát hiện ra điều gì, trong miệng phát ra thanh âm kiều mị. Ngươi dám, lập tức băng phượng nâng tay nhắm vào tiểu truyền tống trận đạn chỉ. Năm đạo bạch sắc kiếm khí gào thét bắn ra. Đồng thời một đầu tứ xí ngô công đang bay quanh cũng ngẩng đầu phún ra một cỗ bạch mang hàn khí bao phủ cả truyền tống trận. chương 1120, truyền tống chi chiến. Hàn lập thấy cảnh này sắc mặt lập tức thay đổi, sau lưng hắn tiếng sấm vang lên, hóa thành một đạo điện hồ rồi biến mất không thấy. Mà bên kia, phía trên cái truyền tống trận, lục mang chợt lóe một nữ tử cả người lục quang bao phủ hiện ra, đúng là hoàng tuyền quỷ mẫu. Mắt thấy năm đạo kiếm khí cùng hàn khí đánh tới, nàng ta âm trầm cười, một tay hướng về phía kiếm khí và hàn khí đánh nhẹ ra một trường, phảng phất như không mang theo lực đạo gì. Năm đạo kiếm khí cách đó hơn trường bỗng nhiên vỡ vụn ra từng mảnh rồi tán loạn, biến mất trong gió. Về phần hàn khí từ phía trên đánh xuống dường như gặp phải một lực cản vô hình, tuy hạ xuống phía dưới được một chút nhưng đột nhiên quay ngược lại về phía con z4 cánh kia, làm cho nó một trận luống cuống tay chân. Đúng lúc này, ngân quang chấp động, thân hình Hàn Lập đã hiện lên ở trong tiểu truyền tống trận, hơn nữa không chút do so dự dương một tay lên, một đạo pháp quyết đánh lên trên bên cạnh pháp trận, tay còn lại nhanh chóng bấm quyết niệm chú, miệng nhẹ nhàng phát ra vài câu chú ngữ. Cơ hồ cùng lúc đó, bóng người phía sau nhoáng lên một cái, nhân hình khôi lối hiện lên sát bên cạnh Hàn Lập, hồng cung trong tay chợt lóe, vô số mũi tên lửa như cuồng phong bão táp hướng ngân sam nữ tử mà bắn tới. Mà ở phía xa xa, huyết quang trong mắt bộ Khô Lâu đang liều mạng công kích đứa bé chợt lóe, rồi không chút dấu hiệu nào đột nhiên hóa thành năm con quỷ, tiếp theo quay cuồng rồi biến mất. Ngay sau đó, năm cỗ khí trắng xám đồng thời hiện ra trên đỉnh đầu Hàn Lập, rồi lại hóa thành năm quỷ đầu lớn cỡ bánh xe. Chúng nó được Hàn Lập dùng pháp quyết triệu hồi. Giờ phút này toàn bộ trận pháp bạch quang chấp động, bắt đầu được kích hoạt, Hàn Lập đứng trong đó gắt gao nhìn thẳng về phía nữ tử áo bạc ở xa xa, trên mặt hiện vẻ ngưng trọng. Hết thảy việc này diễn ra vô cùng nhanh chóng. Hành động của Hàn Lập hiển nhiên làm cho Mỹ Phụ cũng ngân bào nữ tử đều lắp bắp kinh hãi, ngoài ý muốn. Mỹ Phụ sắc mặt đại biến, không nói nhiều lời, thân hình nhoáng lên một cái liền hóa thành một đạo ngân hồng bắn nhanh đến, đồng thời miệng khẽ kêu, phá pháp trận đi, không được thả cho hắn rời khỏi. Tuy rằng lời này không nói rõ là ai, nhưng mà ai cũng biết hắn trong lời nói nhất định là Hàn Lập đang đứng trong pháp trận. Dù sao mặc kệ Hàn Lập có vấn đề gì hay không, nhưng nếu hắn thật sự rời khỏi thì cho dù nàng có Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu hỗ trợ cũng không bao giờ có thể đồng thời đối phó hai đại yêu. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu đang trôi nổi trên bầu trời pháp trận vừa nghe thấy lời này, cười nhẹ một tiếng hướng về pháp trận phía dưới khẽ hé miệng ra, thi triển một loại công pháp gì đó. Cùng lúc đó, Hàn Lập đột nhiên nhấc tay lên, một cái một mục xích màu xanh hiện ra trên tay, mơ hồ có một đóa hoa sen hiện lên, rồi một mảnh thất sắc Phật quang nhất thời hướng phía trên bay đi. Phật môn linh bảo, bộ dáng bình thản của hoàng tuyền quỷ mẫu nháy mắt biến mất, miệng phát ra một tiếng thét chói tai như mèo bị dẫm phải đuôi, thân hình liền hóa thành một luồng lục quang rồi biến mất tại chỗ. Mà lúc này, toàn bộ trận pháp bạch quang đại phóng mỹ phủ kia độn quang tuy rất nhanh nhưng rõ ràng đã chậm một bước. Hàn lập không khỏi vui mừng nhưng sắc mặt bỗng trở nên đại biến. Bởi vì ngâm sam nữ tử sắp bị vô số mũi tên lửa bao phủ đã mở ra khe hở không gian biến mất tại chỗ. Hàn lập trong lòng trầm xuống nhưng hắn sớm có chuẩn bị thân hình bỗng nhiên quay tròn tại chỗ vô số đạo kim sắc kiếm khí từ trên người bắn ra làm cho khu vực này trong phút chốc dường như biến thành một con nhím màu vàng. Nếu băng phượng kia dám xuất hiện ở gần pháp trận tuyệt đối sẽ bị kiếm khí bao vây, chỉ có thể ứng phó kiếm khí mà không thể ngăn được Hàn Lập rời đi. Nhưng ngoài ý muốn Hàn Lập, Ngân Sam nữ tử không xuất hiện trong vòng vây của kiếm khí mà lại hiện ra ở trên không cách pháp trận 20 trường. Khóe miệng nàng hiện lên một tia cười lạnh, cả người bạch quang trói mắt bộc phát, một tay hướng về khoảng không phía trên Hàn Lập quơ một cái. Chỗ đỉnh đầu Hàn Lập một trận giao động không gian, một vầng sáng trong suốt thật lớn, chậm rãi hạ xuống. Hàn Lập sắc mặt trở nên âm trầm, thần niệm khẽ động từng đạo kim sắc kiếm khí biến đổi phương hướng, tất cả đều hướng vầng sáng chém tới, làm cho địa phương nhỏ trên đầu Hàn Lập lập tức trở nên kim quang chói mắt, tiếng xé gió rít gào. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, tất cả kim sắc kiếm khí kia khi chém vào trên vầng sáng lại giống như chém vào ảo ảnh, lóe lên rồi lướt qua, không có chút hiệu quả nào. Hàn Lập trong lòng kinh hãi, đang muốn dùng bát linh xích để ngăn không cho vầng sáng kia hạ xuống. Ngân Sam nữ tử phía xa xa sắc mặt tái nhợt, năm ngón tay đang mở ra khé khép lại rồi từ từ di chuyển, phảng phất như bị một vận nặng ngàn cân dính lên tay. Vầng sáng trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó lại hiện lên sát bên Hàn Lập, đem toàn bộ truyền tống trận bao phủ vào trong. Hàn Lập bừng tỉnh, thầm kêu không tốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng ồn ào, bạch quang chợt hiện lên khắp bốn phía. Hàn Lập ở trong truyền tống trận bỗng biến mất, cùng biến mất với hắn còn có quỷ đầu do ngũ tử đồng tâm ma biến thành và nhân hình khôi lỗi kia. Toàn bộ truyền tống trận một lần nữa trống rỗng, Truyền tống bạch quang cũng tự nhiên ngừng lại. Tình hình quỷ dị bực này, làm cho cung chủ tiểu cực cung vốn đã bay nhanh tới gần đó trong lòng chợt lạnh. Nàng lập tức ngừng bay, kinh nghi hướng nữ tử áo bạc nhìn, đang muốn xem phát sinh chuyện gì rồi tính tiếp. Nữ tử do băng phượng biến thành nhẹ nhàng thu hồi ngọc thủ, nhưng hai má lại đỏ bừng, bạch quang trên người lúc ẩn lúc hiện, bộ dáng rõ ràng là đã kiệt sức. Vừa thấy cảnh này, mỹ phụ trong lòng khẽ động, không hề do dự dương ngọc thủ lên, hơn 10 điểm ngân quang chợt lóe lên bắn ra hóa thành hơn 10 cái đinh bạc, hướng về phía ngân bào nữ tử bắn tới. Ngọc thủ dương lên, hơn 10 điểm ngân mang chợt lóe lướt qua bắn ra, hóa thành hơn 10 khẩu sắc bén dị thường ngân đinh, thẳng đến áo màu bạc nữ tử chát đi. Ngân sam nữ tử trong lòng dân dữ, nhưng bí thuật vừa dùng thật sự quá lớn, cho dù nàng sở hữu thiên phú thần thông không gian trên người, cũng chỉ có thể sau khi tiến giai hóa thần cảnh giới mới thích hợp thi triển. Vừa nãy là do mắt thấy Hàn Lập sắp truyền tống rời đi, dưới tình thế cấp bách nên phải miễn cưỡng sử dụng. Hiện giờ thấy Mỹ phụ công tới, nàng không thể đồng thời vừa sử dụng bí thuật vừa đối phó với địch, rơi vào đường cùng đành hé năm ngón tay ra, hướng phía dưới vung lên. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, trong đại truyền tống trận phía dưới, bạch quang chấp động, vầng sáng đem hàn lập, khôi lỗi, ngũ tử đồng tâm ma biến mất đột nhiên hiện ra, vầng sáng sau khi chợt lóe liền tán loạn biến mất tam. Thân hình hàn lập lung lay mấy lần, tựa hồ sau khi di động không gian còn chưa lấy lại được bộ dáng bình thường. Nhưng ngân bào nữ tử lúc này cũng đã xuất ra một kiện cẩm bào rực rỡ màu lam, nhẹ nhàng đem hơn 10 cái đinh bạc kia chặn lại, sau đó không chút nghĩ ngợi, hai tay áo hướng về phía dưới run lên, nhất thời phi kiếm trong suốt rậm rạp tuôn ra, tưởng như vô cùng vô tận, đem toàn bộ thân hình Hàn Lập bao phủ vào trong kiếm quang chói mắt. Hàn Lập thân hình vừa trụ vững liền ngẩng đầu hé miệng ra, phun ra một cái tiểu đỉnh cổ kính. Đỉnh này sau khi quay tròn, từ mặt ngoài phun ra vô số thanh tim mỏng, sau khi đan vào nhau hình thành lên một cái quang võng thật lớn, đem hàn lập bao bọc ở trong võng này, mà trong miệng quỷ đầu do ngũ tử đồng tâm ma biến thành liên tiếp vang lên những tiếng kêu quái dị, rồi phun ra ma khí màu trắng xám, phá vỡ bạch quang đánh về phía không trung, mà thân hình nhân hình khôi lỗi kia cũng nhoáng lên một cái, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Đây là, đứa bé phía bên kia mất đi đối thủ, lại đem vạn yêu phiên đang cầm trong tay lại tế luyện lên không trung, phiên này lại bắt đầu hóa lớn, cũng bắt đầu ở trong yêu khí quay cuồng không ngừng, một cái ảo ảnh yêu thú từ trên phiên này biến ảo mà ra, tiếp đó hiện lên bộ dáng thực sự. Chẳng qua hàn lập mặc kệ việc này, phòng lôi xí sau lưng hắn đã rung lên, muốn thi triển lôi độn thuật lập tức quay về truyền tống trận. Cho dù đã đánh mất cơ hội tốt nhất để truyền tống, hắn cũng muốn có biện pháp để khống chế cái này trong tay mình, không để cho người khác dễ dàng phá hủy. Nhưng thế sự khó liệu, những lời này rất đúng, đúng lúc bản thân hàn lập cũng cho rằng mình không thể không tiếp tục cùng nhị yêu và mỹ phụ dây dưa tiếp thì dị biến xuất hiện nguyên bản đang phun ra vô số thanh sắc linh ti hư thiên đỉnh, không có sự điều khiển của Hàn Lập đột nhiên rung động kịch liệt, thả ra thanh quang chói mắt, tiếp đó Hàn Lập liền mất đi tâm thần liên hệ cùng với bảo vật này, nguyên bản thanh ti dùng để ngăn cản kiếm quang bỗng nhiên rơi xuống phía dưới, rơi vào trong đại truyền tống trận, lóe lên rồi biến mất. Tiếp đó đại truyền tống trận này phát ra âm thanh ầm ầm, toàn bộ pháp trận linh quang nổi lên, hiện ra một tầng quầng sáng màu xanh, đem Hàn Lập và Ngũ Tử Đồng Tâm Ma tất cả đều bao phủ vào trong. Hư Thiên Đỉnh Vị cung chủ tiểu cực cung kia vừa thấy tình hình này, trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình khó tin, lập tức ngừng công kích ngân bào nữ tử, xoay người đưa 10 ngón tay hướng về hàn lập ở truyền tống trận, bộ dáng như phát điên. 10 đạo ngân hồng trói mắt trong phút chốc phục ra, ngân sam nữ tử đang ở trên không truyền tống trận cũng cực kỳ ngạc nhiên, tuy rằng yêu này không biết truyền tống trận sẽ đem hàn lập truyền tống đến đâu, nhưng tự nhiên cũng không nguyện trở mắt nhìn hàn lập truyền tống rời đi. Nàng không suy nghĩ nhiều lập tức thôi động pháp quyết. Nhất thời kiếm quang phô thiên cái địa rậm rạp điên cuồng chém xuống Nhưng là quần sáng màu xanh bao phủ đại truyền tống trận kia lại không biết là do cái gì tạo thành Bất kể là 10 đạo ngân hồng đánh lên trên hay là hàng trăm kiếm quang trong suốt chém tới Quần sáng này ngay cả gợn sóng một chút cũng không có, bộ dáng như không thể bị phá vỡ Việc này khiến cho cả Mỹ phụ và ngân bào nữ tử đồng thời trợn mắt há mồm Kỳ thật không chỉ bọn họ Hàn Lập ở trong quầng sáng cuống quyết dùng vô số thanh kim sắc phi kiếm cũng không thể chém vỡ quầng sáng màu xanh để thoát thân, đồng dạng cũng rất kinh ngạc. Sau khi siêu hồn Hàn Ly thượng nhân, hắn nếu nhớ không lầm thì truyền tống trận này là cổ truyền tống trận mà tiểu cực cung lâu nay vẫn để đó không dùng, chỉ có thể đơn độc truyền tống về phía trước. Tuy rằng không biết pháp trận này có thể thông đi nơi nào, cũng không biết như thế nào mới có thể kích động, nhưng nếu là đơn hướng, Hàn Lập tự nhiên quyết không làm chuyện mạo hiểm này, vạn nhất lại bị truyền tống đến tuyệt địa quỷ quái như quỷ vụ, hắn chẳng phải là rất xui xẻo sao. Cho nên vừa thấy bị nhốt trong truyền tống trận, hắn tự nhiên phải liều mạng phá hủy quần sáng để thoát thân, sau khi mắt thấy phi kiếm mất đi hiệu lực, hắn cắn răng một cái, một đoàn tam sắc quang mang hiện lên trong tay, run lên một cái rồi hóa thành một cái vũ phiến. Hắn định dùng tam diễn phiến này công kích quầng sáng, chương 1121, trọng phản cố địa hư thiên điện. Nhưng cự ly quá gần, Hàn Lập tự nhiên không dám vận dụng toàn bộ uy lực, nếu không ngay cả chính mình cũng sẽ bị cuốn vào trong uy lực của vũ phiến này. Hắn nhoáng vũ phiến một cái, một tầng tam sắc hỏa diễm hiện lên trên mặt phiến, sau đó lại như một thanh hỏa đao, bị Hàn Lập dùng sức chém mạnh xuống quầng sáng. Tư lập một tiếng, uy lực tam diễn phiến quả nhiên không thể tầm thường, quầng sáng nhìn như không thể phá vỡ kia bị nó chém vào lại hiện lên một cái khe, tuy rằng chỉ lớn có một thước, nhưng cũng đủ cho Hàn Lập từ trong thoát ra. Hàn Lập nhất thời khẩn trương, tuy rằng hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng tuyệt đối không nguyện ý vì vậy mà rơi vào tay con băng phượng thập cấp này, đang muốn nhấc tam diễn phiến lên hung hăng cấp cho đối phương một đòn. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, thu lại tam diễn phiến, lại lấy ra một khối lệnh bài màu lam, chính là đại na di lính. Hàn lập vừa mới xuất lệnh bài này ra, trên cổ truyền tống trận liền linh quang đại thịnh, quang mang trói mắt, đồng thời quần sáng màu xanh cũng theo đó tán loạn vỡ vụn ra. Sau khi linh quang của truyền tống trận vụt tắt, chẳng những hàn lập trong quần sáng mà cả ngũ tử ma hết thảy đều biến mất ngay cả ngân bào nữ tử do thập cấp băng phượng biến thành vừa đứng bên cạnh truyền tống trận cũng không thấy đâu có vẻ như đã bị truyền tống trận truyền tống đi thấy một màn này tiểu cực cung cung chủ đầu tiên là ngẩn ra lập tức trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái vừa vui vừa giận vui tất nhiên là vì một gã cường địch biến mất còn giận là vì vừa mới nhìn thấy linh bảo tùy thân của khai phái tổ sư băng phách tiên tử thế nhưng lại tuột khỏi tầm tay xa xa đứa bé sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng lập tức vẻ hung giữ chợt lóe trên mặt hai mắt hung hăng hướng mỹ phụ liếc mắt một cái trong miệng thét lên một tiếng xuyên thủng tầng mây sau đó bỗng nhiên hướng về vạn yêu phiên treo trên không trung chỉ một cái nhất thời trên lá phiên yêu khí bành trướng yêu ảnh lập tức rõ hơn vô số huyễn ảnh yêu thú lớn nhỏ toàn bộ tuôn ra trong phút chốc yêu khí đen thui cuồn cuộn che kín non nửa không trung đại điện phô thiên cái địa hướng mỹ phụ đánh tới mỹ phụ biến sắc nhưng trước người lục quang chợt lóe hoàng tuyền quỷ mẫu một thân âm khí đứng chắn trước người mỹ phụ Nhìn vô số yêu ảnh trên không trung, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, sau khi thân hình quay tròn, nhất thời một mảng lớn lục khí từ bốn phía cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt, phía trên mặt đất tiếng gào khóc thảm thiết nổi lên, từ trên không trung âm khí bắt đầu trải rộng xuống phía dưới mặt đất, lập tức một cơn sóng cuồn cuộn nổi lên, trực tiếp hướng về phía trời cao phóng đi. Trong phút chốc lục vụ, hắc khí va chạm nhau, yêu ảnh quỷ vật ở trong đó thoát ẩn thoát hiện đại chiến với nhau hoàng tuyền quỷ mẫu lại lấy cứng trọi cứng với hóa thân xa lão yêu, bộ dáng rất chi là bạo lực. Cung chủ tiểu cực cung ở một bên nhìn thấy cảnh này liền mừng rỡ, nhất thời đem việc hàn lập gác lại một bên, hai tay trà sát một cái, dương cái miệng lên, lập tức từng đoàn xích hồng lôi hỏa hiện lên hướng yêu khí trên không đánh tới. Nhất thời cả tòa đại điện tiếng gầm rú nổi lên, một người, một yêu, một quỷ, tất cả đều biến mất bên trong yêu khí quỷ vụ. Chỉ có thể ngẫu nhiên từ bên trong truyền ra một hai tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong một gian thạch phòng to 30 trượng, trên một cái truyền tống trận giống với cái trong hư linh điện, Hàn Lập một tay nâng hư thiên đình, vẻ mặt không chút biểu tình, đang rằng co với một việt sắc mỹ nữ. Mà nhân hình khôi lỗi ở phía sau vẫn không nhúc nhích, quỷ đầu do ngũ tử ma biến thành đang lơ lửng trong ma khí trên không, dùng thị huyết ma quang nhìn chằm chằm nữ tử đối diện, trong miệng thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm nhẹ ô ô, tưởng như chỉ cần Hàn Lập ra lệnh một tiếng là lập tức tấn công. Nữ tử đối diện tất nhiên là vị ngoài ý muốn bị cuốn vào truyền tống trận, Thập cấp băng phượng. Xét cho cùng mà nói, vị băng phượng này cũng có chút xui xẻo, khi thanh sắc quang mạc vỡ vụn, nàng cũng đã phát hiện không hay, vốn định lập tức thi triển thần thông không gian tê liệt để rời xa pháp trận, nhưng không nghĩ tới không gian lực ảnh hưởng lẫn nhau, ngược lại đem nàng liên lụy bị truyền tống đi. Mà lần truyền tống này, rõ ràng không phải truyền tống cự ly ngắn, nếu không phải bản thân băng phượng còn có vài thần thông không gian, chỉ sợ trên đường truyền tống đã bị không gian lực trực tiếp xé rách thành mảnh nhỏ. Bất quá tình cảnh của nàng rõ ràng cũng không khá hơn chút nào, nàng bây giờ đứng ở một góc thạch ốc, bạch sắc linh quang trên người lóe ra không ngừng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Lập. Trong lòng nàng suy tính, nếu tu sĩ nhân loại đối diện thực sự cùng mình tử đấu, mình và đối phương thắng bại đại khái 6 và 4 phần, làm cho nàng buồn bực chính là, đối phương hiển nhiên là người chiếm 6 phần thắng, mà không phải là mình. Phải biết rằng, nàng chính là vận áp chế tu vi chuyển hóa thần kỳ của mình chỉ cần nàng nguyện ý đã sớm có thể tiến dai lên cảnh giới hóa thần kỳ. Nhưng người đối diện nàng xem ra cũng là một trong những tu sĩ hiếm thấy, ở cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ lại có thần thông không thua gì đại tu sĩ, hơn nữa lại còn có ngốc tử ma và con nhân hình khôi lỗi hành động vô thanh vô tức kia cũng lợi hại vô cùng, cơ hồ có thể trở thành hai gã hậu kỳ đại tu sĩ khác. Do đó, nàng cho dù tự cao tự đại, cũng sẽ không cho rằng nếu mình thật sự cùng Hàn Lập tranh đấu sẽ chiếm thượng phong, chẳng qua, băng phượng này trong lòng cũng không sợ hãi gì, cho dù không phải là đối thủ của Hàn Lập, nhưng nếu toàn lực chạy trốn thì với thần thông không gian, ai có thể ngăn nàng lại. Hàn Lập hai mắt nhìn chằm chằm nữ tử đối diện, trong lòng đồng dạng suy tính không ngừng, nhưng sau một lúc, cuối cùng vẫn chỉ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhấc chân, chậm rãi từ trong pháp trận bay ra, sau đó bay thẳng đến một mặt vách tường của thạch ốc, gian thạch thất này có chút cổ quái, bốn phía thế nhưng lại không có một cánh cửa nào, thạch bích lại không có tí lồi lõm nào, bóng loáng dị thường, một khe hở cũng không có. Tại loại địa phương quỷ dị khó lường này, Hàn Lập thực sự không có hứng thú cùng băng phượng đối diện mạo hiểm sinh tử chi chiến một trận, chỉ cần đối phương thức thời không chủ động công kích hắn, hắn cũng không muốn hao tổn pháp lực cùng đối phương sống mái với nhau, dù sao thiên phú thần thông của đối phương thật sự là phi thường thần diệu. Thấy Hàn Lập hành động như vậy, ngân bào nữ tử Ngọc Dung khẽ đổi, cũng âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà Hàn Lập lúc này đã dùng thần niệm tỉ mỉ xem xét thạch bích, kết quả nhướng mày, thần niệm hắn rót vào trong thạch bích lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại bắn ngược lại rõ ràng có cấm chế cường đại nào đó tác dụng lên vách tường kết quả này chính là việc làm cho người ta đau đầu nhất hàn lập sắc mặt âm trầm đột nhiên vươn một ngón tay nhắm ngay thạch bích trước mắt nhẹ nhàng đâm vào nhất thời trên đầu ngón tay hàn quang chợt lóe lên dài chừng nửa thước lập tức đâm vào bên trong thạch bích suy suy tiếng xé gió vang lên hàn quang đồng dạng chỉ đâm vào được non nửa rồi bị bắn ngược lại hàn lập bất động thanh sắc Ngón tay tùy ý bắn ra khắp nơi, nhất thời có ba đạo thanh sắc kiếm khí khác đánh lên trên ba vách đá còn lại, kết quả cũng bị bật lại, Hàn Lập hai mắt không khỏi nhíu lại, im lặng nhìn thạch bích, thật sâu trong đồng tử mơ hồ có lam mang chợt lóe lên. Hừ, ngân bào nữ tử nhìn thấy cảnh này, lại cười lạnh một tiếng. Đột nhiên nàng vung một tay lên phía trước, nhất thời một cái khe màu trắng hiện lên, nàng này chợt lóe lên rồi biến mất, Băng Phượng thi triển thần thông không gian, trực tiếp rời khỏi thạch ốc này. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập làm như không biết, tiếp tục yên lặng chăm chú nhìn vào thạch bích phía trước, sau một lúc lâu, nhân hình khôi lỗi phía sau hắn bỗng nhiên giương một tay lên, một thanh phi đao màu đen bắn nhanh ra, bay đến một chỗ nằm ở góc thạch bích, nhất thời một tiếng oanh vang lên. Vách tường phía trước đột nhiên vỡ vụn ra từng mảnh, trước mặt Hàn Lập trở nên sáng ngời, trước mắt hắn hiện lên một tòa đại sảnh trống rỗng, ngân bào nữ tử không ở trong này. Nhưng sau khi Hàn Lập hơi nhìn kỹ, khóe miệng đột nhiên run rẩy một chút, trong mắt hiện lên thần sắc khó tin. Bởi vì đại sảnh đối diện rõ ràng có một cửa đá vuông hơn 10 triệu điêu khắc những ký hiệu kỳ quái, trên mặt cửa lóe lên bạch quang nhàn nhạt, nhạt, có vẻ như có cấm chế gì trên đó. Mà cái cửa đá như vậy đối với Hàn Lập lại quen thuộc dị thường, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra lại lịch của nó, việc này làm cho ngực hắn như bị giáng một đòn mạnh, trong lòng cực kỳ kinh sợ. Hít sâu một hơi, Hàn Lập thần sắc liền khôi phục như ban đầu, đi nhanh thẳng đến cửa đá. Không nói một lời, kim quang trong tay chợt lóe một thanh phi kiếm dài gần một thước xuất hiện trong ta hơi vung lên chém ra một đạo kim sắc kiếm khí oanh một tiếng mặt ngoài cửa đá kia bạch quang trượt lóe trung quy bị kiếm khí chém làm hai bên ngoài lộ ra một cái ngã tư đường do đá tảng hình thành hàn lập thân hình nhoáng lên một cái lập tức hiện ra tại trung tâm con đường thần thức vội vàng đảo qua bốn phía nhưng cả người nhất thời vẫn đứng yên không nhúc nhích tại chỗ trong cái thông đạo do đá tảng trồng lên nhau này phân biệt thông ra bốn hướng đông tây nam bắc giống nhau hai bên thông đạo tất cả đều là thạch bích thô dày, giống nhau như đúc. Không sai, quả nhiên là nơi này. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập thở dài một cái, có chút phiền muộn thì thào. Nơi này rõ ràng chính là nơi năm đó hắn lấy được hư thiên đỉnh, nội điện hư thiên điện, một tòa cự tháp bằng đá cao 5 tầng. Hắn thình lình từ cực bắc đại tấn lại truyền tống tới loạn tinh hải, xem xét bốn phía thông đạo bằng đá này, hắn cũng không biết là mình ở tầng mấy của cự tháp. Hư linh điện, hư thiên điện, Hai nơi này chính xác là có quan hệ sâu xa. Hàn Lập lại tự nói một câu, thần sắc rốt cuộc trở nên bình tĩnh. Lấy thần thông hiện tại của hắn, cho dù thân ở Loạn Tinh Hải cũng không ngại, chỉ cần hắn có thể đi ra khỏi điện này, rồi đem truyền tống trận bị hủy ngày đó truyền tống mình đến Loạn Tinh Hải một lần nữa khôi phục lại, là có thể trở về Thiên Nam. Sau khi trong lòng cân nhắc như thế, Hàn Lập đảo mắt qua mọi nơi, nhận định một thông đạo đá rồi thân hình hóa thành một đạo thanh hồng bay đi. Nhưng sau khi bay hết thời gian uống cạn một chung trà, Hàn Lập liền phát giác, nguyên bản khôi lỗi thủ vệ thường hay đi loanh quanh trong khu vực tháp, bây giờ lại không nhìn thấy con nào. Nhưng hắn suy nghĩ một chút liền hiểu ra, hiện tại còn cách xa lần mở hư thiện điện sau, khôi lỗi này tám, chín phần là bị hư thiên điện hạ cấm chế thu trở về, khi nào điện này mở ra lần nữa mới xuất hiện. Không chỉ có thế, Hàn Lập dọc theo đường đi cũng không thấy cấm chế cùng các cơ quan khác, toàn bộ cự tháp dường như đã thành vật chết mà ngày xưa khi hắn xâm nhập thì cấm chế rất mạnh, bẫy dập khắp nơi. chương 1122, liên thủ, chẳng qua Hàn Lập có chút đánh giá thấp mê cung thông đạo này, mặc dù phần lớn cấm chế và khôi lỗi đều biến mất, nhưng cấm chế ngăn cản thần thức lại vẫn còn hữu hiệu. Hắn liên tiếp đi nhầm không biết bao nhiêu lần, nhưng sau khi dùng minh thanh linh mục phá vô số ảo cảnh, rốt cuộc tìm được truyền tống trận tiến vào tầng tiếp theo, trách không được ngày đó man hồ tử có tu vi vượt trội tất cả, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi phía sau hai người cực âm tổ sư, chấp nhận thu liếm vẻ tự cao tự đại. Nhẹ nhàng bước đi trên con đường vừa tìm được, sau khi đem ngũ ma và khôi lỗi cất khí, liền một kiếm chém đôi cửa đá tàng bảo thất. Kết quả không tìm thấy bảo vật gì, cũng không phát động cấm chế gì, hắn liền truyền tống ra ngoài. Không biết là bởi vì không dùng hư thiên tàn đồ mở cửa đá ra, hay là bởi vì không đến ngày hư thiên điện mở ra, tất cả bảo vật này đều dùng cấm chế khác cầm cố, những cấm chế trước đây bây giờ đều đã mất đi hiệu dụng. Hàn Lập không cam lòng, ở mỗi gian tàng bảo thất đều cẩn thận tìm kiếm một phen, nhưng cuối cùng phải thừa nhận trận pháp sư bố trí pháp trận trong hư thiên điện tạo nghệ thật sự là siêu việt ngoài sức tưởng tượng của hắn, hắn dù biết rất rõ rằng những chỗ này có cấm chế huyền diệu khác, nhưng cũng không làm gì được. Rốt cuộc hắn đành chấp nhận lui ra, tắt vọng tưởng đem tất cả bảo vật trong hư thiên điện thu lấy. Chẳng qua tuy rằng loại cấm chế này hắn không thể phá giải, nhưng thường là nơi để khống chế pháp trận lợi hại nhất hẳn là sẽ đặt trong khu vực quan trọng nhất mà chỗ quan trọng nhất trong hư thiên điện tự nhiên chính là tầng năm cự tháp ngày đó đám người cực âm lão tổ một phần vì sợ hãi cấm chế tầng năm phần còn lại vì đang mưu đồ đoạt hư thiên đình cho nên không dám cẩn thận tìm tòi tầng này mà lấy tu vi hiện tại của hắn và thần thông minh thanh linh mục nói không chừng có thể tìm ra một ít thứ gì đó về phần con thập cấp băng phượng kia dù có thi triển thần thông không gian độn gì đến nơi nào đi nữa Hàn Lập cũng không hề lo đến việc yêu vật này có thể trực tiếp chui ra khỏi cự tháp hay hư thiên điện, bởi vì hắn đã sớm đã cẩn thận kiểm tra vách tháp của cự tháp. Mặt trên vách được hạ hơn 10 loại cấm chế, hơn phân nửa cấm chế đó hắn đều không thể phân biệt nổi, nhưng trong vài loại cấm chế hắn nhận ra thì đã có mấy cái chuyên môn ngăn cản không gian lực, trừ phi sử dụng truyền tống trận đặc thù trong miệng, nếu không muốn sử dụng loại thần thông không gian khác để rời khỏi tháp này thì thuần túy là mơ mộng hão huyền. Hơn nữa cho dù lấy tu vi hiện tại của hắn cảm ứng vẫn có thể cảm giác được các cấm chế khác trên vách đá vô cùng đáng sợ. Nếu không e ngại các cấm chế này thì hắn đã sớm tìm kiếm cách khống chế pháp trận, hoặc trực tiếp dùng đại thần thông để phá vỡ vách tường rồi ly khai nơi này. Sau khi liên tiếp trải qua hai tầng truyền tống, Hàn Lập cuối cùng đã tới tầng năm cự tháp, cũng xuất hiện trước Hàn Ly Thai mà ngày trước chứa hư thiên đỉnh. Lại nói tiếp, đại trưởng lão của tiểu cực cung từ xưa đến nay đều là lấy tên Hàn Ly Thượng Nhân, có thể coi là một ít chứng cứ nói lên tiểu cực cung có chút liên quan với hư thiện điện. Chẳng qua hư thiên đỉnh đã bị lấy đi, bậc thang nơi này sớm trở nên không được đầy đủ trọn vẹn, lưu lại dấu vết đại chiến ngày đó của đám người cực âm lão tổ cùng vạn thiên minh. Có chút ngoài dự đoán của Hàn Lập là, ngân bào nữ tử thế nhưng cũng đang đứng trên đài cao, vẻ mặt trầm ngâm chăm chú nhìn vào cái tế đàn ngày đó. Hàn Lập tiến vào, hiển nhiên kinh động đến nàng, nàng lạnh lùng xoay người nhìn thoáng qua Hàn Lập, bỗng nhiên thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo tinh hồng hướng phía ngoài thạch thai bay đi, trong nháy mắt đã tiến vào trong thông đạo bằng đá. Hàn Lập lẳng lặng nhìn nàng ta rời đi, một chút ý tứ ra tay ngăn cản đều không có, hắn chờ tới sau khi độn quang nàng này thật sự biến mất mới một lần nữa từ từ đi tới chỗ tế đàn, nhìn vào bên trong hư thiên đỉnh động quật vài lần, chậm rãi mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nhưng không biết là nơi để khống chế pháp trận được ẩn giấu cực kỳ cần mật hay là hắn chưa tìm ra được mà cả buổi Hàn Lập vẫn không có thu hoạch gì. Một ngày trôi qua, khắp nơi trong tầng thứ năm đều có dấu vết tìm tòi của Hàn Lập để lại nhưng là hơn nửa ngày sau, hắn ngoại trừ sắc mặt ngày càng âm trầm thì vẫn không tìm thấy chút bóng dáng nào của nơi khống chế pháp trận. Sau một ngày nữa, Hàn Lập vẫn không có thu hoạch gì, tựa lên trên một cây thiết thạch trụ, ngẩn ngơ ngồi tại chỗ suy tính. Chẳng lẽ nơi khống chế pháp trận của hư thiên đỉnh không nằm ở tầng này mà nằm ở một trong bốn tầng còn lại? Hàn Lập tự nhủ, đang lúc thần sắc hắn âm trầm bất định, bỗng nhiên phụ cận bạch quang chợt lóe, một tiếng tư lạp xé rách không gian truyền đến, thân hình ngân bào nữ tử theo đó hiện ra. Hàn lập ánh mắt ngưng trọng, nhìn chầm chầm vào nàng ta không trước mắt. Hắn tin nàng này không vô duyên vô cớ tìm đến, đang muốn nghe xem ý đồ đến của đối phương. Dù sao mấy ngày này này không thấy nàng ta xuất hiện ở tầng thứ 5, chẳng lẽ ở mấy tầng khác tìm được phương pháp đi ra ngoài rồi sao? Thế nào, Hàn Đạo Hữu đã tìm được phương pháp rời khỏi nơi này chưa? Ngân bào nữ tử từ từ hỏi, nếu tìm được rồi, tại hạ sao lại còn phải ở chỗ này? Nghe khẩu khí Đạo Hữu chẳng lẽ có phát hiện gì? Hàn Lập trong lòng bình tĩnh trở lại, dường như trước đây nàng này với hắn chưa từng nói chuyện tử tế với nhau. Nơi này ta đại khái đã nhìn qua toàn bộ, muốn cậy mạnh mà phá vỡ cấm chế ra ngoài thì ít nhất phải hai, ba hóa thần kỳ tu sĩ liên thủ mới được. Hiện tại nơi đây cũng chỉ có hai người ta và ngươi, chuyện này đừng nên nghĩ tới, trong mắt ngân bảo nữ tử thu quang lưu động, chậm rãi nói. Việc này không cần đạo hữu nói ta cũng đã biết, hàn lập trong lòng động dung, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ thờ ơ. Hừ, ngươi chẳng lẽ không phải đang tìm nơi khống chế pháp trận sao ngân bào nữ tử có chút không kiên nhẫn mắt phượng chợt lóe hư lạnh một tiếng khống chế pháp trận hàn mỗ đích xác đang tìm nơi đó phượng tiên tử có gì chỉ giáo sao hàn lập thần sắc khẽ đổi thừa nhận nói thế thì tốt rồi nơi khống chế pháp trận ta đã tìm được rồi nhưng muốn rời khỏi nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng hơn nữa bây giờ ta muốn hỏi ngươi hai vấn đề nơi này cùng băng phách tiên tử năm đó có quan hệ gì tiểu đỉnh trong tay ngươi có phải là hư thiên bảo đỉnh không? Ngân bào nữ tử hít sâu một hơi, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống. Băng phách tiên tử, nàng là ai, kiên tiểu đỉnh kia, đạo hữu nói nó là hư thiên đỉnh, chính là nó sao? Hàn lập đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức hàm hồ đáp. Ngân bào nữ tử nghe xong lời này, nhìn chằm chằm hàn lập, hàn quang trong mắt chợt lóe. một lúc lâu sau mới lại nói, băng phách tiên tử là thượng của tu sĩ sáng tạo ra kiền lam băng diếm, cũng là tổ sư khai phái của tiểu cực cung, Nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ đối với việc này thật sự hoàn toàn không biết gì cả, nhưng sự tình hư thiên đỉnh, tốt nhất là ngươi hãy nói cho rõ ràng, nếu tiểu đỉnh kia là hư thiên đỉnh thì chính là vật dùng để khống chế pháp trận, còn nếu không phải thì nói với ngươi cũng không có tác dụng gì, ta tất nhiên sẽ không nói ra nơi đó cho ngươi. Hàn Lập vẻ ngạc nhiên lóe lên, sau khi hơi cân nhắc, cũng không tiếp tục do dự nói. Nếu đạo hữu đã nói vậy thì ta cũng không có gì giấu giếm, tiểu đỉnh kia chính xác là hư thiên đỉnh không biết là nơi khống chế pháp trận rốt cuộc nằm ở đâu. Tốt lắm, nếu đạo hữu thừa nhận, vậy đi theo ta, bây giờ chúng ta nếu muốn rời khỏi nơi này chỉ còn cách liên thủ một lần, trước khi rời khỏi nơi này, ân ó ẩn của ta và ngươi tốt nhất gác lại một bên, nếu không vô luận là ai cũng không thể một mình rời khỏi đây. Ngân bào nữ tử chấn định trở lại, không có chút ý muốn trả lời hàn lập, lập tức thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo tinh quang thẳng đến thông đạo đá mà đi. Hàn lập nhướng mày, nhưng không nghĩ nhiều cũng hóa thành một đạo thanh hồng theo sát. Nhưng chỉ phi độn trong chốc lát, Hàn Lập liền lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bởi vì tinh quang dẫn đường phía trước rõ ràng là hướng về phía Hàn Ly Thai mà bay đến, nơi đó hắn đã tìm tòi vô số lần, làm sao còn có thể có vật gì đó mà không bị phát hiện. Chẳng qua nữ tử phía trước một chút ý tứ dừng lại đều không có, Hàn Lập cũng chỉ có thể cưỡng chế sự kinh nghi trong lòng, một đường bay theo. Một lúc sau, tinh quang sau khi xoay một vòng quanh đài cao cuối cùng cũng dừng lại trên tế đàn, hào quang chợt tắt hiện ra thân ảnh thướt tha của ngân bào nữ tử. Phượng đạo hiếu, người có tìm sai địa phương không? Nơi khống chế pháp trận thật sự ở trong này. Hàn lập đồng dạng cũng hạ xuống trên đài, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tìm sai địa phương, hắc hắc, bổn cung cho dù nhắm mắt lại cũng có thể tìm ra nơi khống chế pháp trận kia, ngân bào nữ tử khinh thường nói. Lời này có ý tứ gì? Hay là đạo hữu trước đây đã tới nơi này? Hàn lập trong lòng cả kinh, ta chưa hề đi qua nơi này. Chẳng qua băng lan đảo nơi băng phượng nhất tộc chúng ta sinh sống, có một tòa thạch thai giống với nơi này mà thôi, kể ra mà nói, bảo đỉnh của ngươi cũng có chút quan hệ sâu xa với băng phượng nhất tộc chúng ta. Ngân bào nữ tử cười lạnh nói, nàng không đợi hàn lập kinh ngạc xong, lập tức bay lên, hai tay bỗng nhiên hướng một chỗ trên không trung tế đàn điểm vài cái. Nhất thời trên không truyền đến vài tiếng giòn vang nghe như đồ sứ vỡ vụn, mấy đoàn bạch điểm trói mắt hiện lên trên không trung, sau đó mấy quang điện run lên, trong nháy mắt bành trướng ra gần bằng một bánh xe nhỏ, vài cái bạch sắc quang điện này ở trên không trung đồng thời chớp động không ngừng, cuối cùng dung hợp lại làm một, trở thành một quang cầu thật lớn. Hàn lập hé miệng, trên mặt không che dấu vẻ khiếp sợ. Ngân bào nữ tử liếc mắt nhìn hàn lập một cái, rồi lại thản nhiên tiếp tục thi pháp, mười ngón tay chuyển động nhanh, từng đạo từng đạo pháp quyết bay vào bên trong quang cầu rồi biến mất. Cuối cùng trong quang cầu vang lên một tiếng thật lớn, rồi đột nhiên hóa thành hơn 10 cái trận kỳ trắng như tuyết mỗi cái đều dài năm sáu thước, mặt trên thêu một ít thượng cổ hoa văn khó hiểu. Các trận kỳ này ở trên không quay tròn rồi hóa thành hơn 10 đạo bạch hồng trói mắt hướng tới bốn phía bắn đi, chợt lóe lên rồi tiến vào trong lòng đất mất tâm. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Hàn Lập liên tiếp chấp động, trên mặt mơ hồ lộ ra một thoáng giật mình. Mà đúng lúc này, toàn bộ Hàn Ly Thai phát ra tiếng nổ vang dội, sau một trận rung động kịch liệt, lấy tế đàn làm trung tâm hiện ra một cái pháp trận cơ hồ trải rộng toàn bộ thạch thai, trên mặt pháp trận linh quang đủ màu chất động không ngừng. chương 1123, khốn địa tiềm tu. Pháp trận hiện lên trong nháy mắt, hai người liền bay lên trên không chung, từ trên nhìn xuống dưới. Hàn lập quan sát một lúc, liền khẳng định pháp trận trước mắt đích thực là pháp trận khống chế của hư thiên điện. Hơn nữa ở trung tâm pháp trận có thể thấy được một cái đồ án độc nhất vô nhị giống với trên hư thiên đỉnh. Hắn hồi tưởng một chút về tình hình lúc mở ra huyền ngọc động của hư linh điện này. Cái pháp trận phòng ấn huyền ngọc động kia Tựa hồ cũng dùng cùng một loại cấm chế với nơi này, chẳng qua pháp trận trước mắt này lớn hơn 10 lần, hơn nữa phức tạp và thâm ảo hơn nhiều. Người trước kia cũng đã gặp trận pháp kiểu này, ngân bào nữ tử tựa hồ chú ý tới một tia dị sắc trên mặt Hàn Lập, pháp quyết trong tay thu lại hướng Hàn Lập hỏi: "Ta ở nơi nào đó trong tiểu cực cung gặp qua một trận pháp giống thế này." Hàn Lập cũng không có ý giấu giếm, nhàn nhạt nói: "Thì ra là thế, như vậy cũng tốt, phương pháp thao túng trận này ngươi hẳn là cũng biết một ít sao?" Người có thể nhận biết hư thiên đỉnh có thật là pháp khí khống chế pháp trận không? Ngân bào nữ tử cũng không tiếp tục truy vấn Hàn Lập, ngược lại còn bảo hắn ra tay. Hàn Lập do so dự một chút, rồi gật đầu khẽ hé miệng ra, nhất thời một hiện ra một đoàn thanh quang hướng trung tâm pháp trận bay đến, bên trong đúng là hư thiên đỉnh chừng mấy tấc. Đương nhiên Hàn Lập tự nhiên sẽ không dồn toàn tâm toàn ý cho việc này, hắn phân nửa tâm tư vẫn cẩn thận để ý nữ tử kia, chỉ cần đối phương có một tia ý niệm muốn đoạt bảo sẽ lập tức thu hồi đỉnh này lại. Hư thiên đỉnh bay đến trung tâm cự đại pháp trận, dưới sự điều khiển của Hàn Lập liền ngừng lại, vừa lúc khớp với đồ án cự đỉnh phía dưới. Đúng lúc đó, đồ án cự đỉnh phát sáng mạnh, đột nhiên từ giữa bay ra một đạo thanh sắc quang trụ, đem hư thiên đỉnh trên không trung gắn vào trong đó. Hàn Lập chỉ cảm thấy thần niệm chấn động, lại một lần nữa mất đi liên hệ cùng đỉnh này, sắc mặt hắn không khỏi đại biến, ánh mắt vội vàng nhìn thoáng qua ngân bào nữ tử bên kia, thấy nàng vẫn chưa có bất cứ hành động dị thường nào, lúc này trong lòng hắn mới an tâm tiếp tục xem biến hóa của pháp trận và hư thiên đỉnh. Bị bao vây trong thanh quang, hư thiên đỉnh bắt đầu phát ra tiếng ong ong, hình thể trở nên cuồng trướng. Một lát sau, đỉnh này đã to bằng cái đồ án phía dưới, đồng thời trên đỉnh các chủng loại hoa điểu trùng ngư cũng bắt đầu trôi nổi huyễn hóa ra, Hàn Lập chỉ cảm thấy tâm thần nhất động, lại liên lạc được với cự đỉnh, chẳng qua lúc này, hắn lập tức cảm thấy được pháp lực trên người hướng cự đỉnh mà điên cuồng dốc xuống. Hàn Lập sắc mặt không khỏi đại biến, nhưng vào lúc này, ngân bào nữ tử đột nhiên hai tay bấm lại niệm thần chú, hướng về trung tâm pháp trận điểm một cái. Một cột sáng linh lực màu trắng bắn ra, chợt lóe lên rồi nhập vào trong đồ án cự đỉnh. Hàn lập nhất thời cảm thấy được tốc độ trôi của pháp lực trở nên chậm hơn, nằm trong phạm vi chấp nhận được, thần sắc lúc này mới khôi phục lại. Nếu khiến hắn nghi ngờ thì sẽ sớm trước hết ngừng truyền linh lực, đồng thời thu hồi hư thiên đỉnh. Chẳng qua vào lúc này hư thiên đỉnh dường như là một con động không đáy, không ngừng cắn nuốt pháp lực của hắn và ngân bào nữ tử. Trải qua một lúc, sau khi pháp lực hàn lập chỉ còn lại phân nửa, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Mà lúc này pháp trận phía dưới chuyển đến tiếng gầm rú, một ít ký hiệu bắt đầu chấp động hiện lên, nhưng hào quang mỏng manh dị thường, bộ dáng chỉ mới kích phát một chút. Không được, pháp lực ta và ngươi hai người không đủ để mở ra pháp chân này. Ngân bào nữ tử thần sắc biến đổi nói, pháp quyết trong tay thu lại, thanh sắc quang trụ liền tán loạn. Hàn lập sau khi nhướng mày, đồng dạng thu hồi pháp lực, Thân thủ hướng cự đỉnh xa xa vẫy tay một cái. Hư Thiên đỉnh sau khi nhoáng lên một cái, từ trong cột sáng bắn ra, sau đó kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt khôi phục lại kích thước ban đầu, chợt lóe lên rồi bay vào trong tay áo Hàn Lập. Không chỉ mỗi vấn đề là pháp lực không đủ đâu, pháp trận khống chế này nguyên bản do Hóa Thần Kỳ tu sĩ thao túng, lấy tu vi nguyên ảnh trung kỳ của ta và hậu kỳ của ngươi thì muốn khống chế pháp trận này, căn bản không có khả năng thành công. Hàn Lập nhìn chằm chằm pháp trận phía dưới, cau mày nói: Lúc này, trận nhãn của đồ án cự đỉnh sau khi mất đi hư thiên đỉnh, cột sáng màu xanh do nó phun ra cũng biến mất không thấy, tiếng gầm rú cùng linh quang chấp động trên pháp trận cũng dần dần trở nên thu liếm, cuối cùng hoàn toàn yên lặng trở lại, trở nên giống như vật chết. Cũng không nhất thiết phải là hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể khu động pháp trận này, nếu có vài nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liên thủ cũng đủ để khống chế pháp trận này, sau một lúc lâu trầm mặt, ngân bào nữ tử mới mở miệng nói. Đạo hữu đang đùa phải không? Cho dù bốn gã hậu kỳ tu sĩ cũng không ngăn được một bàn tay hóa thần kỳ tu sĩ, tranh lệch hai bên to lớn thế nào, đạo hữu hẳn là rất rõ ràng. Hàn lập ngẩn ra, vẻ mặt không tin, nếu bàn về thần thông, hóa thần kỳ tu sĩ có thể điều động thiên địa nguyên khí thì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng ta có một lọ ai bí thuật có thể đem pháp lực vài tên tu sĩ tạm thời dung hợp làm một, nếu dùng phương pháp này sử dụng hư thiên đỉnh, hẳn là có thể mở ra được pháp trận này, ngân bào nữ tử mắt phượng chợt lóe, có vài phần tự tin nói. Có loại bí thuật này, đạo hữu có phải nhìn chúng ngũ tử ma của ta và con khôi lối kia phải không?" Hàn Lập hơi suy nghĩ rồi nói, "Lạc lạc, đạo hữu thật sự rất thông minh, ý ta chính là như vậy. Ngũ ma hợp thể cùng con khôi lối kia, cộng thêm cả ta nữa, hẳn là có mấy thành nắm chắc." Ngân bào nữ tử khẽ cười, dáng vẻ lạnh như băng biến mất, bỗng chốc trở nên rất thiên kiều bá mị, phảng phất như thay đổi thành một người khác. Hàn Lập đối với tuyệt thế dung nhan nàng ta lại như không thấy, ngược lại trở nên trầm ngâm cân nhắc đạo hiếu vừa rồi không nói đến tên tại hạ chẳng lẽ tại hạ không thể thi triển bí thuật này hay sao hắn cuối cùng hỏi đúng là chỉ sợ không được bí thuật này phải là tu sĩ cùng cảnh giới mới có thể hợp lực thi triển hơn nữa để có thể không chế cố pháp lực hỗn hợp này phải là người có tu vi cao nhất trong đó đạo hiếu tuy rằng tu vi hơn xa so với trung kỳ tu sĩ bình thường nhưng so với hậu kỳ tu sĩ còn kém hơn không ít ngân bào nữ tử khẽ mỉm cười nói hư muốn sử dụng hư thiên đỉnh phải tu luyện thông bảo quyết ý của ngươi là muốn ta giao ra hư thiên đỉnh. Hàn lập sắc mặt trầm xuống, hư lạnh một tiếng, linh bảo tự nhiên rất chân quý, nhưng các hạ không nghĩ đến việc cả đời sẽ bị khốn tại nơi đây sao. Băng phượng thần sắc không thay đổi trả lời, đừng vọng tưởng việc này, ta tuyệt đối không đáp ứng. Ngân bào nữ tử thấy Hàn Lập không do dự trả lời như thế, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức Ngọc Dung khẽ động, mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc đó, Hàn Lập lại lạnh lùng mở miệng, Nói cho Phượng Đạo Hữu một việc, nơi này cứ cách 300 năm sẽ tự mở ra một lần, cho dù chúng ta không làm gì thì nhiều lắm cũng bị nhốt một khoảng thời gian thôi, đến lúc đó vẫn có thể bình yên rời đi, mà tại hạ cũng đã thay đổi chú ý, không muốn vội vàng rời khỏi nơi này nữa mà muốn ở đây hảo hảo tu luyện một phen, hắc hắc, đương nhiên nếu Hàn Mỗ may mắn đột phá hậu kỳ cảnh giới, đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm đạo hữu thương lượng giải quyết cho tốt việc này. Nói xong lời này, trên người Hàn lập linh quang chợt lóe. Trật hóa thành một đạo thanh hồng hướng phía ngoài thạch thai mà bắn nhanh đi, trong nháy mắt biến mất trong một cái thông đạo đá ở xa xa. 300 năm mở ra một lần, ngân bào nữ tử vừa nghe xong lời này, trong lòng kinh hỉ, lời kia căn bản đã ra tới miệng, nhất thời nuốt trở vào, tuy rằng mất đi một cơ hội cướp lấy linh bảo của đối phương, nhưng là biết mình không bị vây khốn vĩnh viễn ở đây thì cũng tắt cái ý muốn kia. Nàng không sợ hàn lập lừa gạt, dù sao thì hai, 300 năm đối với thọ nguyên của thiên địa linh thú như nàng mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Mà chiếu theo tính toán ban đầu, nàng có một lọ ai bí thuật tự hại chính mình, có thể giúp chính mình tăng lên tu vi hóa thần kỳ, từ đó có thể dễ dàng đánh chết hàn lập, đoạt lấy hư thiên đỉnh. Nhưng thi triển loại bí thuật này chẳng những cực kỳ hà khắc, hơn nữa tổn hại rất lớn. Chẳng những chỉ có thập cấp yêu thú của băng phượng nhất tộc mới có thể thi triển, hơn nữa sau khi thi triển cơ bản hao tổn rất nhiều tinh nguyên, 89 phần 10 sẽ mất đi cơ hội tiến giai hóa thần kỳ, đối với người đã sớm đạt tới chuẩn hóa thần kỳ, có điều kiện rất tốt để đột phá hóa thần kỳ như nàng thì hậu quả đó thật khó chấp nhận được. Lại nói tiếp, nàng ta cũng là phi thường buồn bực, nàng nguyên bản bởi vì vấn đề thọ nguyên nên đã tính toán sắp tới sẽ tiến giai hóa thần kỳ, nhưng sau khi được hóa thân xa lão yêu mang đến tin tức về điểm nối không gian, liền vội vàng tham gia tấn công tiểu cực cung, cho nên bây giờ vẫn còn dừng lại ở tu vi nguyên anh hậu kỳ. Đương nhiên nếu ở chỗ này trực tiếp tiến giai lên hóa thần cũng là một lựa chọn không tồi, một khi tiến giai thành công, chẳng những có thể đánh chết Hàn Lập, còn có thể đoạt được linh bảo hư thiên đỉnh rồi rời khỏi nơi này, nhưng là sự tình băng phượng tộc có chút đặc thù, phải ở thánh địa bổn tộc băng nguyên đảo cử hành nghi thức đặc thù nào đó mới có thể tiến giai. Nếu không cho dù tiến giai thành công, tu vi từ nay về sau cũng sẽ không tăng, sau khi có hy vọng rời khỏi nơi này, nàng tự nhiên sẽ không mạo hiểm tiến giai ở đây. Đương nhiên Hàn Lập cũng không biết việc này, nhưng là sợ đối phương chó cùng rứt rậu, cho nên mới để lộ ra chuyện hư thiên đỉnh 300 năm mở ra một lần, chỉ cần nàng này có một tia hy vọng, sẽ không dễ dàng cùng hắn không chết không thôi. Đương nhiên câu cuối cùng đột phá hậu kỳ hắn nói lúc nãy, tự nhiên là thuận miệng mà nói thôi. Ngân bào nữ tử do thập cấp băng phượng kia cũng không chút để ở trong lòng. Muốn đột phá hậu kỳ nào có thể dễ dàng như thế? Thế gian này không biết bao nhiêu nguyên anh trung kỳ tu sĩ không thể bước qua nổi một bước này, cả đời chỉ dậm chân lại tại chỗ. Ngân bào nữ tử trên thạch hai cân nhắc nửa ngày, trong miệng thì thào một câu. Cũng được ta còn vài lọ ai bí thuật chưa luyện thành, không bằng nhân cơ hội này tu luyện chúng, nếu có thể tu luyện thành công, như vậy khi đối đầu với người này có thể nắm chắc thêm hai phần thủ thắng. Sau khi nói xong lời này, nàng dậm chân ngọc, nhất thời hóa thành một đạo tinh hồng, hướng về một cái thông đạo đối diện cái hàn lập mà phi độn đi. Nàng cũng tính toán tìm một thạch thất thích hợp để hảo hảo bế quan tu luyện một chút. Nửa ngày sau, hàn lập thân ở trong một gian mật thất lớn 40 trượt, hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà trước người hắn có một cái thủy trì màu trắng ngà chừng mười trượng, bên trong linh khí lượn lờ bốc lên mùi thơm ngát sông vào mũi, đúng là thần bí mật thất tầng thứ hai mà ngày đó Hàn Lập gặp nguyên giao. Nơi này chẳng những phi thường bí ẩn, lại còn có một cái linh nhãn chi tuyền lớn như vậy, tự nhiên là một nơi tuyệt hảo để tu luyện, chẳng qua vì để phòng ngừa vạn nhất, Hàn Lập đem cái truyền tông trận kia tạm thời phong ấn, làm cho nó tạm thời không sử dụng, sau đó lại dùng một ít trận kỳ che đậy cả mật thất này. Dưới tình huống cấm thần cấm chế vẫn đang tác dụng lên cả cự tháp, cho dù con thập cấp băng phượng kia có ý định tìm nơi này chỉ sợ cũng không phải là việc dễ dàng. chương 1124 Thiên Triệu, thật lòng mà nói, Hàn Lập căn bản cũng không muốn lưu lại nơi này lâu mà muốn trước hết trở về Thiên Nam để giải trừ phong hồn chú phong ấn Nam Cung Uyển. Nhưng đem hư thiên đỉnh cho ngân bào nữ tử, căn bản là tự tìm đường chết, còn băng phượng kia có tu vi tương đương hậu kỳ tu sĩ, có thể tu luyện đến tầng thứ hai thông bảo quyết. Đến lúc đó thì khi cùng đối phương tranh đấu, hắn cho dù có khôi lỗi và ngũ ma cùng liên thủ cũng không thể địch lại. Loại sự tình ngu ngốc này, hắn tự nhiên sẽ không làm. Cũng may Nam Cung Uyển đã dùng qua nội đan hỏa thiềm thú, cho dù không thể hoàn toàn giải trừ phong ấn nhưng để trì hoãn phong hồn chú phát tác thì trong vòng 2, 300 năm tuyệt đối không có vấn đề gì. Do đó, hắn cũng chỉ có thể thay đổi ước nguyện ban đầu, trước hết lẳng lặng tu luyện trong này. Hiện tại Hàn Lập hai mắt nhắm nghiền, trừ bỏ trước ngực có một tia phập phồng như có như không thì không khác gì người chết nhưng vì sương mù màu trắng ngà do linh nhãn chi tuyển phát ra lại dường như có một sức lôi kéo nào đó mà từ từ thổi về phía hàn lập làm cho hắn ở trong vũ khí như ẩn như hiện cuối cùng hình thành lên một cái vụ cầu màu trắng ngà hoàn toàn che phủ thân hình hắn bên trong một ngày một tháng một năm thời gian từng chút trôi qua linh vụ màu trắng không ngừng hướng bên cạnh thủy trì tụ lại bạch sắc vụ cầu cũng lẳng lặng nằm ở đó không có chút biến hóa dường như vật ấy từ khi thiên địa sinh ra đã nằm ở nơi đó rồi biến hóa, dường như vật ấy theo thiên địa sinh ra ngày khởi, liền tồn tại như thế địa bình thường. Tu luyện không có năm tháng, chỉ chớp mắt đã trôi qua 80 năm, vào một ngày, trên bến cảng một đảo nhỏ, một vài con thuyền lớn có, nhỏ có đang đi đi lại lại, lại có một ít tu hành giả trên không trung đang bay vào bay ra tòa thành. Ngoại trừ chỗ duy nhất này ra, toàn bộ tứ phía tòa thành này đều đã bị cấm chế che đậy. Điều này cũng tạo thành cảnh tượng phồn vinh của bến cảng này. Ở một nơi bên cạnh bờ biển, có vài tòa núi lớn nhỏ khác nhau, thưa thất giải rác, mà trên ngọn núi cao nhất có một dãy công trình lầu các màu trắng nhạt. Đừng nói là tinh xảo phong nhã, thậm chí các lầu các này đều dùng cự thạch thô to xây thành, tạo nên vẻ quê mùa, cục mịch. Mà trên tầng cao nhất của một các lâu cao ba tầng, một gã lam bào tu sĩ và một gã thư sinh áo trắng đầu mang nho quan, đang một mặt nhìn tình hình cảng, một mặt đàm luận chuyện gì đó. Minh Sư Huynh, nghe nói nghịch tinh minh cùng tinh cung ở đảo phụ cận lại đại chiến một hồi, có một tên kết đan tu sĩ nghịch tinh minh tử trận, xem ra nghịch tinh minh vừa bị nếm quả đắng. Tiểu khuy, tên thư sinh kia thản nhiên nói, khổ, mấy năm qua, xung đột của tinh cung và nghịch tinh minh trở nên thường xuyên, xem ra chàng đại chiến tiếp theo không xa đâu, mà cũng thật kỳ quái, xét về thế lực rõ ràng nghịch tinh minh chiếm thượng phong. Nội hải 26 đảo nhỏ, nghịch tinh minh ước chừng chiếm cứ hơn 20 tòa, nhưng luận về số lần thắng bại, trái lại tinh cung lại chiếm đa số lần thắng. Lam bảo đạo sĩ thở dài nói hắc hắc việc này không có gì kỳ quái thiên tinh song thánh bởi vì tu luyện nguyên từ thần quang chỉ cần không rời xa thiên tinh đảo cơ hồ là bất bại huynh không nghe nói lần đại chiến lần trước lục đạo cực thánh cùng vạn tam cô liên thủ cũng vẫn bị thiên tinh song thánh ở phụ cận thiên tinh đảo đánh cho thảm bại sao chẳng qua thiên tinh song thánh cũng không dám rời xa thiên tinh đảo một thời gian dài nếu không tu vi sẽ giảm mạnh từ đó hai nhà này có kỳ lẫn nhau chỉ làm cho mấy tiểu tông môn chúng ta xui xẻo thư sinh cười lạnh Điều này cũng đúng thôi, bị hai nhà này thường xuyên phái đi làm việc cũng không có gì, tùy tiên phái vài tên đệ tử cấp thấp ứng phó một chút là được, nhưng trước kia chỉ cần cống nạp cho một nhà, hiện giờ lại phải cho cả hai nhà, bây giờ thật khổ hết sức. Lam Bào đạo sĩ vẻ mặt buồn bực nói: "Ha ha, Minh sư huynh thật đúng là lo nghĩ nhiều, sự tình bậc này không phải là hai đệ tử trúc cơ kỳ như chúng ta có thể quản tới, tự nhiên có các vị sư bá, sư tổ lo lắng, chỉ cần có sư tổ ở đây." hai nhà kia cũng sẽ không ép bức bổn môn quá mức, mà chúng ta chỉ cần qua hai năm chấp sự này rồi phản hồi động phủ của mình dốc lòng tu luyện là được. Sư huynh, lần trước khi bế quan xong, đệ đã mơ hồ cảm thấy có thể đột phá cảnh giới, tiến vào trúc cơ trung kỳ rồi, thư sinh đột nhiên trên mặt lộ một tia đắc y nói. Cái gì, sư đệ nếu có thể trong vòng trăm năm thời gian tiến dai lên trung kỳ, đây chính là thiên phú hơn người. Vi huynh ở trung kỳ cảnh giới mệt nhọc gấp 10 lần mà vẫn không có chút dấu hiệu đột phá nào, Lam Bảo đạo sĩ nghe vậy ngẩn ngơ, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Minh sư huynh nói đùa rồi, ai cũng biết sơ kỳ bình cảnh và trung kỳ bình cảnh chính là cách biệt một trời một vực, tiểu đệ sau khi tiến vào trung kỳ, 89 phần 10 còn không bằng sư huynh đâu, thư sinh liên tục xua tay. Lam Bảo đạo sĩ nghe vậy, cười khổ một tiếng, đang muốn nói gì nữa thì một tiếng nổ như xét đánh từ chín tầng trời truyền đến, toàn bộ lầu các trở nên chấn động kịch liệt. Hai người nhất thời cả kinh, liếc mắt nhìn nhau rồi vội vàng hướng cảng khẩu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời cách cảng hơn 10 lý mơ hồ như có một đám mây lớn diễm lệ như ánh nắng buổi chiều không ngừng quay cuồng, ngay sau đó chuyển đến từng đợt thanh âm oanh oanh long long như có vạn mã bôn đằng, mà theo âm thanh này, mặt biển phụ cận bỗng nhiên hiện lên một con sóng cao hơn trăm trượng, một cái ngân sắc bạch tuyến từ xa xa hướng cảng khẩu đánh tới. Lần này, các con thuyền neo đậu ở cảng đều nháo loạn, liều mạng cập bến tàu, vô số phàm nhân từ trên thuyền chạy ra, hướng trên bờ mà chạy bán sống bán chết. Dưới con sóng khủng khiếp như thế, Bất kỳ ai giờ cũng biết giờ phút này còn cố trụ lại trên thuyền thuần túy là muốn chết. Thuần túy là muốn chết mà thôi. Về phần các con thuyền này và các loại hàng hóa trên thuyền thì cũng chỉ có thể dựa vào số trời. Làm bảo đạo sĩ và thư sinh đối với con sóng lớn trăm năm khó gặp lại như không nhìn thấy, ngược lại vẻ mặt khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm mây mù quay cuồng trên không trung phía xa xa. Một lát sau, hai người đứng dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Không riêng gì hai người bọn họ, cả những tu tiên giả đang ra vào ở cảng giờ phút này mỗi người sắc mặt cũng đại biến những người tu vi thấp không có pháp khí độn quang đều từ không trung vội vàng hạ xuống mặt đất linh áp truyền đến từ trong đám mây mù diễm lệ thật sự quá kinh người bọn họ cho dù cách xa đám mây mù đó nhưng cũng bị linh khí giao động kia làm cho kinh hãi phảng phất như có thượng cổ yêu thú gì đó sắp xuất hiện yêu thú sắp buông xuống thế gian bình thường lúc này chẳng những kiến trúc gần cảng khẩu chấn động dữ dội mà toàn bộ cự đảo dường như cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng run rẩy làm bảo đạo sĩ và thư sinh đã trở nên miệng lưới khô cứng, bất cứ từ ngữ gì cũng không thốt ra được. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía trong đảo bay vụt ra ba đạo cầu vòng kinh người, trong nháy mắt đã bay đến trên không lầu các, sau khi xoay quanh một vòng liền phân biệt tiến nhập vào trong tầng chót. Hào quang chờ tắt, hiện ra một nữ hai nam, phân biệt là một gã hoàng bào đại hán khỏe mạnh, một gã thanh sam lão giả sầu mi kiếm khổ và một nữ tử quyến rũ. Tham kiếm nhất vị sư bá, vừa thấy ba người này, Đạo sĩ và thư sinh rốt cuộc khôi phục một ít thái độ bình thường, vội vàng hành lễ. Rốt cuộc sao lại thế này? Hoàng bào đại hán khoát tay chặn lại, thần tình ngưng trọng hỏi. Sư điệt cũng không biết chuyện gì, bầu trời bên kia đột nhiên xuất hiện hiện tượng như vậy, hai người chúng ta đang muốn gửi truyền âm phù thông báo cho mấy vị sư bá đây, làm bảo đạo sĩ nhanh chóng khôi phục bộ dáng, kính cần nói. Kỳ thật không cần đạo sĩ nói một gã kết đan tu sĩ mới tới đã sớm đồng dạng nhìn chằm chằm không trung xa xa một lời cũng không nói đấy là cái gì chẳng lẽ có cao gia yêu thú gì ở bên kia không trung thôn vân thổ vụ sao nữ tử quyến rũ kia nhíu đôi mi thanh thú hỏi không phải bên trong mây mù cũng không có yêu khí xuất hiện không phải yêu thú hơn nữa có thanh thế bậc này thì yêu thú đó tối thiểu phải là đẳng cấp hóa hình trở lên căn bản không thể xuất hiện ở nội hải thanh sam lão giả hai mắt nhíu lại lắc lắc đầu người hai mắt nhíu lại hạ lắc lắc đầu, chẳng lẽ là vị nguyên anh kỳ tiền bối nào đó ở trong kia thi pháp, đại hắn cũng kinh nghi hỏi, tựa hồ không có khả năng này, mà công của các nguyên anh kỳ lão quái theo ta biết thì không nghe nói có loại công pháp bằng môn tả đạo thôn vân thổ vụ bậc này, thoạt nhìn có vẻ như là dấu hiệu thiên triệu khi có bảo vật xuất thế, hít sâu một hơi, lão giả trịnh trọng nói, nếu thực sự như lời huynh nói, thiên triệu lợi hại bậc này thì bảo vật kia chắc chắn không tầm thường, bổn môn nhất định không thể dễ dàng buông tha, nữ tử kia vừa nghe thấy lời này hai mắt sáng người nói. Đại hán vừa nghe thấy lời này, trên mặt cũng dục dịch lộ ra biểu tình. Cái gì bảo vật xuất thế, ta thấy các ngươi chán sống rồi, một tiếng giả nuôi đột nhiên quanh quẩn vang lên trong phòng. Mấy người lão giả vừa nghe thấy lời này, nhất thời cả kinh, vội vàng thu tay đứng dậy. Lập tức một đạo lam mang hiện ra, hào quang trói mắt lóe lên, tiếp theo một gã trung niên nhân cao gầy xuất hiện ở trong phòng. Tham kiến sư tsu sắc si chấm ba người kia đồng thanh nói làm bào đạo sĩ và thư sinh sau khi cả kinh, vội vàng hành đại lễ, Miệng Liên Thanh nói tham kiến sư thúc tổ. Lúc này mới thấy rõ ràng, người trung niên nhân này sắc mặt vàng như nến, hai mắt xám trắng, đích thị là một người mù. Hừ, các ngươi to gan thật, cho dù thật sự là bảo vật xuất thế, trọng bảo bậc này cũng không phải là vật mà các ngươi có thể chiếm lấy, nếu may mắn chiếm được cũng chỉ là đưa tới họa sát thân mà thôi. Theo ta được biết hỗn lão ma trùng hợp đã ở gần đây, hiện tượng thiên văn như thế hắn không có khả năng không nhìn thấy trung niên nhân mặt vàng như nến không chút thay đổi âm thanh lạnh lùng nói, hai mắt xám trắng lập tức nhìn về phía thải hà quay cuồng phía xa xa, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Mấy người đại hán nghe thấy ba chữ hỗn lão ma thì sắc mặt trở nên đại biến, nháy mắt vẻ mặt trở nên phi thường khó coi. Cho dù chúng sư điệt không thể lấy được bảo vật này, chẳng lẽ sư thúc người cũng không thể giành lấy bảo vật này sao, nữ tử quyến rũ kia vẫn không cam lòng nói. Nếu thật sự là bảo vật gì đó, ta tự nhiên sẽ cố gắng thử một lần, người khác sợ hỗn lão ma còn ta lại muốn đấu một trận, chẳng qua đáng tiếc là, việc này 89 phần 10 đều không phải là thiên triệu bảo vật xuất thế, trung niên nhân đờ đẫn nói. Những người trong phòng lại được một trận ngạc nhiên, nhưng đúng lúc này, không trung xa xa bạch mang trói mắt hiện lên, đem đám mây màu sắc rực rỡ kia trong nháy mắt trở nên trói lòa, mọi người trong lầu các ngoại trừ trung niên nhân kia, ai cũng phải nhắm hai mắt lại. Mà ngay đúng lúc đó, xuất hiện một trận vặn vẹo không gian lan đến non nửa không gian, tiếp theo linh áp không lồ còn cường đại hơn lúc trước xuất hiện, một tòa kiến trúc như cung điện trắng noãn quỷ dị hiện lên ở một góc, như ẩn như hiện, còn tản ra ánh sáng trong suốt nhàn nhạt. chương 1125, Hậu Kỳ Sơ Thành Tên trung niên nhân tựa hồ là người mù kia nhìn thấy cảnh này, trên mặt khẽ động, thất thanh kêu lên. Hư thiên điện, không thể nào, từ lần mở ra trước đến giờ căn bản không thể tới 300 năm. Người này cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch cung điện trên không trung không phải nó thì là cái gì? Hiện tại chưa tới thời gian đã hiện ra, thật sự có chút quỷ dị, bất quá, kể cả thật sự là hư thiên điện, nếu không có hư thiên tản đồ cũng căn bản vô phương tiến vào trong đó. a à, đó là cái gì? Đã có người đến, trong lúc trung niên nhân đang kinh nghi, đột nhiên một mảnh hỏa vân từ phía chân trời cuồn cuộn bay đến, tổn tốc vô cùng nhanh, tựa hồ cũng là phát hiện điều khác thường trên không trung nên muốn bay đến thăm dò cung điện. Trung niên nhân hai mắt xám trắng nhìn thấy thanh thế hỏa vân như thế, sắc mặt hơi đổi, vốn là đồng dạng cũng muốn phi độn qua đó, nhất thời thay đổi suy nghĩ, chỉ là ở sâu trong mắt ngược lại lóe lên một tia hàn ý. Mắt thấy hỏa vân thanh thế kinh người đã đến phía trước cung điện, bỗng nhiên một góc cung điện đang ẩn trong bạch quang kia chợt lóe lên ngũ sắc quang mang, một đạo cột sáng to thô màu xanh phun ra, trực tiếp bắn lên trên đại hải. Trên mặt biển ngoài khơi nhất thời xuất hiện một cái đại động đen tuyền sâu không đáy, cột sáng chiếu đến đâu nước biển tách ra đến đấy, hình thành nên một xoáy nước lớn nhưng lại xuất hiện một thêm một màn khó tin. Ở giữa cột sáng, một cái bạch sắc pháp trận đường kính mấy trượng không chút dấu hiệu nào hiện lên bên trong, tiếp đó trên pháp trận này quang hoa chợt lóe, một nam một nữ và một cái cự đỉnh màu xanh vụt hiện hình ra, chỉ là hai người kia vẫn đứng yên không nhúc nhích tại chỗ, bộ dáng tựa hồ nhất thời bị nhốt ở bên trong cột sáng. Mà hỏa vân kia đã bay đến gần đó, nhìn thấy cảnh này liền dừng lại, dường như đang bối rối không biết phải làm gì. Nhưng đúng lúc đó, từ trong bạch sắc quang đoàn truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, cung điện khổng lồ kia theo đó nhoáng lên, lập tức bạo phát ra không gian ba động, sau đó dưới bạch quang chói mắt, cự điện ở trên không trung liền quỷ dị biến mất không thấy. Cột sáng màu xanh sau khi lóe lên vài cái, đồng dạng cũng tán loạn biến mất, trên không trung chỉ còn lại cặp nam nữ kia và cự đỉnh đang trôi nổi tại chỗ. Việc đó khiến người trong hỏa vân tựa hồ cảm thấy một chút không ổn, tiếng gầm rú nổi lên, lập tức theo con đường lúc mới đến mà bắn nhanh lùi đi. Nhưng đúng lúc đó, ngư tử kia nhướng đôi mi thanh tú lên, ống tay áo khẽ rung. Hơn trăm khẩu kiếm quang trong suốt từ trong ống tay áo tuôn ra, trong nháy mắt hơn phân nửa không đều là hàn quang âm trầm, nhằm hướng Hỏa Vân quét nhanh tới. Kiếm quang độn tốc nhanh vô cùng, lóe lên vài cái đã dễ dàng đuổi tới phía sau Hỏa Vân, sau đó nhằm đúng hướng Hỏa Vân điên cuồng chém xuống. Từ trong Hỏa Vân truyền ra một tiếng giống to kinh sợ, lập tức Hỏa Vân quay cuồng, từ bên trong mơ hồ có hàn quang chớp động tựa hồ tu sĩ bên trong tế xuất ra bảo vật gì đó nhưng hai bên vừa va chạm hỏa vân liền giống như gặp phải khắc tinh tinh quang màu trắng của hỏa vân tán loạn tan rã vài món bảo vật được tế xuất kia chưa thể hiện được chút huy lực nào đã bị kiếm quang chém làm hai đoạn từ trên không liên tiếp rơi xuống tu sĩ trong hỏa vân hoảng sợ muốn thi pháp đào tẩu nhưng căn bản không có cơ hội hàng trăm thanh kiếm hạ xuống chỉ kịp kêu lên một tiếng hết thảm người này đã bị loạn kiếm phân thây ngay cả nguyên thần cũng cùng chung số phận Từng mảnh quần áo đầy máu từ trên không thi nhau rơi xuống, tên tu sĩ cấp bậc không thấp kia, liền đơn giản như vậy hoàn toàn bị tiêu diệt. Thấy một màn này, chẳng những khiến bọn thanh sam lão giả kết đan kỳ tu sĩ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hoàng, mà đến cả trung niên nhân vẫn một mực tỉnh táo dị thường kia trên mặt cũng hiện lên vẻ sợ hãi. "Sư thúc, trong hỏa vân kia có phải là môn hạ đệ tử nào đó của hốn lão ma không?" Nếu không, thì sao? Đại Hán môi khẽ nhúc nhích vài cái, miễn cưỡng cười một tiếng, muốn nói gì? cái gì môn hạ đệ tử đó chính là hỗn lão ma nếu không phần hỏa đại pháp sao lại có thanh thế lớn như thế hít sâu một hơi trung niên không quay đầu lại khô cằn nói mặc dù trong lòng sớm có hoài nghi nhưng lời trung niên nhân kia vừa thốt ra cũng làm cho ba tên kết đan kỳ tu sĩ phải hít một ngụm khí lạnh hỗn lão ma cũng cùng là nguyên anh kỳ tu sĩ giống như sư thúc sao lại dễ dàng bị diệt sát như vậy hình như ngay cả nguyên anh cũng chưa kịp đột xuất nữ tử xinh đẹp ngạc nhiên nói nét mặt thanh sam lão giả và đại hán đồng dạng cũng hiện lên vẻ khó tin. Trung niên nhân lại một lời cũng không nói, mắt không chấp chăm chú nhìn tình hình phía bên kia. Lúc này, trên không trung đôi nam nữ kia đứng đối diện nhau tựa hồ đang nói vài câu gì đó, rồi nữ tử kia phảng phất cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem phi kiếm trên không trung thu lại, liền hóa thành một đạo tinh hồng dài hơn 10 trượng, bay nhanh rồi biến mất bên cạnh chân trời. Mà tên nam tử kia lắc đầu, hướng phương hướng cảng khẩu liếc mắt nhìn, rồi hóa thành một đạo thanh hồng hơi khó coi bay vụt đến tốc độ bay cũng không quá nhanh một bộ dáng thong thả nhưng hành động của nam tử phía bên kia lại làm cho trung niên nhân họ cam trong lầu các biến sắc trong miệng dồn dập phân phó các ngươi đợi ở chỗ này không nên hành động thiếu suy nghĩ ta đi một lát sẽ quay lại vừa dứt lời trung niên nhân hóa thành một đạo lam quang trực tiếp bay ra khỏi lầu sau khi lơ lửng một lát bên ngoài tòa lầu liền trực tiếp hướng đạo thanh hồng đang bay về phía đảo mà nghinh đón lúc này mọi người trong lầu các nhất thời trở nên ngẩn ngơ, người này nhìn người kia. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy tu sĩ trong hỏa vân cùng bậc với sư thúc bọn họ, giống như một con kiến bị nữ tử kia tiện tay diệt sát, vị nam tử này nếu thật sự là đồng bạn của nữ tử kia thì tu vi tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Bọn họ tự nhiên trở nên lo lắng đề phòng, không chỉ có bọn họ, kỳ thật trung niên nhân họ cam đi nghinh tiếp đạo thanh hồng kia, trong lòng đồng dạng càng thấp thỏm bất an. Bất quá sau khi thấy nữ tử kia xuất thủ, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền lập tức khẳng định nữ tử kia tám chín phần người cùng cấp bậc nguyên anh hậu kỳ như thiên tinh song thánh lục đạo cực thánh một lò ai tồn tại đáng sợ nếu đối phương có chủ tâm ra tay với bọn họ hắn dù muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không thể chạy thoát được dù sao hắn chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần thông thực sự kém đối phương quá xa vì thế hắn chẳng thà cẩn thận một chút chủ động lại đây tránh làm ra vọng động gì khiến đối phương nổi lên sát tâm dưới tình huống như vậy bị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ này mới cắn răng đến đây nginh đón. Hai đạo độn quang ở hai phía ngược nhau, cơ hồ chỉ trong chốc lát công phu là gặp nhau. Quang hoa trên đạo thanh hồng đối diện chợt tắt, thân hình nam tử kia một lần nữa hiện ra. Trung niên nhân họ cam bay đến cách đó hơn 10 trượng đồng giảng cũng dừng độn quang lại, sau đó ngưng thần nhìn qua. Hắn phát hiện người đối diện là một thanh niên mặc thanh bào, tướng mạo bình thường, da tay hơi ngăm đen, đang cười mà như không phải cười nhìn hắn. Thần niệm lóe lên, đồng tử trung niên nhân hơi co lại, nghiêm mặt, hai tay ôm quyền nói. Tại Hà Cam Lâm, Hoàng Sa Môn trưởng lão, xin hỏi tôn tính đại danh của đạo hiếu, có thể cam mỗ đã được nghe qua. Hắn mặc dù xương hô ngang hàng, nhưng khẩu khí lại rất kính cẩn. Thanh niên đối diện nghe thấy thế, hai mắt cũng đánh giá trung niên nhân, cười cười một tiếng. Tại Hạ Hà Họ Hàn, Hoàng Sa Môn hình như trước đây có nghe nói qua một chút, đáng tiếc đã lâu rồi nên không nhớ kỹ lắm, hòn đảo phía trước do quý môn cai quản sao. Tệ môn chỉ là một tiểu môn phái ở loạn tinh hải, đạo hữu không nhớ đến là lẽ dĩ nhiễn, hàn huynh nếu không chê cười, xin mời đến tệ môn nghỉ ngơi, trung niên nhân vừa nghe thấy khẩu khí đối phương có vẻ hiền lành, trong lòng nhất thời buông lỏng, nhưng ngoài miệng vẫn không dám chậm trễ nói. Bởi vì hắn vừa rồi dò xét đã biết, vị này thật sự là hàng thật giá thật, một tên hậu kỳ đại tu sĩ, điều này làm hắn đối đãi cẩn thận. Vị thanh niên này tự nhiên là người khổ tu hơn 80 năm tại hư thiên điện, giờ mới có thể thoát vây, hàn lập. Lúc xưa, hắn dưới sự trợ giúp của linh nhãn chi tuyển kia, sau khi tốn hao một giáp thời gian đem tu vi tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh lại tốn hao hơn 20 năm để củng cố cảnh giới này đạt tới điều kiện đột phá bình cảnh, sau đó trong lòng ôm hy vọng cầu may, tùy tiện thử nghiệm đột phá hậu kỳ bình cảnh. Kết quả xảy ra khiến hắn không còn gì để nói. Hắn dĩ nhiên cơ hồ không gặp chút trở ngại nào, liền giống như nước chảy thành sông, dễ dàng đột phá bình cảnh để tiến vào cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ việc này khiến hắn sau khi đã đột phá thành công trở thành một gã hậu kỳ đại tu sĩ chính mình còn có cảm giác không thể tin được phải biết rằng hắn ban đầu vì đột phá trung kỳ cảnh giới chính là mất sức chín châu hai hổ chuẩn bị vô số các loại linh đan rượu dược để phụ trợ mới có thể thành công mà lần thử nghiệm đột phá hậu kỳ này hắn chỉ là chuẩn bị một ít đan dược bình thường tương trợ căn bản không ôm nhiều hy vọng lại giống như hít thở một lần là thành công luôn hắn tự nhiên giống như đang nằm mơ cảm thấy rất quỷ dị Hắn suy đi nghĩ lại vài lần nhưng không mò ra đầu mối gì khác. Việc này có thể là tác dụng của một mai hóa anh đan lúc ban đầu tu luyện đại diễn quyết hắn phục dụng, hoặc có thể là do lúc trước dùng ngũ sắc châu có công hiệu cải thiện tư chất linh căn do bổ thiên đan biến thành, hoặc cũng có thể là tu luyện thanh nguyên kiếm quyết có lẽ khi tiến giai lên hậu kỳ thì dễ dàng hơn, hoặc là bởi vì tu vi hắn thâm hậu hơn xa so với tu sĩ đồng giai. Những nhân tố này đều có thể là nguyên nhân, cũng có thể là nhiều loại hoặc tất cả nhân tố trên đồng loạt phát huy tác dụng dù sao mỗi một người có thể tiến vào cấp bậc nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, các nhân tố để đột phá thành công đều không thể phục chế, nếu không nhân giới đại tu sĩ sẽ không thưa thất như thế. Một khi có thể tiến dài thành công, Hàn Lập tự nhiên không khách khí đem bát linh xích cùng hư thiên đỉnh một lần nữa tế luyện một phen, đem thông thiên bảo quyết tầng thứ hai dễ dàng luyện thành, sau đó đi tìm ngân bảo nữ tử đang bế quan tu luyện. Kết quả vị thập cấp băng phượng này, khi thấy Hàn Lập cũng đã thành hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên cả kinh hồi lâu không khép được miệng. Nhưng cũng vì thế, nàng này hoàn toàn tắt đi ý nghĩ đối phó Hàn Lập, sau khi được nàng cung cấp bí thuật, hai người cộng thêm ngũ mà và nhân hình khôi lỗi hợp lực liền có thể khu động khống chế pháp trận kia, mạnh mẽ đem hư thiên điện từ trong phiến hư không này tạm thời xuất ra, hàng lâm xuống loạn tinh hải. Sau đó hai người lại cùng khống chế pháp trận, tương tự đem chính mình và hư thiên đỉnh đồng thời truyền tống ra. Về phần tên ma đạo tu sĩ trong hỏa vân kia, cũng coi như là vận khí xui xẻo, vị băng phượng kia vô duyên vô cớ bị nhốt tại hư thiên điện gần trăm năm, rồi lại bị việc hàn lập dễ dàng tiến giai hậu kỳ kích thích, tự nhiên buồn bực trực tiếp phát tiết lên trên hắn, tiếp đó nàng liền ly khai khỏi hàn lập, tự mình tìm kiếm phương pháp trở về đại tấn. Hàn lập mặc dù tu vi đại tiến, nhưng vẫn không nắm chắc đối phó với nàng, cũng đành mặc cho thập cấp băng phượng này rời đi. Đương nhiên về cái thượng cổ truyền tống trận có thể trở về thiên nam, hắn tự nhiên cũng sẽ không để lộ tí thông tin nào cho vị băng phượng kia chương 1126, Hoàng Sa Môn. Lúc nãy, sau khi Hàn Lập chia tay với băng phượng kia, liền đem hư thiên đỉnh thu lại, rồi hướng đảo nhỏ bên này mà bay vụt đến. Hắn tất nhiên không phải muốn làm kinh động tu sĩ trên đảo, chỉ là muốn biết rõ ràng vị trí hiện tại và tình hình loạn tinh hải bây giờ, sau đó sẽ tìm đường trở lại phụ cận khôi tinh đảo, tìm thượng cổ truyền tống trận ngày đó. Thấy trung niên nhân trực tiếp nghênh đón, nhiệt tình mời mọc như thế khiến cho Hàn Lập có chút ngoài dự liệu, nhưng cũng vừa lúc đúng ý muốn của hắn, liền không chối từ, thuận miệng đáp ứng. Lấy thần thông hắn bây giờ, sẽ không sợ tu sĩ bình thường có tâm tư gì khác. Trung niên nhân họ cam thấy Hàn Lập nhanh chóng đáp ứng, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng phát truyền âm phù về trước cho ba tên vãn bối, sau đó khách khí cúi người mời Hàn Lập hướng phía trong tiểu đảo bay đi. Lúc này, Hàn Lập sau khi nghe ngóng tình huống phụ cận hải vực, mới biết đảo nhỏ phía trước gọi là khổ môn đảo, là một tòa đảo nhỏ bậc lớn, ở trên đảo chi có một tòa thành thị do phàm nhân xây dựng hoàn toàn bị hoàng sa môn một nhà độc chiếm mà cách khổ môn đảo vài trăm vạn dặm về phía bắc chính là đăng tinh đảo một trong thập nhị tinh đảo hàn lập nghe đến đó trong lòng khẽ động năm đó hải vực đồ của loạn tinh hải với trí nhớ hơn xa người thường của hắn tự nhiên nhớ rõ ràng nếu hắn không tính sai hắn hiện tại thân ở địa phương cách thiên tinh thành không quá xa bất quá lại cách khá xa khôi tinh đảo hơn nữa muốn đến đó phải qua thiên tinh thành Kể ra loạn tinh hải yêu thú rất nhiều, thiên nam hay đại tấn chẳng thể sánh bằng, bất quá đối với yêu đan đề dài yêu thú, hàn lập hôm nay không có chút hứng thú nào. Bát cấp thì lại đã là hóa hình yêu thú, đã mở ra linh trí, dùng nghe thường thảo cũng không cách nào dụ tới. Nếu không, hắn cũng không ngại xa đi ra ngoại tinh hải một chuyến.